vừa rồi quay chụp video nam tử hướng Hứa Thuần Lương nói, ca môn, lão gia tử kia các ngươi quen biết sao? Hắn vừa mới có phải hay không thanh mật rắn nuốt vào? Hứa Thuần Lương cười nói, đúng vậy a. Tô Tình nhìn thấy nam tử kia có chút quen thuộc, cố gắng suy nghĩ một chút nói, người có phải hay không mỹ thực chủ block Tam Lưỡng Tam? Nam tử kia cười nói, là ta. Cái này Tam Lưỡng Tam là một cái đang hồng mỹ thực chủ block, trên Internet đã có được hơn ngàn vạn bánh phở, bên cạnh hắn là trợ lý tiểu kết. Hứa Thuần Lương bình thường đối với phương diện này sự tình cũng không chú ý, đương nhiên không biết cái gì Tam Lưỡng Tam, chẳng qua là cảm thấy con hàng này bề ngoài xấu xí, cũng không biết hắn lấy cái gì hấp dẫn bánh phở, nghe Tô Tình nói hẳn là một cái rất có danh tiếng ăn truyền bá. Tam Lưỡng Tam nói, các ngươi cũng là đến du lịch. Hứa Thuần Lương nói, họp, mắt thấy trời lại muốn mưa, hắn cũng không có cùng vị này lưới lớn đỏ làm nhiều hàn huyên, nhanh đi địa điểm tập hợp. Ba người vừa trở lại trên thuyền, mưa lại hạ xuống. Phó Quốc Dân sớm liền trở lại, xem ra cùng Hình Văn Hổ đàm đến không tệ, tìm tới Hứa Thuần Lương, thấp giọng nói cho hắn biết, Hình Bí Thư đáp ứng lại trợ giúp bọn hắn Đông Châu Văn Lữ tranh thủ chính sách nâng đỡ. Đám người thời điểm, có một nam một nữ cũng hướng phía bến tàu chạy tới, chính là cái kia lưới đỏ dẫn chương trình Tam Lưỡng Tam cùng phụ tá của hắn. Trên bến tàu chỉ có hai chiếc du thuyền, bởi vì cái này hai chiếc du thuyền đều là bị đại hội người tổ chức bao xuống đến, đương nhiên không thể để cho người tùy tiện truyền lên, Tam Lưỡng Tam cùng nhân viên công tác thương lượng nhìn xem có thể hay không đưa tiền thuận đường mang hộ bọn hắn trở về, nhưng nhân viên công tác khoát tay áo để bọn hắn các cái khác thuyền. Hứa Thuần Lương lúc này đi qua, hỗ trợ biện hộ cho để Tam Lưỡng Tam bọn hắn đi lên, mưa như thế lớn, cũng không thể trơ mắt xem bọn hắn đứng ở chỗ này rồi. Tam Lưỡng Tam lên thuyền, hướng Hứa Thuần Lương nói cảm ơn liên tục. Tô Tình xuất ra khăn tay cho Tiểu Kết, để nàng lau lau. Tam Lưỡng Tam móc ra thuốc lá, phát hiện thuốc lá cũng đã ngâm nước, hướng Hứa Thuần Lương cười nói, ta hôm nay ra quá vội vàng, không có nhìn dự báo thời tiết, xối đến cùng ướt sũng giống như. Hứa Thuần Lương nói, người cũng ở Thái Minh Hồ bên kia. Tam Lưỡng Tam nhẹ gật đầu, hắn nắm lại khách sạn nói, thế mà cùng Hứa Thuần Lương bọn hắn là một nhà. Hắn cũng biết Hứa Thuần Lương bọn hắn những người này là tổ chức cả nước văn lữ hội nghị. Hai người chính trò chuyện thời điểm, Tiểu Kết đột nhiên ngã xuống, may mắn Tô Tình kịp thời đưa nàng đỡ lấy, Tiểu Kết, ngươi thế nào? Hứa Thuần Lương cùng Tam Lưỡng Tam tranh thủ thời gian đưa tới. Tiểu Kết sắc mặt tái nhợt, bờ môi phát xanh, đơn bạc thân thể run rẩy không ngừng. Tam Lưỡng Tam nói, đoán chừng là vừa mắc mưa đông lạnh bệnh. Tiểu Kết nói, đau, đau, trên lưng. Hứa Thuần Lương để người chung quanh tản ra, Tô Tình tướng Tiểu Kết quần áo hướng lên vung lên, tình cảnh trước mắt dọa nàng nhảy một cái, đã thấy Tiểu Kết trên lưng nằm sấp một con sắc thái lộng lẫy con rết, kia con rết liền dán tại eo của nàng trùy phía trên, ước chừng một tấc nửa chiều dài, chính đang ăn uống máu tươi của nàng. Tam Lưỡng Tam chưa bao giờ thấy qua như thế lớn con rết, lắp bắp nói, ngô. Con rết, đoán chừng là vừa rồi hai người ngồi xổm ở trong bụi cỏ quay chụp quá chăm chú. Cái này con ngô công lúc nào chui vào cũng không biết đạo, may mắn là chui được phần eo, nếu như là những địa phương khác liền phiền toái hơn. Ừng ực, mấy người đồng thời xoay đầu lại, phát ra âm thanh chính là Hứa Thuần Lương, bất quá mấy người đều rất không minh bạch, loại thời điểm này hắn nuốt nước miếng làm gì. Hứa Thuần Lương rất lâu không ăn cái đồ chơi này, nước sôi một thột, dính chút hít liệu, hương vị so tôm bự đẹp nhiều. Tam Lưỡng Tam nói, có gà không? Hắn cũng là não đại động mở. Cho rằng con rết thiên địch là công gà, làm chỉ gà trống tới thanh con rết ăn hết là được rồi. Hứa Thuần Lương nói, giúp ta tìm đôi đũa. Tam Lưỡng Tam ngạc nhiên nhìn qua hắn, đây là cứu người a, người muốn đũa. Còn cần phối gia vị sao? Bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ minh bạch, người ta là phải dùng đũa thanh con rết cho kẹp xuống tới. Trên người hắn liền mang theo đũa, dù sao cũng là làm ăn truyền bá, không mang theo đôi đũa đều hiển không ra chức nghiệp tiêu chuẩn. Hứa Thuần Lương muốn đũa nguyên nhân là không muốn biểu hiện được quá mức cao điệu, trực tiếp thanh hút máu con rết cho bóp xuống tới cũng rất dễ dàng, nhưng là liền sợ người khác suy nghĩ nhiều. Hứa Thuần Lương trước tìm bên cạnh cho mượn điếu thuốc đốt, gảy đốt thuốc xám tại hút máu con rết trên thân, kỳ thật khói bụi chỉ là dùng để che giấu hắn vung thuốc bột, hút máu con rết gặp được khói bụi, thân thể cấp tốc thu nhỏ, không đồng nhất một lát công phu liền thu nhỏ là lúc đầu một nửa lớn nhỏ, nương theo lấy thân thể thu nhỏ. Hút nhập thể nội máu tươi cũng bị nó cho phun ra, nhiễm đến Tiểu Kết phía sau đỏ thắm một mảnh. Đợi đến máu tươi nôn xong sau, dùng đũa nhẹ nhàng kẹp lấy,
con rết liền thoát ly tiểu kết thân thể, Hứa Thuần Lương tướng con rết nhét vào trước đó chuẩn bị xong bình nước suối khoáng bên trong, lại vặn mở một chai nước khoáng để nàng uống vào, mặt ngoài là mới mở một bình, kỳ thật đang đánh mở nắp bình quá trình bên trong tướng giải độc phấn dung nhập trong đó. Tô Tình hỗ trợ tìm đến cồn cùng miếng bông, là tiểu kết lau vết thương. Hứa Thuần Lương cứu người thời điểm, mấy vị Bình Hải thị văn lữ cán bộ nhịn không được phàn nàn hắn nhiều chuyện, nếu như không phải hắn biện hộ cho để đôi này người trẻ tuổi lên thuyền, cũng sẽ không có hậu tục phiền phức, nếu như nữ hải không có việc gì coi như bỏ qua, nếu nàng có không hay xảy ra, lần này văn lữ hội nghị đều sẽ chịu ảnh hưởng. Hình Văn Hổ nghe được bọn hắn nghị luận ầm ĩ, có chút không vui, nhíu mày một cái nói, giúp người làm niềm vui có cái gì không đúng. Liền các ngươi loại thái độ này, văn lữ công việc sao có thể làm tốt. Còn tốt tiểu kết rất nhanh liền khôi phục lại, Hứa Thuần Lương lung lay bình nước suối khoáng bên trong con rết nói, cái này con rết không độc, người yên tâm đi, nghỉ ngơi một hồi liền sẽ không có việc gì. Tiểu kết có chút mỏi mệt tại Tô Tình đồng hành nhắm mắt nghỉ ngơi. Tam Lưỡng Tam đưa ra muốn theo Hứa Thuần Lương hợp cái ảnh, đem hắn chuyện cứu người tại trên mạng mở rộng tuyên truyền một chút, có thể cho hắn dẫn đi không ít lưu lượng, cũng coi là biểu đạt một chút đối hắn cảm tạ. Hứa Thuần Lương nghe xong tranh thủ thời gian khoát tay, tuyệt đối đừng, ta nhất sợ chính là cái này, chúng ta đều là bên trong thể chế, nổi danh khẳng định không phải chuyện tốt. Tam Lưỡng Tam luôn cảm thấy Hứa Thuần Lương có chút quen thuộc, lúc này mới nhớ tới, đã từng nhìn qua con hàng này đánh người video, lúc ấy còn đỏ cực nhất thời đâu, một lần xông lên nóng lục soát đứng đầu bảng. Tam Lưỡng Tam hướng Hứa Thuần Lương chứng thực, Hứa Thuần Lương mình đều nhịn không được bật cười. Khó trách nói xong sự tình không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm, nghĩ không ra đánh người sự kiện kia hậu kình như thế lớn. Tam Lưỡng Tam cùng hắn lẫn nhau tăng thêm phương thức liên lạc, hắn cũng họ Hứa, gọi Hứa Tiểu Nhạc, nghe có chút giống nữ tên của hài tử. Trải qua chuyện này, không ít người đối Hứa Thuần Lương đều lưu lại ấn tượng khắc sâu, dù sao hiện tại loại này nhiệt tâm giúp người người trẻ tuổi không thấy nhiều. Hình Văn Hổ chụp mấy bức ảnh chụp quay đầu dự định tại toàn tỉnh văn lữ hệ thống bên trong tuyên truyền một chút. Cả ngày đều nói chính năng lượng, cái gì gọi là chính năng lượng? Đây chính là chính năng lượng. Trở lại khách sạn, Hứa Thuần Lương thanh con kia đại ngô công đưa cho Phạm Lý Đạt ngâm rượu. Phó Quốc Dân hôm nay thu hoạch tương đối khá, hắn đạt được Hình Văn Hổ hứa hẹn, năm nay Đông Châu nằm dê tiết, lão Hình sẽ đích thân đến Đông Châu tham gia khai mạc nghi thức. Phó Quốc Dân phi thường rõ ràng, Hình Văn Hổ tất cả đều là xem ở Hứa Thuần Lương trên mặt mũi. Lần này hội nghị cuối cùng không có uổng phí đến. Cũng coi là vì hắn tại văn lữ cục công việc mở một cái tốt đầu. Phó Quốc Dân tướng Hứa Thuần Lương coi là côi bảo, nhân tài như vậy quyết không thể để người khác nhanh chân đến trước, mặc dù người tại Thái Minh Hồ, đã bắt đầu giải quyết Hứa Thuần Lương điều động công việc. Hiện tại Hứa Thuần Lương biên chế còn tại Trường Hưng Bệnh viện, về tình về lý, Phó Quốc Dân đều phải trước cùng Triệu Phi Dương chào hỏi. Bọn hắn là bạn cũ, lúc trước hắn cùng Hứa Thuần Lương nhận biết còn là thông qua Triệu Phi Dương giới thiệu. Triệu Phi Dương còn tưởng rằng Phó Quốc Dân tìm hắn có chuyện quan trọng gì, nghe xong là hắn là tìm mình muốn người, Triệu Phi Dương lập tức liền nở nụ cười, lão Phó, người muốn ai còn không phải chuyện một câu nói, chúng ta như thế bằng hữu nhiều năm, ta khẳng định toàn lực phối hợp. Triệu Phi Dương phi thường minh bạch, hiện tại Phó Quốc Dân là Chu thư ký trước mặt Hồng Nhân, người ta kỳ thật coi như không chào hỏi cũng không có gì, huống chi Hứa Thuần Lương hiện tại đã điều tạm đến Hồ Sơn trấn công việc, lấy Hứa Thuần Lương hiện tại giao thiệp bối cảnh. Coi như hắn muốn ngăn cũng ngăn không được. Phó Quốc Dân nói, ta đào đi ngươi tướng tài đắc lực, ngươi sẽ không trách ta chứ. Triệu Phi Dương nói, nào có sự tình, kỳ thật hắn bây giờ tại Hồ Sơn Trấn không thuộc quyền quản lý của ta, bất quá a, chúng ta là lão bằng hữu, ta còn là đến cho ngươi đề tỉnh một câu, tiểu tử này cũng không tốt quản. Phó Quốc Dân cười nói, ta thật không nghĩ quản hắn, ta là muốn dùng hắn. Triệu Phi Dương trong lòng tự nhủ ta ngay từ đầu cũng là ôm dùng hắn ý nghĩ, không thể không thừa nhận tiểu tử này là một thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm, nhưng vấn đề là con hàng này không phân đối tượng a, hơi không cẩn thận liền sẽ đem mình cho chém vào máu me đầm đìa, điểm này ở trên người hắn đã được đến thể hiện. Triệu Phi Dương nói, hy vọng hắn có thể tại văn lữ cục đại triển quyền cước. Bỗng nhiên có loại cảm giác như chút được gánh nặng, Hứa Thuần Lương cuối cùng đi, hiện tại mới phát hiện. Người này đã trở thành mình đáy lòng một cây gai, chỉ có nhổ tận gốc đến mới dễ chịu, coi như mang ra điểm huyết cũng là đáng. Phó Quốc Dân nói, Phi Dương, ta mang cho ngươi điểm lá trà, trở về tặng cho ngươi a. Triệu Phi Dương nói, chờ ngươi họp trở về ta cho ngươi đón tiếp, có trận không gặp mặt,
hai anh em chúng ta cũng nên hảo hảo tâm sự. Phó Quốc Dân liên tưởng tới Triệu Phi Dương gần nhất một hệ liệt không như ý, thế là đáp ứng. Triệu Phi Dương thừa cơ nói, đúng rồi, ta cùng Tiểu Hứa tại Nguy Sơn đảo phân viện vấn đề bên trên có chút không nhanh, bọn hắn Hồ Sơn Trấn đến bây giờ còn đè ép chúng ta 5.000 vạn, người giúp ta nói với hắn nói, vẫn là mau chóng đem tiền chuyển cho chúng ta bên này cần dùng gấp tiền. Phó Quốc Dân nói, công là công, tư là tư, các ngươi công đối công sự tình ta đi theo nhúng tay không tốt ha. Triệu Phi Dương nghe hắn nói như vậy cũng chỉ có thể coi như thôi, Phó Quốc Dân người này tại chú kinh bản tu luyện nhiều năm, cùng mỗi người khoảng cách cảm giác nắm chắc đến độ cực kỳ tinh chuẩn, muốn cho hắn hỗ trợ ra đại lực rất khó. Triệu Phi Dương bởi vì việc này lâm vào nghĩ lại, từ khi hắn từ đi công chức về sau, đang quản lý phương diện rõ ràng có cải biến, đối hạ hắn trở nên chuyên quyền độc đoán, nhưng là chống lại hắn lại trở nên khúm núm, vốn cho rằng thoát ly thể chế, hắn có thể thu hoạch được càng nhiều tự do. Nhưng là hắn hiện tại ý thức đến mình sai, khuyết thiếu chế độ ước thúc cũng không có nghĩa là hắn có thể muốn làm gì thì làm. Hắn so Phó Quốc Dân tấn thăng chính sử phải sớm, nhưng là hiện tại Phó Quốc Dân đã là Đông Châu Thị Văn Lữ Cục Cục trưởng, Chu Thư Ký trước mắt Hồng Nhân, khoảng cách giữa hai người đã trong lúc vô tình kéo xa. Tại trong mắt người khác, hắn có được cao hơn thu nhập, càng tuổi trẻ xinh đẹp thê tử, nhưng đây đều là mặt ngoài, ai biết nỗi thống khổ của hắn. Tô Tình rời đi sớm hơn một chút. Càng nghĩ vẫn là không có chuyên môn hướng Hứa Thuần Lương tạm biệt, ô tô lái rời về sau, mới cho Hứa Thuần Lương phát một cái tin, nàng không thích cáo biệt, động lòng người sinh chính là như vậy, rất nhiều thời điểm ngươi không thể không lựa chọn cáo biệt. Ta trở về, Tô Tình châm trước hồi lâu mới phát dạng này một đầu bình thản như nước tin tức. Hứa Thuần Lương hồi phục rất nhanh, ta sẽ đi Nam Giang xem ngươi. Một lát sau lại bồi thêm một câu, hoan nghênh ngươi đến Đông Châu ngắm cảnh. Giúp chúng ta nhiều hơn tuyên truyền quê quán. Tô Tình vốn đang rất cảm động, nhìn thấy con hàng này phát lại bổ sung tin tức, lập tức trở về một câu, ta có thể giúp ngươi xin mở rộng phí đánh gãy. Ngay tại ăn điểm tâm Hứa Thuần Lương nhìn thấy câu nói này nhìn không được bật cười, Tô Tình hẳn là tức giận. Ngồi đối diện hắn Tiểu Mạnh cười nói, bạn gái a, vui vẻ như vậy. Hứa Thuần Lương cười cười, trong lòng tự nhủ liền ngươi lần này biểu hiện. Đoán chừng trở về liền không vui, nói quá nhiều. Phó Quốc Dân hướng Hứa Thuần Lương vẫy vẫy tay, Hứa Thuần Lương đứng dậy đi vào bên cạnh hắn, thấp giọng nói, Phó Cục, có dặn dò gì? Phó Quốc Dân ôm bờ vai của hắn thấp giọng nói, quay lại ta ngồi đường sắt cao tốc đi, ba người các ngươi đón xe trở về. Hứa Thuần Lương lập tức liền phản ứng lại, Phó Quốc Dân khẳng định là muốn trở lại kinh thành, vừa vặn ngày mai thứ sáu ngay sau đó hai ngày nghỉ ngơi, lần này trở về có thể ở lâu hai ngày. Hứa Thuần Lương nói, để Tiểu Mạnh đưa ngài đi nhà ga. Phó Quốc Dân lắc đầu, ta đón xe. Hứa Thuần Lương minh bạch, Phó Quốc Dân cũng ngại Tiểu Mạnh nói quá nhiều, sợ hắn bốn phía trương dương. Hứa Thuần Lương thông chi Tiểu Mạnh sau 2 giờ xuất phát, Tiểu Mạnh đi chuẩn bị các loại đã đến giờ, phát hiện lên xe chỉ có Phạm Lý Đạt cùng Hứa Thuần Lương. Tiểu Mạnh ngạc nhiên nói, Phó Cục trưởng đâu? Hứa Thuần Lương nói, lãnh đạo còn có sự tình khác, để chúng ta về trước đi. Chuyện gì à? Phạm Lý Đạt có chút phiền, đến lượt ngươi quan tâm sao? Tranh thủ thời gian lái xe. Tiểu Mạnh chịu phê bình, rất là biết điều, khởi động ô tô hướng Đông Châu phương hướng chạy tới. Hứa Thuần Lương trên đường liên tiếp vào lao động nhân sự xã hội bảo hộ bộ môn thông chi, muốn đem hắn người sự tình hồ sơ từ Trường Hưng chuyển tới Văn Lữ Cục, chủ yếu là Hứa Thuần Lương cấp bậc còn chưa đủ tổ chức bộ môn ra mặt. Mặt ngoài là bình điều, nhưng thật ra là thăng chức. Hứa Thuần Lương đi qua tại Trường Hưng cũng chính là trong đó mời môn phụ, danh bất chính, ngôn bất thuận, điều đến Văn Lữ Cục về sau, phó khoa cấp không hiển sơn không lộ thủy làm xong, dựa theo Phó Quốc Dân ý tứ, tạm thời an bài hắn đương văn hóa du lịch và văn vật khoa phó khoa trưởng, quan hệ vẫn là điều tạm bên ngoài, Hứa Thuần Lương vẫn đảm nhiệm Hồ Sơn trấn phó trấn trưởng. Hứa Thuần Lương rời đi tại Trường Hưng trong mắt rất nhiều người cũng là chuyện đương nhiên, dù sao hắn rời đi Trường Hưng về sau. Liền làm ra liên tiếp cắm đao sự tình, hiện tại truyền ngôn, Trường Hưng sở dĩ tướng Nguy Sơn đảo phân viện chuyển nhượng ra ngoài, chính là hắn từ đó dở trò, coi như hắn miễn cưỡng lưu tại Trường Hưng cũng sẽ không có bất luận cái gì tiền đồ. Kỳ thật Trường Hưng bệnh viện rất nhiều lão công nhân cũng không coi trọng tiền đồ tương lai, bọn hắn tự mình đi tìm Cao Tân Hoa phản ứng tình huống, hy vọng Cao Bí Thư có thể đem Trường Hưng bệnh viện tình trạng phản ứng cho trong thành phố, công tư hợp doanh cũng không có cho Trường Hưng mang đến quá lớn đổi mới. Từ khi Hoa Niên tập đoàn tham gia Trường Hưng quản lý về sau, đột hiện rất nhiều vấn đề.
thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, có người đem những tình huống này vụng trộm hướng Triệu Phi Dương báo cáo. Bởi vì từng có nhân viên tập thể kháng nghị vết xe đổ, Triệu Phi Dương lần này cũng phá lệ cảnh giác, hắn trước tiên tìm được Cao Tân Hoa, Triệu Phi Dương cũng không có vòng vo, đi thẳng vào vấn đề thanh sự tình cho làm rõ. Cao Tân Hoa nói, hoàn toàn chính xác có không ít công nhân viên trước tìm ta phản ứng tình huống, ta cảm thấy đây cũng không phải là chuyện gì xấu, mọi người nguyện ý phản ứng, chứng minh rộng rãi nhân viên đối Trường Hưng vẫn là quan tâm. Triệu Phi Dương thở dài nói, Cao Bí Thư, Trường Hưng chính gặp thời buổi rối loạn, nếu như những người này điểm xuất phát là vì Trường Hưng tốt chúng ta đương nhiên hoan nghênh, thế nhưng là nếu như là vì chửi bới Trường Hưng phân liệt Trường Hưng, ta tuyệt đối không cho phép loại tình huống này phát sinh. Cao Tân Hoa có chút nghe không nổi nữa, Triệu Việt, lời này của ngươi ta có chút không rõ, ai muốn chửi bới Trường Hưng phân liệt Trường Hưng. Ta có thể thẳng thắn nói cho ngươi, tới để ý gặp đều là Trường Hưng trong biên chế nhân viên không có người so với bọn hắn đối Trường Hưng tình cảm càng sâu, Trường Hưng có thể có hôm nay toàn đều là dựa vào bọn hắn nhiều năm qua phong hiểm, mà không phải gần nhất lương cao đào tới những cái kia lính đánh thuê, càng không phải là Hoa Niên tập đoàn phái tới những cái kia cao quản. Triệu Phi Dương không có nghĩ tới câu nói này sẽ gặp phải Cao Tân Hoa mãnh liệt bắn ngược, hắn nở nụ cười, lão Cao, ngươi đừng nóng giận a, ta đây không phải cùng ngươi thảo luận vấn đề sao. Cao Tân Hoa nói, vấn đề thảo luận lại nhiều lần nếu như không cưới quyết thủy chung vẫn là tồn tại, ngươi có biết hay không chân chính Trường Hưng người đều tại quan tâm cái gì. Bọn hắn quan tâm là bệnh viện tại sao muốn thanh phân viện cho bán đi. Bọn hắn quan tâm là, lúc trước Trường Hưng cùng Hoa Niên tập đoàn hợp tác thời điểm. Phân viện tài sản ước định là nhiều ít. Hiện tại lại bán nhiều ít. Bọn hắn quan tâm là, Hoa Niên gia nhập cho Trường Hưng đến tột cùng mang đến cái gì. Triệu Phi Dương lớn tiếng nói, phát triển là một cái quá trình, không có khả năng một lần là xong, vì cái gì bọn hắn liền không thể nhìn nhiều nhìn chính diện sự tình. Nếu như không có Hoa Niên tập đoàn gia nhập, hai kỳ công trình khi nào có thể khởi động, nếu như không có Hoa Niên tập đoàn, hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện khi nào mới có thể bắt đầu kiến thiết. Nếu như không có. Không có Hoa Niên, chúng ta sẽ trôi qua càng tốt hơn. Cao Tân Hoa phát ra giống to một tiếng. Triệu Phi Dương cùng Cao Tân Hoa nhìn nhau, hai người từ ánh mắt của đối phương chỗ sâu đều thấy được lẫn nhau phẫn nộ. Lúc này cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ, tiếng đập cửa hòa hoãn trong phòng kiếm bạt nỗ trương bầu không khí. Cao Tân Hoa lấy ra một điếu thuốc đốt, tay của hắn bởi vì phẫn nộ mà khẽ run. Triệu Phi Dương âm thầm nhắc nhở mình muốn khống chế cảm xúc. Lúc này tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên, Triệu Phi Dương nói, tiến đến. Hứa Thuần Lương đẩy cửa đi đến, trong tay còn cầm một cái hồ sơ túi, cười đùa tí từng nói, nha, nguyên lai Triệu Viện cũng tại, lần này tốt, ta không cần lần lượt tạm biệt. Cao Tân Hoa hút một hơi thuốc, bởi vì phẫn nộ mà đỏ lên sắc mặt nhất thời bán hội không cách nào khôi phục, Triệu Phi Dương đi cũng không được ở lại cũng không xong, đoán chừng vừa rồi hai người thanh âm như thế lớn, Hứa Thuần Lương rất có thể nghe được. Triệu Phi Dương nói, Tiểu Hứa, ngươi tìm đến Cao Bí Thư A. Hứa Thuần Lương nói, vốn định tìm xong Cao Bí Thư lại tìm ngươi, hiện tại cũng tại, ta liền cùng một chỗ nói đi. Triệu Phi Dương lưu ý đến người này đối mình đã khinh thường tại dùng kính ngữ, thế nhưng là hắn cũng không có bị mạo phạm cảm giác. Thể chế bên trong chính là như vậy, vô luận niên kỷ, vô luận tuần tự chỉ nhìn vị trí, Hứa Thuần Lương hiện tại là Hồ Sơn trấn phó trấn trưởng, mà lại đã chính thức điều đi Trường Hưng. Cái này mang ý nghĩa, từ hôm nay trở đi, Hứa Thuần Lương không cần lại thụ hắn quản thúc, từ Hứa Thuần Lương trước mắt phát triển xu thế đến xem, qua không mấy năm coi như với lên sử cấp cũng có khả năng. Nhìn thấy Hứa Thuần Lương, Triệu Phi Dương không khỏi nghĩ tới mình, có thể nói là một bước sai từng bước sai, cho tới bây giờ hắn mới rõ ràng mình đến tột cùng muốn phải là cái gì. Cao Tân Hoa hít một hơi thuốc lá nói, Thuần Lương, người hôm nay tới là xử lý điều động. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, chính thức điều động, đi văn lữ cục. Cao Tân Hoa cố ý nói, người thường đi chỗ cao A. Triệu Phi Dương biết những lời này là nói cho mình nghe, từ từ phụ thân sau khi qua đời, Cao Tân Hoa đối bất mãn của hắn đã lộ rõ trên mặt, vừa rồi kịch liệt như thế xung đột là giữa bọn hắn lần thứ nhất, nhưng tuyệt không phải là một lần cuối cùng. Triệu Phi Dương chủ động hướng Hứa Thuần Lương vươn tay ra, Tiểu Hứa, chúc mừng Cao Thăng A. Hứa Thuần Lương cùng hắn nắm tay nói, cũng không có gì có thể chúc mừng, bình điều. Triệu Phi Dương trong lòng tự nhủ ngươi cũng không phải chính thức cán bộ, tính là cái gì chứ bình điều, ngoài mặt vẫn là hòa hợp êm thấm, cụ thể công việc gì đã định chưa? Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, văn hóa du lịch và văn vật khoa ta đều tạm kỳ không có đầy,
tạm thời vẫn là tại Hồ Sơn Trấn phụ trách chiêu thương công việc, về sau Triệu viện trưởng muốn ủng hộ nhiều hơn công việc của ta. Nhất định, nhất định, vậy các ngươi trước trò chuyện, ta còn có việc đi trước. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, hiện tại Triệu Phi Dương cùng Hứa Thuần Lương thật không có bao nhiêu tiếng nói chung. Hứa Thuần Lương không có lập tức buông hắn ra tay, đúng rồi Triệu viện, Nguy Sơn đảo bệnh viện bên kia giao tiếp công việc vẫn là nắm chặt tiến hành, đây là ta phân quản phạm vi, ta nghĩ tại đi văn lữ cục trước đó thanh chuyện này toàn bộ giải quyết. Triệu Phi Dương nhẹ gật đầu, yên tâm đi, chúng ta cũng muốn mau sớm cầm tới chuyển nhượng kim, tiểu Hứa A, ngươi nhưng phải dơ cao đánh khẽ A. Hứa Thuần Lương ha ha nở nụ cười. Triệu Phi Dương sau khi đi, Hứa Thuần Lương tướng một cái túi nhựa đặt ở Cao Tân Hoa trên bàn công tác giã Long Phong. Cao Tân Hoa nhìn thoáng qua, thu lại, tính ngươi có lương tâm. Hứa Thuần Lương nói, vừa tình huống như thế nào, ta nghe giống như muốn đánh nhau, lo lắng ngài ăn thiệt thòi, cho nên ta tranh thủ thời gian tiến đến. Cao Tân Hoa cười nói, thật đánh nhau cũng không cần ngươi hỗ trợ, hắn khẳng định đánh không lại ta. Cao Tân Hoa mặc dù lớn tuổi một chút, nhưng hắn đã từng đi lính trên chiến trường, không phải Triệu Phi Dương loại này mật bình ngâm lớn ra hỏa có thể đánh đồng. Đương nhiên hắn cùng Triệu Phi Dương chỉ là cãi lộn, hai người không có khả năng đánh, hướng về phía giả đại đội trưởng mặt mũi, Cao Tân Hoa cũng không có khả năng đánh hắn. Cao Tân Hoa lấy hai con ly pha lê, ngâm điểm Long Phong, cho Hứa Thuần Lương một chén, bưng mình một chén kia nhìn một chút màu trà chỗ nào mua. Cha thôn cổ trấn, cảnh khu lá trà ngươi cũng dám mua, ngươi được lắm đấy. Hứa Thuần Lương nói, bắt bẻ, không muốn trả lại cho ta. Cao Tân Hoa nhấp một ngụm trà, cũng tạm được, văn lữ cục. Tiểu tử ngươi nghĩ như thế nào đi văn lữ cục, cái này khoảng cách có phải hay không có chút lớn, ngại cục vệ sinh quá nhỏ, không cách nào thi triển tài hoa của ngươi. Hứa Thuần Lương cười nói, văn lữ cục vừa mới tổ kiến, phó quốc dân những năm này vẫn luôn tại chú kinh bạn, bên người không có người một nhà, cho nên hắn muốn tìm mấy cái đáng tin, ta ở kinh thành cùng hắn chung đụng được coi như không tệ, cho nên hắn chọn chúng ta, không phải cầu ta đi qua. Cao Tân Hoa vui vẻ lên, người cùng hắn nhận biết tựa như là Triệu Phi Dương giới thiệu A. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, đúng, hai người bọn hắn là lão bằng hữu. Cao Tân Hoa nói, cuối cùng làm chuyện tốt. Từ hắn câu nói này, Hứa Thuần Lương liền đánh giá ra Cao Tân Hoa hiện tại đối Triệu Phi Dương cực kỳ bất mãn. Hứa Thuần Lương nói, hai người các ngươi đến cùng tình huống như thế nào? Cao Tân Hoa nói, còn không phải trong công tác điểm này sự tình. Lão công nhân đối công tư hợp doanh hiện trạng bất mãn, vẫn là muốn trở về công hữu, ta còn không có tìm hắn, hắn ngược lại trước tìm ta, nhìn hắn ý kia, cho là ta dẫn đầu cùng hắn đối nghịch. Không đáng chấp nhặt với hắn, hắn nhân cách kia cục có hạn. Cao Tân Hoa nói, vẫn là đừng đề cập hắn, đúng, các ngươi kia 200 triệu lúc nào cho chúng ta Trường Hưng. Hứa Thuần Lương nói, Cao Bí Thư, ngài tìm nhầm người đi, ký hợp đồng là Xích Đạo vốn liếng cùng Hoa Niên tập đoàn. Kia hai ức là từ Xích Đạo vốn liếng Trương Mục vạch đến Hoa Niên tập đoàn Trương Mục, cùng chúng ta Hồ Sơn Trấn chính phủ không quan hệ. Cao Tân Hoa nói, ta giống như nghe nói các ngươi Hồ Sơn Trấn chỉ định một cái giám thị tài khoản. Hứa Thuần Lương thanh tình huống cùng hắn kỹ càng nói một lần, Cao Tân Hoa thế mới biết bọn hắn giám thị chỉ là trong đó 5.000 vạn. Cao Tân Hoa nói, bán đi Nguy Sơn đảo bệnh viện cũng là chuyện tốt, hiện tại Hoa tập đoàn Trương Mục căn bản không có bao nhiêu tiền. Khu công nghệ cao bên kia chằm chằm đến gấp tất cả tiền đều dùng tại hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện kiến thiết chúng. Bọn ta bên này hai kỳ công trình tiến độ chậm chạp, có hai cái này ức, chí ít có thể bảo hộ hai kỳ công trình kiến thiết. Hứa Thuần Lương cảm thấy hắn nghĩ quá mức lạc quan, nhắc nhở, hai ức khẳng định là muốn cho Hoa Niên tập đoàn, cuối cùng có thể hay không cho đến Trường Hưng cũng không biết. Cao Tân Hoa nói, Nguy Sơn đảo phân viện là Trường Hưng phân viện, tiền này dựa vào cái gì vạch đến Hoa Niên tập đoàn Trương Mục. Hứa Thuần Lương nói, còn không phải công tư hợp doanh gây ra họa, làm ra một bản sổ sách lung tung, bất quá ngài không cần nóng lòng, Triệu Phi Dương hẳn là so ngài còn gấp, nếu như hắn không thể đem hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện cùng hai kỳ xây dựng thêm thuận lợi hoàn thành, liền mang ý nghĩa hắn dẫn vào vốn liếng sách lược từ vừa mới bắt đầu liền là sai lầm, đến lúc đó hắn làm sao hướng toàn viện nhân viên bàn giao. Cao Tân Hoa nói, người là sẽ thay đổi, đổi thành nửa năm trước, hắn chắc chắn sẽ không thanh phân viện bán đi. Hiện tại còn không phải như vậy dùng để biến hiện. Hứa Thuần Lương nói, ta nghe nói đều thanh chuyển những phân viện trách nhiệm đẩy lên trên người của ta. Cao Tân Hoa nói, dù sao cũng phải có cái lý do, ai cũng không sẽ chủ động thừa nhận mình không cách nào dựng lên khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện, vừa vặn ngươi liền đâm Trường Hưng hai đao,
vừa vặn thừa cơ hướng trên người ngươi đẩy, kỳ thật lần này ngươi cho Hoa Niên giúp một chút. Hứa Thuần Lương nói, chuyện này không quan hệ với ta, là Xích Đạo vốn liếng tự mình cùng Hoa Niên tập đoàn đạt thành hiệp nghị, bọn hắn còn vận dụng thượng tầng quan hệ, dựa vào ta lúc đầu ý tứ, một phân tiền đều không muốn cho Hoa Niên. Cao Tân Hoa nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi, Trường Hưng dù sao cũng là ngươi đi qua chỗ làm việc. Hứa Thuần Lương nhấp một ngụm trà, trà này uống ngon thật. Cao Tân Hoa nở nụ cười, người kia giỏ bên trong nào có nát đào a. Một, Hứa Thuần Lương còn muốn đi hậu môn trực tràng bệnh viện nhìn xem, Cao Tân Hoa biết mấy người bọn hắn hợp mở bệnh viện sự tình, dù sao cũng nhàn rỗi không chuyện gì, đưa ra cùng hắn cùng đi. Trường Thiện hậu môn trực tràng chuyên khoa bệnh viện trùng tu tiến độ kinh người, Đinh Tứ cơ hồ đem đỉnh lập kiến thiết tất cả công trình đội đều cho điều chỉnh lại, ngày đêm không ngừng đuổi tiến độ. Đồng thời cũng không có buông lỏng công trình chất lượng, hắn chỉ cần một có thời gian liền sẽ đích thân tới nhìn chằm chằm. Hai người tới công trường hiện trường thời điểm, Cố Hậu Nghĩa cùng Hứa Trường Thiện đều tại, Hứa Trường Thiện vừa mới bắt đầu là không tính tới, nhưng hồi xuân đường quan, một người ở như thế lớn biệt thự thật sự là tịch mịch, lại không có thể cả ngày đi công viên đánh cờ. Trịnh Bồi An gặp hắn nhàm chán như vậy, thế là dẫn hắn đến công trường đi dạo, Hứa Trường Thiện tới qua một lần về sau. Cảm giác tìm được phát huy nhiệt lượng thừa địa phương, hiện tại cơ hồ mỗi ngày đều mình tới, coi như không xem bệnh, cũng có thể có người nói chuyện phiếm. Cố Hậu Nghĩa để cho người ta tại hắn phòng làm việc tạm thời giúp Hứa Trường Thiện làm bàn lớn, lấy tên đẹp mời Hứa Trường Thiện đương cố vấn, kỳ thật ai cũng rõ ràng, Hứa lão gia tử là bệnh viện này đại cổ đông, chiếm một nửa cổ quyền. Cao Tân Hoa cùng Hứa Thuần Lương đi trước công trường hiện trường nhìn một chút trùng tu tình trạng. Nơi này tiến độ cùng trùng tu tiêu chuẩn để Cao Tân Hoa cảm thấy giật mình, hắn cũng đã làm qua xây dựng cơ bản, liền nơi này tiêu chuẩn, trùng tu tự ít ném vào 500 vạn, hỏi thăm một chút mới biết được, tổng cộng 200 vạn, còn không cần bỏ tiền, Đinh Tứ dùng trùng tu nhập cổ phần 10%. Cao Tân Hoa thầm than, tư nhân cùng công gia chính là không phải một dạng, cái này Đinh Tứ thế nhưng là Đông Châu nổi danh ngang ngược nhân vật, nghĩ không ra hắn đối Hứa Thuần Lương như thế phục tùng, đừng nhìn Hứa Thuần Lương tuổi trẻ. Tại dùng người phương diện vẫn là có một bộ, tiểu tử này trên thân mang theo một cỗ mị lực cá nhân. Hai người dạo qua một vòng, Cao Tân Hoa nói, lúc nào khai trương a? Hứa Thuần Lương biểu thị cái này cần hỏi cố viện trưởng, hồi xuân đường chính là bỏ tiền ra đơn thuốc, chủ yếu là kỹ thuật nhập cổ phần, cụ thể quản để ý đến bọn họ không nhúng tay vào. Cao Tân Hoa có chút hối hận, mình cũng hẳn là ném điểm cổ phần, chủ yếu là có công chức mang theo, sợ người ta nói xấu. Hai người trở lại văn phòng Cố Hậu Nghĩa đã đem trà pha tốt, Hứa Trường Thiện hô, qua tới uống trà, ban đêm đừng hòng đi, phụ cận có dê nhà thịt quán không tệ, Thuần Lương mời ăn cơm. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, ra ra, ta thế nào không biết đâu. Cao Tân Hoa nói, để ngươi mời ngươi liền mời, dù sao hoa chính là ra ra ngươi tiền. Tất cả mọi người nở nụ cười. Nhưng đừng nói như vậy, Thuần Lương đã sớm không tốn tiền của ta, tiểu tử này năng lực đây. Hứa Trường Thiện nhấc lên cháu trai liền một mặt kiêu ngạo. Cao Tân Hoa nhìn qua Hứa Thuần Lương, trong lòng âm thầm cảm thán, cái này nếu là ta con rể thì tốt biết bao, lúc trước mình liền một chút nhìn chúng Hứa Thuần Lương, đáng tiếc nữ nhi Cao Hiểu Bạch cùng hắn không điện báo, tình cảm không thể cưỡng cầu. Cố Hậu Nghĩa nói, lại tới đây, đương nhiên là ta mời, để cho ta hơi tận tình địa chủ hữu nghị. Cao Tân Hoa nâng chén trà lên nhấp một ngụm trà nói, hiển hồng nông trường phổ nhị. Cố Hậu Nghĩa nói, uống ra tới, Thuần Lương đưa tới, bệnh viện chúng ta tiếp đãi dùng trà. Cao Tân Hoa cầm lấy một cái trà bánh nhìn một chút, phía trên đã in lên bệnh viện tên, Trường Thiện Hậu môn trực tràng chuyên khoa bệnh viện, cái này chẳng phải mang ý nghĩa Hứa lão gia tử nguyện ý là bệnh viện đại ngôn sao. Đến cùng là cháu trai ruột Trường Thiện Hậu môn trực tràng bệnh viện, cái này cỡ nào ái tài nguyện ý thanh danh tự đặt ở hậu môn trực tràng đằng trước. Bất quá lá trà bao bên ngoài lắp đặt trực tiếp thanh hậu môn trực tràng in vào giống như có chút bất nhã đi. Hứa Trường Thiện nói, người cảm thấy danh tự này kiểu gì? Cao Tân Hoa khẩu thị tâm phi nói, không tệ a. Hứa Trường Thiện giải thích một chút, Trường Thiện hàm nghĩa, Trường Thiện hài âm chàng thiện, cùng chuyên khoa bệnh viện đặc biệt dán vào. Cao Tân Hoa trong lòng tự nhủ ngài cao hứng liền tốt, buông xuống trà bánh nói, đánh tính lúc nào khai trương. Cố Hậu Nghĩa nói, thủ tục đều đã xong xuôi trùng tu đoán chừng đầu tháng sau liền có thể cơ bản hoàn thành, tiếp xuống chính là tiến thiết bị cùng chiêu mộ nhân viên công tác, ta sơ bộ dự định ngày mồng 1 tháng 5 thử kinh doanh. Cao Tân Hoa nói, đây không phải là nhanh. Hứa Trường Thiện nói, ta đều không nghĩ tới nhanh như vậy,
đi qua ta cảm thấy trùng tu thật phức tạp, không nghĩ tới đơn giản như vậy, giả ra tới hiệu quả còn như thế tốt. Cao Tân Hoa nói, đó là bởi vì các ngươi có người một nhà, ta vừa đi công dạo qua một vòng, liền các ngươi cái này trùng tu tiêu chuẩn, đổi thành bệnh viện chúng ta không có 500 vạn bắt không được tới. Cố Hậu Nghĩa gật đầu nói, ta cũng phát hiện, cho nên nói công gia sống đạo đạo quá nhiều. Cao Tân Hoa tranh thủ thời gian tuyên bố, cố viện, ta đi theo ngài làm mặc dù phụ trách xây dựng cơ bản, nhưng là ta cũng không có trung gian kiếm lời túi tiền riêng a, tối đa cũng liền là theo chân ăn chút uống chút. Cố Hậu Nghĩa cười nói, đó chính là trung gian kiếm lời tư dạ dày. Hắn đã triệt để lui xuống dưới, quay đầu lại nhìn chuyện đã qua đã phi thường rộng rãi. Công hữu vẫn là sở hữu tư nhân đều tồn tại riêng phần mình vấn đề. Vấn đề nhất lớn ngược lại là công tư hợp doanh. Hiện tại Trường Hưng tại Triệu Phi Dương trên tay đã biến thành một cái tứ bất tượng, từ trên xuống dưới đều lộ ra khó chịu. Cố Hậu Nghĩa đi qua còn quan tâm Trường Hưng sự tình, nhưng từ khi Triệu Phi Dương Thanh Nguy Sơn đảo phân viện bán đi, hắn liền triệt để hết hy vọng. Hiện tại Trường Hưng đã không phải là đi qua, Triệu Phi Dương nhập chủ Trường Hưng thời gian mặc dù nhưng không dài, nhưng là biến động rất lớn. Có thể nói tướng Cố Hậu Nghĩa trước đó chính sách toàn bộ phủ định, Cố Hậu Nghĩa ngoại trừ cảm thán hai tiếng cũng làm không là cái gì. Là thời điểm cùng Trường Hưng triệt để tạm biệt, Cố Hậu Nghĩa hiện tại toàn bộ tinh lực đều đặt ở Trường Thiện Hậu môn trực tràng chuyên khoa bệnh viện kiến thiết chủ bị bên trong tới. Mấy người trò chuyện náo nhiệt, Trịnh Bồi An đến đây, hắn mỗi ngày đều sẽ tới, Cao Tân Hoa hỗ trợ đem hắn điều chỉnh đến cấp cứu nội khoa, Trịnh Bồi An hiện tại trên cơ bản thoát ly bản chuyên nghiệp. Dạng này điều chỉnh mục đích liền là thanh tinh lực cùng thời gian thả ở chỗ này. Cao Tân Hoa thầm than, Trường Hưng bệnh viện giống Trịnh Bồi An loại này bác sĩ không phải số ít, tại cái này hết thảy đều hướng tiền nhìn thời đại, có thể thủ trụ bản tâm thầy thuốc Phượng Mao Lân Giác. Hứa Trường Thiện nói lên ban đêm chuyện ăn cơm, Trịnh Bồi An không đi được, hắn ban đêm có ca đêm, đến bên này đi một vòng liền phải đi. Hứa Thuần Lương nói, cùng người ta thay cái ban thôi, Cao Thúc thật vất vả đến một chuyến. Trịnh Bồi An nói, hôm nay thật không được, tìm không thấy thay ca người. Cố Hậu Nghĩa nói, bản chức công việc nhất định phải làm xong, liền chớ miễn cưỡng nhỏ Trịnh. Trịnh Bồi An nói, nhìn xem cố viện cách cục Thuần Lương, người có học được. Cao Tân Hoa nói, Thuần Lương cũng không kém, đã chính thức đi văn lữ cục, phó khoa cấp cũng chứng thực, đường đường chính chính cán bộ quốc gia. Trịnh Bồi An nói, văn lữ cục, đó không phải là sống phóng túng bộ môn, quá thích hợp hắn khí chất. Hứa Trường Thiện nghe xong hắn nói như vậy bảo bối cháu trai lập tức khó chịu, liền ngươi khí chất tốt. Ngươi sống phóng túng nửa đời người, ta cũng không gặp ngươi có cái gì tiến bộ. Trịnh Bồi An tranh thủ thời gian xin khoan dung, sư phụ ta sai rồi, ngài đừng phê bình ta đi làm. Hứa Thuần Lương nói, đừng nóng vội a, ta mang cho ngươi hai hộp giã lông phong. Trịnh Bồi An cười nói, đặt xuống chỗ này đi, ta bình thường đều ở chỗ này ở lại. Trịnh Bồi An chân trước vừa đi, chân sau Lý Gia Khoan đã đến, Lý Gia Khoan thừa dịp trước đó 30 năm tuổi nghề về hưu, sớm tại Cổ Tuy Trung Y Viện làm về hưu thủ tục, Lý Gia Khoan lần này tới mang đến một tin tức. Cổ Tuy Trung Y Viện bị Nhân Hòa Đường thu mua. Hứa Thuần Lương nghe được Nhân Hòa Đường không khỏi có thêm một cái tâm nhãn, tổng bộ tại Tế Châu Nhân Hòa Đường. Lý Gia Khoan nhẹ gật đầu, giống như thu mua phương còn có một cái Hàn Y tập đoàn. Hứa Trường Thiện nói, Hàn Y. Lý Gia Khoan nói, chính là Nam Hàn Y học Trung Quốc. Cao Tân Hoa khịt mũi coi thường nói, bọn hắn có cái gì y học Trung Quốc? Còn không phải từ chúng ta nơi này học được mấy tay, xoay người liền mặt dày vô sỉ tuyên bố là bọn hắn quốc bảo, thật là không muốn mặt. Cố Hậu Nghĩa nói, bọn hắn là muốn làm y đẹp không? Nam Hàn Y đẹp vẫn rất có tên tức giận. Lý Gia Khoan nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng, bất quá động tác vẫn là rất lớn, chẳng những thu mua bệnh viện chúng ta. Đồng thời còn thu mua trong huyện một nhà danh tiếng lâu năm y quán, Đồng Đức Đường, tiên sinh hẳn nghe nói qua đi. Hứa Trường Thiện nghe vậy khẽ giật mình, Đồng Đức Đường. Lão Thang y quán. Lý Gia Khoan gật đầu nói, chính là nhà kia, canh lão tiên sinh năm trước sau khi qua đời, Đồng Đức Đường liền miễn cưỡng duy trì, hắn mấy con trai tinh lực đều đặt ở chính tranh đoạt gia sản bên trên, không có người nào có thể bình tĩnh lại làm nghề y. Ta nghe nói bọn hắn lần này thanh Đồng Đức Đường tính cả tổ truyền bí phương cùng một chỗ đều bán đi, giống như bán hơn 2.000 vạn. Hứa Trường Thiện nghe vậy có chút tức giận, những này bất tranh khí đồ chơi, tổ tông đồ vật sao có thể nói bán liền bán. Cố Hậu Nghĩa thở dài nói, loại sự tình này đã sớm có, không đơn thuần là Nam Hàn, còn có Nghê Hồng,
chúng ta bày ra hai cái này hàng xóm cũng thật sự là với nháo tâm, một cái thích trộm, một cái thích đoạt, tất cả đều không là cái gì đồ chơi hay, ngươi khi bọn hắn thật sự là thương nghiệp thu mua sao? Cố Hậu Nghĩa lắc đầu, nâng chén trà lên nhấp một ngụm trà. Cao Tân Hoa nói, Cố Việt, ngài liền đừng thừa nước đục thả câu. Cố Hậu Nghĩa nói, bọn hắn mục đích thực sự là thông qua thu mua đến lấy được cho chúng ta y học bí phương, đi Nghê Hồng thời điểm, bọn hắn tiệm thuốc bên trong khắp nơi đều có thể nhìn thấy Hán phương chế dược, Nghê Hồng bản thổ một mực tại đại lực phổ biến, thuốc đông y bị bọn hắn xưng là Hán phương thuốc. Sở dĩ xưng là Hán phương thuốc, là bởi vì nước ta trung y tại công nguyên 5 đến 6 thế kỷ truyền vào Nghê Hồng, trải qua diễn hóa sau liền trở thành bọn hắn hệ thống y học, dễ theo quyền uy thống kê. Nghê Hồng lưu hành 90% trở lên Hán phương thuốc, cơ bản đến từ nước ta bệnh thương hàn tạp bệnh luận cùng kim quỹ yếu lược. Cao Tân Hoa cảm thán nói, chính chúng ta trong nước cả ngày tuyên dương trung y vô dụng luận, người ta đều cầm lấy đi làm đồ tốt. Cố Hậu Nghĩa nói, các ngươi chỉ sợ không biết thế giới thuốc đông y thị trường Nghê Hồng cùng Nam Hàn chiếm đoạt số lượng cao tới 80% đến 90%, trung y phát nguyên tại nước ta, lại tại Nam Hàn nở hoa, Nghê Hồng kết quả. Chúng ta dân gian có rất nhiều trồng thuốc bắc, đều là lối ra hướng Nghê Hồng cùng Nam Hàn, bọn hắn thu mua về sau trải qua gia công chế thành phù hợp quốc tế tiêu chuẩn icon phiến tể bao con nhộng các loại, lại lấy cao hơn rất nhiều lần giá cả bán đi, trong đó càng nhiều nửa lại bán cho chúng ta. Hứa Thuần Lương nói, đây không phải là đem chúng ta xem như oan đại đầu sao. Cố Hậu Nghĩa nói, còn không phải sao, rất nhiều người trong nước xính ngoại, đều cho rằng ngoại lai dược vật hiệu quả càng tốt hơn. Thật tình không biết những dược vật kia căn nguyên ngay tại chính chúng ta quốc gia, Nghê Hồng tốt xấu còn mang theo Hán phương hai chữ, thừa nhận dược vật của bọn hắn phát nguyên tại nước ta, Nam Hàn dứt khoát liền liền mặt cũng không cần, trực tiếp tuyên bố là bọn hắn cái gì Đại Hàn dân quốc văn hóa côi bảo. Hứa Thuần Lương khinh thường nói, đi hắn đại gia, bọn hắn côi bảo chính là bánh nướng mặt cùng đồ chua. Tất cả mọi người nở nụ cười. Cao Tân Hoa nói, liền nói cái này đồ chua cũng là từ chúng ta bên này trộm đi. Gần nhất còn trộm khởi thịt ba chỉ, mụ nội nó, chúng ta chăn heo lịch sử đều so với bọn hắn quốc gia lịch sử dài. Hứa Trường Thiện không có trách cứ hắn nhóm nói lời thô tục, loại rác rưởi này tiểu quốc cũng hoàn toàn chính xác với bẩn thỉu. Hứa Trường Thiện nói, như thế nói đến, bọn hắn thu mua bệnh viện, y quán mục đích thực sự là hướng về phía bí phương đi. Cố Hậu Nghĩa nói, 89/10. Hứa Trường Thiện nói, thật sự là dụng ý khó dò. Hứa Thuần Lương nói, cũng không thể toàn trách người ta, quốc gia chúng ta chính là có như vậy một nhóm nhỏ người, vì điểm cực nhỏ lợi nhỏ không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa, bởi vì cái gọi là ngày phòng đêm phòng cướp nhà khó phòng. Hứa Trường Thiện hướng Hứa Thuần Lương nói, ta mặc kệ những người khác, chúng ta lão Hứa gia bí phương, bọn hắn cho bao nhiêu tiền cũng không thể bán. Hứa Thuần Lương nói, ngài yên tâm 100%, liên tưởng tới 2 ngày trước tại Tế Châu cùng Chu Nhân Hòa gặp mặt sự tình. Chu Nhân Hòa chuyên môn nâng lên Hàn Y Tập đoàn, cái này Hàn Y Tập đoàn lần này đến đây Đông Châu khẳng định là có mưu đồ, 89/10 là hướng về phía bọn hắn lão Hứa ra tới. Ăn xong cơm tối, Hứa Thuần Lương trước tiên đem ra ra đưa về nhà, vừa mới tốt, Mai Như Tuyết gọi điện thoại đến đây, nàng vừa mới mở xong hội, vốn đang dự định cùng Hứa Thuần Lương cùng nhau ăn cơm đâu. Hứa Thuần Lương để Mai Như Tuyết trực tiếp đi Trạng Nguyên đường phố, theo nàng lại ăn bỗng nhiên bữa ăn khuya. Mai Như Tuyết đề nghị đi Đông Châu sư lớn đường dành riêng cho người đi bộ, nơi đó khoảng cách Ẩn Long biệt thự không xa, còn có thể tiện đường đón hắn. Hứa Thuần Lương cùng Gia Gia nói một tiếng, cầm cho Mai Như Tuyết mua đặc sản. Mai Như Tuyết biển số xe sớm đã thâu nhập cư xá máy tính, nàng trực tiếp mở xuống đất nhà để xe. Hứa Thuần Lương vui tươi hớn hở tiến vào trong xe, đem trong tay đồ vật đưa cho nàng. Mai Như Tuyết cười nói, tốt như vậy à, ra đi họ còn muốn lấy ta. Nhất định phải thích. Mai Như Tuyết nhìn một chút, nhiều như vậy ăn ngon. Xuất ra một bao dễ sắn phấn, cái này cái gì? Dễ sắn phấn, ngực lớn. Mai Như Tuyết xinh đẹp đỏ mặt lên, chán ghét. Hứa Thuần Lương tiến tới tại trên mặt nàng hôn một cái, mặt mũi tràn đầy mập mờ nói, kỳ thật ngươi không có chút nào nhỏ. Mai Như Tuyết thẹn thùng nhíu mày, lại nói hưu nói vượn đem người đá xuống đi. Hứa Thuần Lương cười ha ha, đeo lên dây an toàn để nàng lái xe. Sư lớn đường dành riêng cho người đi bộ là sư lớn bên cạnh một đầu thương nghiệp đường phố, nơi này quả vặt không ít, Mai Như Tuyết ban đêm ăn đến cũng không nhiều, mua mấy thứ quả vặt, đơn giản ăn một chút, Hứa Thuần Lương ăn cơm xong chủ yếu là theo nàng đi dạo đi dạo. Mai Như Tuyết nghe hắn nói xong lần này họp kiến thức,
cũng vì hắn cảm thấy cao hứng, nếu như Hứa Thuần Lương đi Văn Lữ Cục đi làm chẳng phải là mang ý nghĩa bọn hắn có thể trải qua thường gặp mặt. Hứa Thuần Lương nói, ta tạm thời vẫn là muốn lưu tại Hồ Sơn Trấn, cấp quốc gia du lịch nghỉ phép khu trong tương lai một đoạn thời gian rất dài đều là Đông Châu Văn Lữ quan trọng nhất. Mai Như Tuyết nói, ngươi lại có giọng quan đấy. Có sao? Mai Như Tuyết cười gật đầu. Hứa Thuần Lương nói, tại Mai Bí Thư trước mặt, ta cái này không gọi quan, người cái này quan mới là hàng thật giá thật. Mai Như Tuyết nói, ta làm sao lại hàng thật giá thật. Hứa Thuần Lương nói, quan chữ hai cái cửa, phía trên miệng nói một đàng, phía dưới miệng làm một bộ. Mai Như Tuyết tức giận đến ở trên người hắn hung hăng đập hai quyền, lưu manh ngươi. Hứa Thuần Lương vui tươi hớn hở đưa nàng ôm vào lòng, Mai Như Tuyết vùng vẫy một hồi, nhỏ giọng nói, trên đường cái đâu, người đến người đi ngươi cũng không sợ gặp được người quen. Hứa Thuần Lương nói, nam chưa lập gia đình nữ chưa gả sợ cái gì, chúng ta đàm cái yêu đương còn không phải thiên kinh địa nghĩa. Đang nói chuyện đâu, thật gặp được người quen, đối diện gặp Trường Hưng bệnh viện y tế chỗ lão đồng sự Trình Tiểu Hồng, Trình Tiểu Hồng cũng cùng bạn trai dạo phố đâu, nhìn thấy Hứa Thuần Lương, phất tay chào hỏi hắn. Mai Như Tuyết tranh thủ thời gian cùng Hứa Thuần Lương tách ra, vốn cho rằng bên này rời xa nội thành, vẫn là gặp được người quen. Hứa Thuần Lương cười nói, nha, đây không phải Hồng tỷ sao? Vị này là ta tỷ phu tương lai a. Trình Tiểu Hồng cười nói, đừng nói hưu nói vượt, vị này là. Mai Như Tuyết lạnh nhạt cười nói, ta gọi Mai Như Tuyết. Trình Tiểu Hồng nói, Hứa Thuần Lương, có thể a, bạn gái thật xinh đẹp. Hứa Thuần Lương nói, đúng thế. Người đi qua không thường nói ta là người có phúc sao? Trình Tiểu Hồng nói, người bây giờ cũng làm trưởng trấn đừng đem chúng ta những này lão bằng hữu đem quên đi. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ đều lão hoàng lịch, người tin tức quá mất linh thông, hàn huyên hai câu, mọi người vẫy tay từ biệt. Mai Như Tuyết nói, Trường Hưng bệnh viện đồng sự. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Mai Như Tuyết nói, bạn trai nàng rất không thành thật, con mắt già nhìn ta chằm chằm nhìn. Hứa Thuần Lương kỳ thật cũng phát hiện bạn gái quá đẹp, đi đâu mà đều là người khác chú ý tiêu điểm, bất quá Trình Tiểu Hồng cái này người bạn trai vẫn là không lễ phép, liền phi lễ chớ nhìn đạo lý cũng đều không hiểu, liên tưởng tới trước đây cùng hắn từng có vội vàng gặp mặt, lúc ấy mình từ Nam Giang cho Trình Tiểu Hồng mang theo con vịt, kia hàng cũng không biết xuống xe lên tiếng kêu gọi. Một cái khách qua đường mà thôi, không cần thiết bởi vì cái này nhạc đệm hỏng tâm tình. Hứa Thuần Lương cuối tuần muốn đi trước kinh thành tham gia Europa Thương học viện tập trung học tập, hỏi Mai Như Tuyết có phải hay không muốn cùng hắn cùng nhau về nhà nhìn xem. Mai Như Tuyết cười nói, ta cuối tuần muốn đi cổ điền tham gia một cái trong vòng 2 tuần thanh niên cán bộ huấn luyện, hẳn là không thể đi chung với ngươi kinh thành. Làm sao cái ý tứ? Lại muốn lên chức? Hứa Thuần Lương tại thể chế bên trong ngây người cũng có một đoạn thời gian, biết cái này huấn luyện ý vị như thế nào? Mai Như Tuyết con đường hoạn lộ khẳng định là một mảnh đường bằng phẳng. Mai Như Tuyết nói, ta không phải đã nói với ngươi nha, khu công nghệ cao thành lập quản ủy hội, ta đảm nhiệm quản ủy hội phó chủ nhiệm. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, theo tốc độ này, ta nhất thời bán hội là đuổi không kịp ngươi. Mai Như Tuyết khanh khách nở nụ cười, ta cũng không có để ngươi truy ta, ta đối thể chế hứng thú cũng không phải quá lớn, chủ yếu là để ra ra giải sầu, khả năng qua mấy năm, ta liền đi một cái thanh nhàn địa phương. Đến lúc đó có thể có càng nhiều thời gian. Nói đến đây nàng ngừng lại, sự nghiệp cùng gia đình, nàng khẳng định chọn gia đình, nàng bản muốn nói là, về sau nếu như nàng cùng Hứa Thuần Lương kết hôn, như vậy nàng liền thanh thản ổn định đương một cái hiền thê lương mẫu, thật không nghĩ qua muốn tại hoạn lộ trên đi thẳng xuống dưới. Hứa Thuần Lương cười nói, giúp chồng dạy con có đúng hay không? Mai Như Tuyết đỏ lên gương mặt xinh đẹp nói, người suy nghĩ nhiều. Hứa Thuần Lương nắm ở eo nhỏ của nàng. Mai Như Tuyết nhắc nhở hắn nói, công chúng trường hợp, chú ý một chút hình tượng. Hứa Thuần Lương nói, hình tượng của ta trên cơ bản đã định hình. Mai Như Tuyết nói, Hứa Trấn Trưởng, người cái kia bệnh viện chủ bị tình huống như thế nào? Hứa Thuần Lương nói, ngày mồng 1 tháng 5 dự định thử buôn bán. Nhanh như vậy. Hứa Thuần Lương cười nói, Đinh Tứ chiếm 10% cổ phần, con hàng này mão đủ kình đuổi tiến độ, bệnh viện trùng tu cải tạo đến coi như không tệ. Có thời gian hoan nghênh Mai Bí Thư đến chỉ đạo. Mai Như Tuyết nói, bệnh viện của các ngươi mở tại gác chuông khu, ta phụ trách khu công nghệ cao, ta cũng không dám vượt khu chỉ đạo công việc. Hứa Thuần Lương nói, cái gì các ngươi, chúng ta lão Hứa gia chiếm 50% cổ phần, của ta chính là của ngươi. Mai Như Tuyết ngoài miệng nói ta mới không muốn,
nhưng trong lòng ngọt lịm vô cùng hưởng thụ. Hứa Thuần Lương nhớ tới Trường Hưng sự tình, hỏi một chút hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện tiến độ. Mai Như Tuyết nói cho hắn biết, trước mắt hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện hạng mục nàng chuyên môn an bài người tại chằm chằm, Hoan Nhiên tập đoàn tình hình gần đây không tốt, nàng nhất định phải bảo đảm khu công nghệ cao hạng mục này đúng hạn hoàn thành. Mai Như Tuyết cho rằng Hoan Nhiên từ bỏ Nguy Sơn đảo bệnh viện hạng mục này vẫn là cử chỉ sáng suốt, dù sao Hoan Nhiên tập đoàn trước mắt không có đủ tam tuyến tác chiến năng lực. Hai người bất chi bất giác đi vào đường dành riêng cho người đi bộ cuối cùng, đi về phía đông chính là Đông Châu Đại học Sư phạm, hướng tây là tên là Quế Sơn ngọn núi công viên. Hứa Thuần Lương nhìn thoáng qua ngọn núi công viên giới thiệu, phát hiện trên tấm bia đá giới thiệu nói, Quế Sơn lại tên Quy Đầu Núi, cái này Quy Đầu Núi chính là Chu Nhân Hòa lúc trước chôn xuống xương rồng địa phương. Hứa Thuần Lương lần trước từ Tế Châu trở về liền định đi đào kia dương xương rồng, nhưng về sau lại lo lắng Mặc Hàm phái người theo dõi mình, cho nên trước hoãn một chút, chờ qua danh tiếng lại nói. Hôm nay thế mà mơ mơ hồ hồ đi tới Quế Sơn, đã tới không có lý do không đi lên xem một chút. Con hàng này nói làm liền làm, đi phụ cận Ngũ Kim Điếm mua cái xẻng sắt cùng xẻng cộng thêm mấy con rắn ra túi. Mai Như Tuyết không biết hắn mua những vật này làm gì, Hứa Thuần Lương lặng lẽ nói cho nàng, nghe ra ra nói, thời năm 1970 sơ từng tại trên núi chôn ít đồ, cho nên muốn nhìn một chút còn có hay không. Nếu có, thuận tiện liền cho móc ra. Mai Như Tuyết biết hắn chưa hề cũng không phải cái gò bó theo khuôn phép người, nàng cũng không có ngăn cản, dù sao hắn chỉ cần không phải trộm mộ là được. Dựa theo Hứa Thuần Lương thuyết pháp, đến cùng có thể hay không tìm tới còn chưa nhất định đâu. Dựa theo Chu Nhân Hòa cho hắn đổ, hai người tới trên núi, tìm tới Thạch Đình, dọc theo Thạch Đình góc đông nam đi xuống dốc núi, đi chưa được mấy bước liền thấy một mảnh mồ. Cái này Quế Sơn ngọn núi công viên còn chưa hoàn toàn xây thành, chung quanh đây mộ phần còn chưa kịp rời xong. Mai Như Tuyết giật nảy mình, bắt lấy Hứa Thuần Lương cánh tay nói, ngươi nên không phải muốn trộm mộ a. Hứa Thuần Lương cười lắc đầu, để Mai Như Tuyết không cần sợ hãi, đồ vật là chôn ở dưới một thân cây, chắc chắn sẽ không là trộm mộ. Nguyệt Hắc phong cao, sơn lâm yên tĩnh, Mai Như Tuyết đi theo hắn đi xuyên qua mộ phần bên trong, có chút hãi hùng khiếp vía. Nàng nắm thật chặt Hứa Thuần Lương cánh tay, sợ bị hắn cho rơi xuống, hảo hảo hẹn hò hẹn đến nghĩa địa tới cũng chính là Hứa Thuần Lương có thể làm được dạng này hoang đường sự tình. Bất quá Mai Như Tuyết còn cảm thấy có chút mới lạ kích thích, cái này là người khác không cách nào mang cho nàng. Hứa Thuần Lương căn cứ mộ bia tìm được một cái khác tiêu chí điểm, cái ngôi mộ này cách đó không xa có một gốc cây hòe lớn, cây hòe phía tây có một khối đá hết thảy đều cùng Chu Nhân Hòa cung cấp địa đồ tương xứng. Hứa Thuần Lương để Mai Như Tuyết giúp hắn trông chừng, hai tay hơi vừa dùng lực tướng tảng đá lớn cho rời, cái này hòn đá chừng nặng 200 cân, là năm đó Chu Nhân Hòa chuyển tới đây, người bình thường khẳng định mang không nổi, bởi vậy có thể thấy được, Chu Nhân Hòa lúc còn trẻ thể lực coi như không tệ. Hứa Thuần Lương vung lên thuồng sắt làm lên, Mai Như Tuyết trong lòng khó tránh khỏi thấp thỏm, nếu quả thật thanh trên núi bảo an đưa tới, coi như bị chơi khăm rồi, hai người bọn họ một cái là khu công nghệ cao quản ủy hội phó chủ nhiệm. Một cái là Hồ Sơn trấn phó trấn trưởng, đêm hôm khuya khoát chạy đến cái này nghĩa địa bên trong đến đảo đồ vật. Nếu như bị bắt được người, nên nói như thế nào? Yêu đương, ai chạy đến nghĩa địa bên trong yêu đương, mặc dù Mai Như Tuyết tin tưởng Hứa Thuần Lương sẽ không lừa nàng, nhưng loại hành vi này luôn cảm thấy có chút quá liều lĩnh, lỗ mãng. Nghĩ lại, nếu như không phải tuyển trời tối người yên thời điểm tới, cũng không thể giữa ban ngày chạy tới đảo đồ vật, bị người nhìn thấy càng nói không rõ. Rõ ràng là nhà mình đồ vật cũng thay đổi thành quốc gia. Mai Như Tuyết nhìn qua làm lớn đặc biệt làm Hứa Thuần Lương có chút muốn cười, mình bất chi bất giác đã thay vào đến Hứa gia. Hứa Thuần Lương quay đầu nhìn một chút nàng, hướng nàng cười cười, Mai Như Tuyết làm thủ thế, hỏi hắn muốn hay không nghỉ ngơi một chút. Hứa Thuần Lương lắc đầu, lúc này thuồng sắt tựa hồ đụng phải đồ vật, hắn lo lắng tướng xương rồng đập hư, đổi dùng xẻng. Mai Như Tuyết phát hiện Hứa Thuần Lương làm việc đến cũng là một tay hảo thủ, giống bọn hắn loại đến tuổi này, có rất ít am hiểu loại này nặng thể lực lao động, liền nói chính nàng, liền thuồng sắt cũng sẽ không dùng. Hứa Thuần Lương không bao lâu liền đào ra một cái bình, năm đó Chu Nhân Hòa thu thập xong tán loạn xương rồng về sau, liền đem xương rồng đặt ở đồ chua trong bình chôn ở trên núi, hết thảy trước mắt đều cùng sự miêu tả của hắn tương xứng hợp. Mai Như Tuyết gặp hắn thật đào được đồ vật, cũng lại gần nhìn. Vừa khom người xuống, điện thoại di động vang lên, Thanh Mai Như Tuyết giật mình kêu lên, nàng vừa mới quên mở yên lặng. Lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, lại là đại ca Kiều Như Long,
cái này hơn nửa đêm cũng không biết hắn là cái nào gân không đúng, Mai Như Tuyết không có nghe, đưa di động mở yên lặng. Hứa Thuần Lương thanh cái thứ nhất đàn miệng thanh lý ra, mở ra bịt kín cái nắp, dùng đèn pin đi đến chiếu chiếu, đưa tay từ bên trong móc ra một khối xương rồng, nhìn thấy phía trên chữ viết, Hứa Thuần Lương kết luận những này xương rồng liền là Chu Nhân Hòa năm đó chôn xuống một nhóm kia, về phần ở trong đó có bao nhiêu cùng Hoàng đế nội kinh thiên dưỡng thiên có quan hệ cũng không biết. Hứa Thuần Lương tướng xương rồng từ trong bình móc ra, Mai Như Tuyết giúp hắn chứa vào túi sách da rắn, hai người phối hợp phi thường ăn ý. Hai người bỏ ra một giờ, tướng bốn cái bình tất cả đều tìm tới, tướng bên trong xương rồng tất cả đều chuyển rời đến da rắn trong túi áo, tràn đầy hai đại da rắn túi. Mai Như Tuyết nhìn qua cái này tràn đầy chiến lợi phẩm, vẫn còn có chút cảm giác thành tựu. Hứa Thuần Lương thanh cái bình đắp kín, lại đem khối đá lớn kia trả về chỗ cũ, cầm lên hai đại bao xương rồng cùng Mai Như Tuyết cùng một chỗ đi xuống chân núi. Hai người trở lại thạch đình phụ cận thời điểm, có tuần tra bảo an trải qua, bọn hắn cuống quýt trốn ở trong bụi cây, chờ bảo an đi xa cái này mới ra ngoài, mặc dù trên đường có chút sóng gió nhỏ, nhưng là tổng thể phi thường thuận lợi. Ra khỏi núi thể công viên đại môn, Hứa Thuần Lương nguyên địa chờ lấy, Mai Như Tuyết đi bãi đỗ xe đem xe lái tới, tướng hai túi xương rồng đặt ở trong cốp sau. Mai Như Tuyết vững tin đêm nay đào bảo hành động toàn bộ hoàn thành, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, tìm ra cồn khăn ướt đưa tay xoa xoa, lúc này cảm giác có chút sợ, mình cùng Hứa Thuần Lương cùng một chỗ cái gì điên cuồng sự tình đều làm được. Hứa Thuần Lương hài lòng vỗ vỗ Mai Như Tuyết mu bàn tay, hết thảy thuận lợi, lái xe. Mai Như Tuyết nói, ta cùng ngươi đều nhanh thành thư hùng đạo tặc. Hứa Thuần Lương nói, thư hùng cái từ này dùng đến chính xác. Mai Như Tuyết nói, thanh tay bẩn thỉu của ngươi lấy ra. Thuận tay lấp cồn khăn ướt cho hắn. Đêm đó Mai Như Tuyết cũng lưu tại Hứa gia biệt thự nghỉ ngơi, chủ yếu là nàng không dám một mình lái xe trở về. Hứa Trường Thiện đã ngủ, Hứa Thuần Lương vẫn tinh thần phấn chấn, đi vào trong thư phòng tướng hai đại bao xương rồng thanh sửa lại một chút. Mai Như Tuyết tắm rửa xong ra, nhìn thấy hắn còn tại chỉnh lý xương rồng, nhịn không được chế nhạo nói, xem ra là nhặt được bảo, đều vui vẻ đến chưa muốn ngủ. Hứa Thuần Lương nói, người có biết hay không Loan Ngọc Xuyên một khối xương rồng cho ta ra bao nhiêu tiền? Hắn duỗi ra một ngón tay. 1 vạn. Người quá xem thường người ta xích đạo vốn liếng tổng giám đốc. 100 vạn, Mai Như Tuyết lúc này mới ý thức được cái này đống không đáng chú ý giáp cốt văn thế mà như thế đáng tiền. Cái này cần sấp xỉ 1.000 khối đi, nếu như một khối 100 vạn, chẳng phải là giá trị gần 1 tỷ. Hứa Thuần Lương nói, 1.000 vạn. 1.000 vạn, Mai Như Tuyết đơn giản khó có thể tin, Loan Ngọc Xuyên thế mà nguyện ý tốn tiền nhiều như vậy mua thứ này, chỉ có một cái khả năng, phía trên văn tự là bảo vật vô giá. Hứa Thuần Lương nói, hứa ra đồ vật, cũng không thể tiện nghi người khác. Mai Như Tuyết ngáp một cái nói, ngươi chậm rãi chơi, ta mệt mỏi, trước đi ngủ. Hứa Thuần Lương nhìn qua nàng tú sắc khả san gương mặt xinh đẹp, nuốt nước miếng một cái nói, cùng một chỗ chứ sao. Mai Như Tuyết đỏ lên gương mặt xinh đẹp nói, nghĩ hay lắm, ta có gian phòng. Quay người trước chạy trốn, hôm nay nhất định phải giữ cửa cho khóa kỹ, để phòng con hàng này nửa đêm tiến vào tới. Quả nhiên, không bao lâu, con hàng này liền đến gõ cửa, không có gõ mở, lại tặc tâm bất tử cho nàng phát tin tức. Mai Như Tuyết cho hắn trở về một đầu, ngủ ngon chúng ta thích. Đạo tâm lần thụ dày vò Hứa đại giáo chủ cuối cùng vẫn thất bại tan tác mà quay trở về, muốn gõ mở Mai Bí Thư cửa cũng không dễ dàng như vậy. Mai Bí Thư là cái chú trọng nghi thức cảm giác nữ hài tử, mà lại là vị chịu nổi khảo nghiệm tốt cán bộ, chịu được danh giới cuối cùng. Hứa Thuần Lương nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dứt khoát sàng chọn xương rồng, vẫn bận sống đến 3 giờ sáng, mới lên giường chìm vào giấc ngủ. Có người đạt được, liền có người mất đi. Triệu Phi Dương gần nhất là đầy đủ cảm nhận được cái gì gọi là nhà dột còn gặp mưa, trong nhà hắn mất trộm. Triệu Phi Dương không chỉ một phòng nhỏ, mất trộm địa phương là hắn cùng Bùi Lâm tân phòng, lúc đầu dự định sau khi kết hôn ở tại nơi này, bởi vì trong hôn lễ trận kia ngoài ý muốn, hai người từ ngày đó trở đi trên thực tế liền ở vào ở riêng trạng thái. Bùi Lâm một người ở mấy ngày, vốn cho rằng Triệu Phi Dương nghĩ thông suốt liền sẽ trở về, nhưng đợi lâu như vậy cũng không thấy hắn trở về. Thế là Bùi Lâm liền trở về lúc đầu chỗ ở, tân phòng liền trống xuống tới. Nếu như không phải cảnh sát bắt lấy tiểu thâu, cái đôi này còn không biết tân phòng phát sinh vụ trộm. Tiến về hạt khu phân cục phối hợp điều tra tình huống thời điểm, Triệu Phi Dương cùng Bùi Lâm chạm mặt, nhìn thấy Bùi Lâm đã xuất hiện quy mô bụng dưới,
Triệu Phi Dương ý thức được, vô luận hắn có nguyện ý hay không, mình nửa đời sau đều muốn cùng nữ nhân này liên lụy không ngừng. Bùi Lâm nói, Phi Dương, ta đang muốn điện thoại cho ngươi, nhưng lại sợ quấy rầy ngươi công việc, cho nên ta mới trước tới xem một chút tình huống. Triệu Phi Dương nói, ngươi người không có sao chứ? Bùi Lâm lắc đầu, từ hôn lễ ngày đó xảy ra chuyện lên, giống như đây là hắn lần thứ nhất quan tâm chính mình. Lúc này có cảnh sát tới dẫn dắt bọn hắn, chủ yếu là để bọn hắn xác nhận mất đi tài vật, Triệu Phi Dương tới trên đường vẫn còn có chút thấp thỏm, dù sao bởi vì trộm cướp vụ án phát sinh mà lật xe lãnh đạo không thiếu tiền lệ, hắn lại tự an ủi mình, hắn là không có vấn đề gì, tại kinh tế trên hắn một mực cẩn thận, trong nhà không có lai lịch bất chính tài vật. Nhưng là hắn chỉ có thể bảo chứng mình, Bùi Lâm đâu? Triệu Phi Dương phát hiện Bùi Lâm là mình trong cuộc đời này lớn nhất không thể khống nhân tố, là mình tướng viên này bom hẹn giờ dẫn tới bên người, để nhân sinh của mình trở nên bộ bộ kinh tâm, như dẫm trên băng mỏng, mà lại hắn đã vì thế trả giá nặng nề. Cặp vợ chồng xác nhận vật bị mất thời điểm, Lục Kỳ đến đây, hắn cùng Triệu Phi Dương lên tiếng chào, cái này khởi mất trộm án vừa vặn giao cho trong tay hắn phụ trách. Triệu Phi Dương cùng Lục Kỳ khách khí vài câu. Lục Kỳ nói, đây đều là chúng ta nên làm, Triệu Viện, ngươi cũng không cần khách khí với ta, đúng, ta có mấy tấm hình để các ngươi nhìn xem. Hai người đi theo Lục Kỳ cùng đi văn phòng, Lục Kỳ lấy ra hai tên nam tử ảnh chụp, Triệu Phi Dương nhìn một chút cũng không nhận ra, hắn thanh ảnh chụp đưa cho Bùi Lâm cũng lắc đầu, biểu thị mình chưa hề. Chưa thấy qua hai người kia. Lục Kỳ chỉ vào một cái trong đó rear map nói, người này gọi Quách Minh Nghĩa, Hải Châu người. Là cái có tiền khoa kẻ tái phạm đầu năm nay mới phóng xuất. Triệu Phi Dương cười nói, ta không có khả năng nhận biết dạng này người. Lục Kỳ nói, căn cứ chúng ta điều tra, hắn cùng các ngươi trong hôn lễ kia khởi ảnh chụp sự kiện có quan hệ, là hắn ở sau lưng bày ra kia hết thảy. Triệu Phi Dương cả giận nói, là hắn, ta căn bản cũng không biết hắn tại sao muốn đối với ta như vậy. Nói câu nói này thời điểm, hắn nhìn qua Bùi Lâm, rõ ràng muốn từ Bùi Lâm nơi đó đạt được đáp án. Bùi Lâm nói, ta cũng không biết người này. Lục Kỳ nói, có người các ngươi nhất định nhận biết, Dương Mộ Phong. Triệu Phi Dương nhíu mày, Dương Mộ Phong không phải đã chết. Lục Kỳ nói, Dương Mộ Phong vợ trước gọi Quách Minh Lệ, cái này Quách Minh Nghĩa là đệ đệ của nàng. Bùi Lâm kỳ thật nghe được cái tên này thời điểm liền đoán được Lục Kỳ đang điều tra cái gì, nếu như trong hôn lễ sự tình là Quách Minh Nghĩa gây nên, như vậy nhất định là hắn đang vì tỷ tỷ Quách Minh Lệ xuất khí. Hắn cho là mình phá hư tỷ tỷ nàng gia đình, Quách Minh Lệ biết mình tồn tại, Lục Kỳ đã truy tra đến nơi này, chứng minh mình cùng Dương Mộ Phong quan hệ đã không phải là bí mật. Triệu Phi Dương nói, cái này Quách Minh Nghĩa có phải hay không đã lọt lưới? Lục Kỳ nói, trước mắt còn đang đuổi bắt bên trong, bất quá căn cứ chúng ta bây giờ nắm giữ tình huống, các người gần nhất gặp phải một chút tình trạng đều cùng người kia có quan hệ. Bùi Lâm nói, người nói là, tất cả mọi thứ đều là hắn làm. Lục Kỳ nói, ngươi chỉ là. Bùi Lâm ý thức được mình nhưng có thể nói sai, lập tức giải thích nói, trong hôn lễ ảnh chụp, còn có nhập thất trộm cướp. Lục Kỳ nhìn chằm chằm Bùi Lâm con mắt nói, hai chuyện này đều cùng hắn có quan hệ, chúng ta bây giờ hoài nghi Dương Mộ Phong bị giết bản án cũng cùng người kia có chút quan hệ. Bùi Lâm trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nói cách khác cảnh sát vẫn chưa hoài nghi kia tông án giết người cùng mình có quan hệ, dựa theo bình thường logic. Quách Minh Nghĩa cũng có giết người động cơ, dù sao Dương Mộ Phong phản bội hắn tỉ tỉ. Triệu Phi Dương cùng Bùi Lâm đi ra đến, tại bãi đỗ xe, Triệu Phi Dương dừng bước, hắn lái xe tới, cũng không nhìn thấy Bùi Lâm xe. Bùi Lâm chủ động nói, không ngại mang hộ ta đoạn đường đi. Triệu Phi Dương nói, ngươi không có lái xe. Bùi Lâm lắc đầu, mỗi lần bị cảnh sát gọi tới điều tra tình huống nàng đều làm xong một đi không trở lại chuẩn bị, diệt trừ Dương Mộ Phong, cũng không để cho nàng an tâm. Mà là để nàng trở nên càng phát ra thấp thỏm. Triệu Phi Dương là Bùi Lâm kéo cửa xe ra, để nàng ngồi ở phía sau. Bùi Lâm một giọng nói tạ ơn, lên xe buộc lại dây an toàn. Ngươi đi chỗ nào? Trường Hưng bệnh viện, hôm nay nên làm sinh kiểm. Triệu Phi Dương mím môi, trong lòng hiện ra một chút đau lòng, vô luận như thế nào hài tử là vô tội, từ khi hôn lễ về sau, hắn đều không có quan tâm qua Bùi Lâm. Bọn hắn cộng đồng kết tinh như cũ tại Bùi Lâm trong bụng quật cường sinh trưởng. Triệu Phi Dương khải lái xe, người cùng Dương Mộ Phong đã sớm nhận biết. Bùi Lâm tướng cửa sổ xe mở ra một cái khe hở, mở chậm một chút. Triệu Phi Dương ý thức được nàng ngay tại đổi chủ đề. Bùi Lâm lấy điện thoại cầm tay ra nhìn trong chốc lát,
nói khẽ, ngươi có phải hay không thanh tất cả trách nhiệm đều thuộc về tội trạng đến trên người của ta. Triệu Phi Dương nhìn một chút trong kiếng chiếu hậu Bùi Lâm, Bùi Lâm cũng nhìn chằm chằm trong kiếng chiếu hậu hắn. Triệu Phi Dương, khả năng chúng ta đều không có thực sự hiểu rõ đối phương. Không hiểu rõ cùng không nghĩ giải là hai việc khác nhau, ngươi có thể sẽ nghĩ, nếu như đối ta nhiều hiểu một chút, ngươi tuyệt sẽ không cưới ta. Triệu Phi Dương từ chối cho ý kiến cười cười. Bùi Lâm nói, ta cũng giống vậy. Triệu Phi Dương cảm giác trên mặt như là bị người đánh một bàn tay, nàng có ý tứ gì? Nàng là tại ghét bỏ mình sao? Nàng có tư cách gì ghét bỏ mình? Bùi Lâm nói, trước một hồi ta phi thường lo lắng mất đi ngươi, không phải là vì chính ta, mà là vì con của chúng ta, ta lo lắng hắn sẽ đối mặt vừa ra đời liền mất đi phụ thân tình cảnh, nhưng bây giờ ta nghĩ thông suốt một cái không dám nhận gánh trách nhiệm phụ thân có cùng không có kỳ thật đều như thế. Triệu Phi Dương nhắc nhở mình nhất định phải khống chế tốt cảm xúc, nữ nhân này chính đang nỗ lực chọc giận chính mình. Bùi Lâm không chút lưu tình nói ra, kỳ thật, ngươi rất thất bại. Triệu Phi Dương nội tâm cảm thấy một trận nhói nhói, mặc dù chính hắn cũng nghĩ như vậy, nhưng là câu nói này trải qua Bùi Lâm miệng bên trong nói ra, quả thực là đối với hắn lớn nhất vũ nhục. Triệu Phi Dương hờ hững nói, ta thất bại hay không đều sẽ không liên lụy ngươi. Bùi Lâm thở dài nói, ngươi luôn cảm thấy ta dựa vào ngươi mới có hôm nay, kỳ thật ngươi ta đều chẳng qua là đường kinh vĩ trong tay quân cờ mà thôi, khi hắn cho là chúng ta không có có giá trị lợi dụng thời điểm. Liền sẽ hào không lưu tình mà đem chúng ta vứt bỏ, trên một điểm này ngươi ta cũng không có bất kỳ cái gì phân biệt. Triệu Phi Dương yên lặng lái xe, không có trả lời, lại không thể không thừa nhận Bùi Lâm nói là hiện thực. Bùi Lâm nói, đường kinh vĩ sở dĩ để cho ta tiến vào gia niên bách hóa ban giám đốc, là muốn lợi dụng ta đến kiểm chế ngươi, nếu như chúng ta ly hôn, mang ý nghĩa ta đã mất đi giá trị, không bao lâu, ta liền sẽ bị hắn từ ban giám đốc bên trong xóa tên. Triệu Phi Dương trong lòng âm thầm cười lạnh, ngươi cuối cùng không ngốc, cho nên ngươi mới không muốn ly hôn với ta. Bùi Lâm nói, khả năng ngươi ước gì hắn làm như thế, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như ta bị thanh trừ hắn sẽ từ bỏ đối ngươi ước thúc sao? Nàng lắc đầu nói, không thể, hắn ngay lập tức sẽ cho ngươi thêm trên một đạo kim cô chú, đến lúc đó ngươi sẽ thống khổ hơn càng bị động. Triệu Phi Dương không thể không thừa nhận nữ nhân này quá thông minh, tướng nhìn cục thế rất thấu. Bùi Lâm nói, ta thu hồi ly hôn quyết định cũng không phải là ta không nỡ bỏ ngươi, mà là ta cho rằng nếu như ly hôn đối ngươi ta đều không có có bất kỳ chỗ tốt nào, hợp tác cùng có lợi phân thì hai tệ. Chúng ta cho dù không thể làm một đôi ân yêu vợ chồng, nhưng là chúng ta vẫn là có thể tại sự nghiệp bên trên có chỗ phối hợp, cộng đồng ứng đối Hoa Niên tập đoàn, là con của chúng ta dành một cái quang minh tương lai. Bùi Lâm nhẹ tay khẽ vuốt vuốt phần bụng, nhìn qua nhô ra phần bụng, ánh mắt của nàng hiển lộ ra đã lâu ôn nhu. Triệu Phi Dương hô hấp rõ ràng có chút gấp rút, nội tâm của hắn tại cân nhắc lấy lợi và hại. Bùi Lâm nói, cuộc sống của ngươi cũng không dễ vượt qua, nếu như ta không nhìn lầm, bán đi Nguy Sơn đảo bệnh viện 2 ức, Hoa Niên sẽ không thuận thuận lợi lợi chuyển đến Trường Hưng Chương Mục, nếu như chuyện này ra bất kỳ chỗ sơ suất ra cõng nổi người kia chỉ có thể là ngươi. Triệu Phi Dương tướng xe lái vào bệnh viện bãi đỗ xe, cũng không có lập tức xuống xe, bởi vì hắn muốn nghe Bùi Lâm tiếp tục nói đi xuống. Bùi Lâm nói, ta trong khoảng thời gian này thường xuyên đang nghĩ, một số thời khắc Hứa Thuần Lương cách làm ngược lại gặp cho chúng ta đi học tập, nghĩ để người khác coi trọng ngươi, chưa hẳn muốn cẩn trọng vì hắn tận chức tận trách, nếu như ngươi có thể để cho hắn cảm thấy đau đầu, nhưng lại lòng mang kiêng kỵ, kia cũng chưa chắc không phải một loại xử thế chi đạo. Triệu Phi Dương vặn ra giữ ấm chén nhấp một ngụm trà nói, ta buổi chiều không có chuyện quan trọng gì, cùng ngươi đi sinh kiểm. Bùi Lâm nói, ta cùng Dương Mộ Phong ở giữa là trong sạch, ta chưa hề phản bội qua ngươi, nếu như ngươi hoài nghi ta, ta không ngại đi làm bất kỳ giám định. Triệu Phi Dương đương nhiên biết rõ nàng câu nói này là có ý gì, nàng là tại nói với mình, đứa bé trong bụng của nàng liền là của hắn, điểm này không thể nghi ngờ. Hứa Thuần Lương tướng xương rồng thác ấn về sau, lại lần nữa giấu đi, đổi đi nơi khác thủ tục đã xong xuôi, Hứa Thuần Lương thanh tình huống của mình hướng bí thư Tần Chính Dương làm cái báo cáo. Tần Chính Dương đối với hắn đi văn lữ cục sự tình một điểm cũng không ngoài ý liệu, từ phó quốc dân cho người mượn liền đã nhìn ra. Tần Chính Dương đối Hứa Thuần Lương thấy rất rõ ràng, dạng này người hắn là không có năng lực trưởng khống, hắn cũng không dám đắc tội, cũng vô pháp cam đoan Hứa Thuần Lương đang làm việc quá trình bên trong từ đầu đến cuối có thể làm được phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy, còn tốt điều tạm kỳ hạn không dài, mọi người bình an vô sự liền tốt hắn sẽ không lấy lãnh đạo thân phận cao cao tại thượng. Hắn sẽ đối với Hứa Thuần Lương biểu hiện ra đầy đủ tôn trọng,
Hứa Thuần Lương thuận tiện xin nghỉ, cuối tuần muốn đi kinh thành tham gia học tập huấn luyện. Tần Chính Dương đối với hắn đương nhiên là một đường đèn xanh, bởi vì là chủ nhật, hắn cũng tại Đông Châu, hẹn Hứa Thuần Lương ban đêm cùng nhau ăn cơm, nói cho Hứa Thuần Lương ban đêm Trương Hằng Dương cũng sẽ tới. Dạng này tư mật rượu cục kêu lên Hứa Thuần Lương, đủ để chứng minh Tần Chính Dương là thanh Hứa Thuần Lương trở thành bình khởi bình tọa bằng hữu. Mà lại hiện tại Trương Hằng Dương đã từ Đại Hằng từ chức, cùng Hồ Sơn Trấn cũng tạm thời không có nghiệp vụ vãng lai, Tần Chính Dương cũng không cần tránh ngại bọn hắn quan hệ. Ban đêm ăn cơm địa điểm ngay tại Tần Chính Dương cửa nhà Hoài Dương quán cơm. Hứa Thuần Lương tới chỗ thời điểm, Tần Chính Dương cặp vợ chồng đã đến, Hứa Thuần Lương thuận tiện đưa lên hai hộp lá trà cùng một túi làm măng, mở miệng một tiếng tẩu tử làm cho Lý Văn Tĩnh tâm hoa nộ phóng. Lý Văn Tĩnh là Thanh Xuân Lộ tiểu học hiệu trưởng, vừa mới đáp ứng giúp Hứa Thuần Lương làm một cái năm nay nhập học danh ngạch, phần nhân tình này có thể nói không nhỏ. Đương nhiên Hứa Thuần Lương điểm xuất phát cũng rất đơn thuần, chính là muốn giúp Hà Điền Điền hai mẹ con, Hứa Thuần Lương đưa ra chờ hắn từ kinh thành trở về, an bài Tần Chính Dương vợ chồng đi nếm thử Nguy Sơn Hồ Thổ đồ ăn, liền đi Hà Điền Điền quán cơm nhỏ. Tiểu Hứa, ngươi làm sao không có thanh bạn gái mang đến? Hồ Hứa Thuần Lương lúc ăn cơm, Tần Chính Dương đặc địa bàn giao, nhưng Hứa Thuần Lương vẫn là mình đến đây. Hứa Thuần Lương giải thích một chút, Mai Như Tuyết trước mắt đi cổ điền, Tần Chính Dương nghe xong nhoáng cái đã hiểu rõ. Mai Như Tuyết đây cũng là đi mạ vàng, người ta Mai Như Tuyết bối cảnh là mình hâm mộ không đến, Tần Chính Dương trong lòng mình cũng có cái nhỏ mục tiêu, tranh thủ 30 tuổi trước đó có thể thực hiện từ khoa cấp đến phó sư cấp vượt qua. Đã qua ước định thời gian 5 phút đồng hồ, Tần Chính Dương cho Trương Hằng Dương gọi điện thoại, bình thường loại tình huống này Trương Hằng Dương đều là đến sớm, nhưng là hôm nay hắn thế mà đến muộn. Tần Chính Dương vừa mới phát thông điện thoại Trương Hằng Dương liền cầm lấy điện thoại đẩy cửa đi đến. Nói liên tục xin lỗi nói, không có ý tứ, không có ý tứ, ta xe xảy ra chút tình trạng. Trương Hằng Dương mang theo 4 bình Mao Đài tới, còn có một bình nước Pháp rượu đỏ. Hứa Thuần Lương đối rượu đỏ không có gì nghiên cứu, dù sao biết rượu này không rẻ. Tần Chính Dương nói xong ta mời khách, ngươi làm cái gì vậy? Trương Hằng Dương cười nói, tất cả mọi người là bằng hữu, cũng không cần phải phân rõ ràng như vậy. Hứa Thuần Lương mở bình rót rượu. Trương Hằng Dương nhanh đi đoạt, Hứa Trấn Trưởng, ta tới, ta đến. Tần Chính Dương cười nói, Tiểu Hứa hiện tại đã là văn lữ cục người. Trương Hằng Dương sửng sốt một chút, Hứa Thuần Lương mới tại Hồ Sơn Trấn làm mấy ngày a, cái này lại đi văn lữ cục. Tiểu tử này so Tần Chính Dương bối cảnh phải thâm hậu, nói không chừng không bao lâu liền cái sau vượt cái trước đâu. Hứa Thuần Lương giải thích một chút, chỉ là biên chế từ Trường Hưng chuyển đến văn lữ cục, trước mắt vẫn là tại Hồ Sơn Trấn điều tạm. Trương Hằng Dương biết Phó Quốc Dân cùng Hứa Thuần Lương quan hệ, nghe nói Hứa Thuần Lương hiện tại đi văn hóa du lịch và văn vật khoa, về sau tiểu tử này tại văn lữ cục còn không phải đi ngang, bất quá Hứa Thuần Lương đến đâu mà cũng đều là đi ngang. Uống chung 3 chén rượu, Trương Hằng Dương lại chuyên môn chúc mừng Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương hỏi hắn tình trạng trước mắt. Trương Hằng Dương nói, ta từ Đại Hằng từ chức, đang chuẩn bị mình lập nghiệp. Lý Văn Tĩnh nói, kia đến chúc mừng ngươi. Tần Chính Dương nói, còn làm địa sản sao? Trương Hằng Dương lắc đầu nói, bất động sản 2 năm này đều kinh tế đình trệ, cũng là bởi vì không nhìn thấy tiền đồ, cho nên ta mới từ Đại Hằng lui ra. Kỳ thật tất cả mọi người minh bạch, hắn là vì Nguy Sơn đảo hạng mục cõng nồi. Trương Hằng Dương mình ngược lại không cảm thấy uể oải, dù sao Đại Hằng hiện trạng cũng không lạc quan, kịp thời bước ra rời đi chưa chắc không phải lẩn tránh nguy hiểm lựa chọn. Hứa Thuần Lương nói, muốn làm cái gì? Có hay không phương hướng, nhìn xem có hay không cơ hội hợp tác. Trương Hằng Dương cười nói, trước mắt còn đang khảo sát, ta nghĩ nghỉ ngơi thật tốt một chút, dù sao cũng là mình lập nghiệp, tiêu xài đều là chân kim bạch ngân, ta phải phá lệ cẩn thận. Tần Chính Dương nói, Đại Hằng đã tình trạng không tốt, vì cái gì còn không nguyện ý tướng Nguy Sơn đảo hạng mục chuyển nhượng cho Xích Đạo vốn liếng. Trương Hằng Dương nói, chuyện này đã không về ta phụ trách, bất quá ta ngược lại là biết một chút. Xích Đạo vốn liếng tướng giá cả ép tới rất thấp, mà lại Loan Ngọc Xuyên người này đi qua đã từng nhiều lần đối Đại Hằng tiến hành chặn đánh, dựa vào điều khiển Đại Hằng cổ phiếu kiếm không ít tiền, dùng từ Đại Hằng trên thân lấy đi tiền mua Đại Hằng hạng mục, loại chuyện này đổi thành ai cũng sẽ không tiếp nhận đi. Hứa Thuần Lương nói, chỉ cần hắn trở ra là chân kim bạch ngân, người quản người ta tiền là từ đâu tới. Trương Hằng Dương biết hắn cùng Mặc Hàm quan hệ, cười cười nói, ta hiện tại là lười nhác quản Đại Hằng sự tình. Tần Chính Dương nói, không thể đi, trong tay ngươi còn có không ít Đại Hằng cổ phiếu đi.
Trương Hằng Dương loại này đẳng cấp cao quản coi như từ chức, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn triệt để chặt đứt cùng Đại Hằng quan hệ trong đó. Trương Hằng Dương nói, cũng không có nhiều. Tần Chính Dương nói, Đại Hằng chủ đề nhạc viên còn có thể hay không tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành. Trương Hằng Dương nói, điểm này là khẳng định không có vấn đề, ta rời trước đó tiến hành xác nhận. Nguy Sơn đảo bệnh viện vấn đề giải quyết, Tần Chính Dương hiện tại nhức đầu nhất chính là Đại Hằng tập đoàn hạng mục này, sợ Đại Hằng Nguy Sơn đảo hạng mục đuôi nát. Hứa Thuần Lương thuận tiện hướng Tần Chính Dương báo cáo một chút lần này văn lữ hội nghị tình huống. Tần Chính Dương nghe xong cảm thán nói, Đông Châu văn lữ công việc không dễ làm a, không nói những cái khác, liền nói quốc gia này cấp du lịch nghỉ phép khu hạng mục, phạm vi rất lớn, cũng không phải chúng ta Đông Châu độc hưởng, người ta Tế Châu cũng chiếm một phần, Tế Châu bên kia mặt hồ rộng lớn, dựa vào núi, ở cạnh sông, Đông Châu bên này ngoại trừ Nguy Sơn đảo bên ngoài, cái khác lâm hồ địa phương đều là bình nguyên, mà lại vây hồ nuôi cá tình huống vô cùng nghiêm trọng, mặt hồ bị chia cắt đến thất linh bát lạc. Nơi đó có thể nói cái gì phong cảnh? Hứa Thuần Lương nói, cho nên Nguy Sơn đảo thành Đông Châu du lịch trọng điểm. Trương Hằng Dương đi qua phụ trách toàn bộ Hoa Đông địa khu Đại Hằng hạng mục, trong đó cũng bao quát Tế Châu, hắn đối cái này hai bên tình huống cũng là phi thường rõ ràng, gật đầu nói, ta lấy một người ngoài cuộc ánh mắt đến xem, Tế Châu tại du lịch phương diện so Đông Châu tóm đến quan trọng, đầu nhập phải lớn, mà lại Tế Châu tại Nguy Sơn hồ xung quanh hiện có di tích cổ cũng so với các ngươi Đông Châu nhiều. Hứa Thuần Lương trước đó không lâu mới đi qua Tế Châu, hắn cười nói, chủ yếu là Đông Châu GDP không dựa vào văn lữ kéo động. Lý Văn Tĩnh nói, cá nhân ta cảm giác Đông Châu không có gì tốt chơi, ngoại trừ Hán Mộ bên ngoài chính là ẩn Long Hồ, thành trong cơ bản trên không gặp được cái gì cổ kiến trúc, mà lại mấy năm liên tục sửa đường, hiện tại lại đang kiến thiết tàu điện ngầm khắp nơi đều bụi đất tung bay, các ngươi chẳng lẽ không nghe nói chúng ta nơi này được xưng là phương Đông Siri sao? Mấy người đều nở nụ cười. Tần Chính Dương nói, ta là thật chưa nghe nói qua, phương Đông Aten thuyết pháp ta ngược lại thật ra có nghe thấy. Trương Hằng Dương nói, du lịch phương diện này phải hướng Vũ Tiến học tập, Vũ Tiến có cái gì? Không phải liền là một chút xíu Thái Hồ Vịnh, người ta quả thực là tại chủ đề nhạc viên trên dưới văn chương, thanh du lịch khiến cho sinh động. Tần Chính Dương nhìn Trương Hằng Dương một chút. Trương Hằng Dương minh bạch hắn ý tứ, Đại Hằng chủ đề nhạc viên đến bây giờ còn đang trong quá trình kiến thiết, tiến độ chậm chạp. Mà lại quy hoạch vừa mới lại tiến hành một lần cải biến, vườn khu diện tích so đi lên nhỏ hơn 1/3, kỳ thật Đại Hằng kiến thiết chủ đề nhạc viên dự tính ban đầu chính là vì địa sản, chỉ dựa vào chủ đề nhạc viên bán vé vào cửa mới có thể kiếm nhiều ít. Có thể hay không hồi vốn đều phải nhìn về sau kinh doanh tình huống, nào có bán nhà cửa tới cũng nhanh. Phóng nhãn cả nước, cái nào văn lữ hạng mục nội hạch không phải bất động sản tiêu thụ. Bảo dưỡng suối nước nóng tiểu trấn, cọ sát du lịch cùng dưỡng lão hai khái niệm. Lúc đầu tiền cảnh xem trọng, nhưng là đột nhiên giáng lâm bất động sản trời đông giá rét, để hạng mục này trở nên tiền cảnh ảm đạm, tương ái liên tự sát sự kiện để cái này hạng mắt càng lâm vào đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương hoàn cảnh, Trương Hằng Dương cũng là bởi vì hạng mục này mà gánh trách, cuối cùng lựa chọn chủ động rời chức. Cơm tối kết thúc về sau, Trương Hằng Dương tướng còn lại hai bình rượu để Lý Văn Tĩnh mang đi, Lý Văn Tĩnh khéo lời từ chối, kéo Tần Chính Dương cánh tay đi trước, cặp vợ chồng phi thường ân ái. Trương Hằng Dương lại đem rượu đưa cho Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương cười nói, vô công bất thụ lộc ngươi hai bình này rượu khả năng liền đem ta cầm tú tiền đồ làm hỏng. Trương Hằng Dương cười ha ha, Hứa Trấn Trưởng cùng Tần Bí Thư yêu như nhau tiếc lông vũ. Hắn cũng minh bạch, người ta chướng mắt những vật này, càng nguyên nhân chủ yếu là người ta đối với hắn còn chưa đủ tín nhiệm, nếu quả thật xem như bằng hữu cũng liền không có nhiều cố kỵ như vậy. Hứa Thuần Lương nói, người giữ đi, lần sau có cơ hội lại uống rượu với nhau. Trương Hằng Dương xe tới, hắn chủ động đưa ra đưa Hứa Thuần Lương trở về. Hứa Thuần Lương lên xe, Trương Hằng Dương nói, vừa rồi Tần Bí Thư ở đây, ta có mấy lời không có dễ nói, kỳ thật ta dự định tiếp nhận Hán Nguyên suối nước nóng làng du lịch. Hứa Thuần Lương sửng sốt một chút, Hán Nguyên suối nước nóng làng du lịch, không phải sinh thái vòng ném tập đoàn hạ hành kiện hạng mục sao. Trương Hằng Dương giải thích một chút, từ khi Hán Nguyên suối nước nóng làng du lịch bị tra ra nước chất ngậm khuẩn lượng vượt chỉ tiêu về sau. Một mực ở vào ngừng kinh doanh chỉnh đốn trạng thái, hạ hành kiện lũng đoạn Đông Châu suối nước nóng khai thác sự tình, bị Đông Châu thị kỷ kiểm bộ môn lưu ý đến, chuyện này thậm chí lan đến gần nhạc phụ của hắn Trần Phó Chủ nhiệm. Vì tiêu trừ ảnh hưởng, cũng là vì để tránh cho tình thế tiếp tục mở rộng, hạ hành kiện vợ chồng làm ra tướng suối nước nóng làng du lịch chuyển nhượng quyết định. Trương Hằng Dương mới từ Đại Hằng từ chức,
tay cầm không ít tiền mặt, đang định mình lập nghiệp, gặp được một cái cơ hội như vậy, cho nên nghĩ tiếp xuống, trước đây nhìn thấy Phó Quốc Dân thời điểm, hắn liền có phương diện này dự định, hiện tại cùng Hạ Hành kiện đàm đến không sai biệt lắm, bản muốn thông qua Hứa Thuần Lương tìm một cái Phó Quốc Dân, hiện tại Hứa Thuần Lương lại đi Đông Châu Văn Lữ Cục, vừa dễ dàng thông qua Hứa Thuần Lương đến là về sau trải đường. Trương Hằng Dương đi qua mặc dù cùng Hứa Thuần Lương từng có không nhanh, nhưng là khi đó hắn cũng là vì Đại Hằng, mấy lần phát sinh mâu thuẫn đều là lấy hắn nhượng bộ chấm dứt, cho nên Hứa Thuần Lương đối người này cũng không có quá lớn phản cảm nhận vì cái này Trương Hằng Dương vẫn là hiểu được tiến thối. Hứa Thuần Lương tại chỗ tỏ thái độ đối Trương Hằng Dương đầu tư văn lữ hạng mục phi thường hoan nghênh, Đông Châu Văn Lữ Cục sẽ tận lực vì hắn về sau kinh doanh cung cấp tiện lợi. Trương Hằng Dương đạt được Hứa Thuần Lương hứa hẹn về sau an tâm không ít, bất quá hắn còn có một cái lo lắng đó chính là xích đạo vốn liếng, phải biết Hạ Hành kiện cũng là bởi vì đắc tội Mặc Hàm phía sau xích đạo vốn liếng, mới đạo gây nên hôm nay thảm đạm cục diện, hiện tại xích đạo vốn liếng tại Nguy Sơn đảo cầm xuống nhà máy rượu suối nước nóng hạng mục, theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn tương hỗ là cạnh tranh quan hệ, nếu như xích đạo vốn liếng vẫn không từ bỏ đối Hán Nguyên suối nước nóng đánh ép. Như vậy hắn về sau đường cũng không tốt đi. Hứa Thuần Lương để Trương Hằng Dương cứ yên tâm, xích đạo vốn liếng chỉ là phụ trách đầu tư, cũng không tham dự cụ thể kinh doanh, hiện tại cụ thể khai phát kinh doanh suối nước nóng chính là Mộc Thiên Tập đoàn, Hồ Sơn Trấn chính phủ cũng không có khả năng để bọn hắn lũng đoạn quyền kinh doanh. Trên một điểm này Hứa Thuần Lương thấy phi thường rõ ràng, xích đạo vốn liếng mới sẽ không để ý kinh doanh suối nước nóng chút tiền lẻ này, bọn hắn cách cục không hẳn tại đây. Trương Hằng Dương đề nghị lại đi OMMIA quán ba uống vài chén. Hứa Thuần Lương không có hứng thú gì, xin miễn hắn mời. OMMIA quán ba tại kinh lịch khai trương đêm đó Hoàng Đại Tiên giả tập sự kiện về sau sớm đã khôi phục kinh doanh, nghe nói sinh ý nóng nảy, trái lại Lam Tinh tập đoàn kỳ hạ Seven Star quán ba lại tại Dương Mộ Phong chết phong sự kiện về sau, một mực ở vào ngừng kinh doanh trạng thái. Ô tô trải qua Seven Star quầy rượu thời điểm, Hứa Thuần Lương đặc biệt nhìn thoáng qua, phát hiện quán ba vẫn đen kịt một màu, xem ra vẫn ở vào ngừng kinh doanh bên trong. Tại cửa tiểu khu xuống xe Hứa Thuần Lương đưa mắt nhìn ô tô rời đi, cho Hoa Trục Nguyệt phát cái tin. Hoa Trục Nguyệt rất mau đánh điện thoại đến đây, Hứa Thuần Lương, người có phải hay không biết ta đến Đông Châu rồi? Hứa Thuần Lương cười nói, không rõ ràng, ta vừa đi ngang qua Seven Star, nhìn thấy vẫn không có khai trương, cho nên ta nhớ tới người đã đến. Hoa Trục Nguyệt nói, nhà ôi, người cùng ta còn có tâm linh cảm ứng đâu? Hứa Thuần Lương nói, người kiểu nói này thật đúng là có. Hoa Trục Nguyệt nói, ta vừa mới tại Vạn Hào ở lại, dự định ngày mai liên hệ ngươi đây. Vậy ta ngày mai cho ngươi bày tiệc mời khách. Hoa Trục Nguyệt cười nói, xem ra ngươi đối ta đến không có một chút xíu chờ mong. Hứa Thuần Lương nói, đừng nói như vậy, ta là chờ mong bạo dạp, trông mòn con mắt. Hoa Trục Nguyệt khanh khách nở nụ cười, ngươi đến Vạn Hào đi, ta tại khách sạn chờ ngươi. Hứa Thuần Lương nói, đã trễ thế như vậy, ta đi qua. Chúng ta cô nam quả nữ có phải hay không có chút không thích hợp? Hoa Trục Nguyệt nói, Hứa Trấn trưởng, người đừng suy nghĩ nhiều, ta còn không có ý định ăn mòn ngươi vị này dễ chính miêu hồng thanh niên cán bộ, người đến hành chính rượu hành lang, ta chờ ngươi uống rượu. Hứa Thuần Lương nhìn một chút cách đó không xa Vạn Hào khách sạn, đi qua cũng chính là 5 phút đồng hồ. Hứa Thuần Lương tiến vào hành chính rượu hành lang, nghe được bên trong thư giãn tiếng đàn dương cầm, bên trong không có nhiều người. Loại này hành chính rượu hành lang trên cơ bản đều là đối khách sạn VIP khách nhân mở ra. Một thân Chanel sáo trang Hoa Trục Nguyệt ngồi tại phía trước cửa sổ, nghe âm nhạc thưởng thức rượu đỏ, màu nâu tóc như sóng lớn chập trùng, đột xuất nàng vũ mị khí chất. Hứa Thuần Lương đi vào nàng đối diện, mạo muội hỏi một chút, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Hoa Trục Nguyệt đánh giá hắn một chút, một đôi xám trong mắt màu xanh lam sáng rực phát quang, làm sao đen nhiều như vậy? Hứa Thuần Lương ngồi xuống thở dài nói, gặt lúa ngày giữa trưa mồ hôi lúa hạ thổ, không hắc mới là lạ. Hoa Trục Nguyệt đem rượu đơn đưa cho hắn, Hứa Thuần Lương trước muốn chén chanh nước, vừa uống 8 lượng mao đài. Hoa Trục Nguyệt lần này tới chính là vì giải quyết Seven Star sự tình, tiến vào trong năm nay, Lam Tinh công ty kinh doanh phương châm tiến hành điều chỉnh, bắt đầu tinh giản các nơi quán ba hộp đêm, Đông Châu cái này ở giữa cũng tại thanh lý liệt kê. Hứa Thuần Lương nói, người nguyên lai không phải dự định cùng cái kia OMMIA đánh đối kháng tới, hiện tại không đánh mà chạy rồi. Hoa Trục Nguyệt cười nói, làm ăn cũng không phải hờn dỗi, hiện tại hoàn cảnh lớn không tốt, quán ba hộp đêm bản thân sự cố liền nhiều, đã Hà Đông muốn làm, liền đem thị trường nhường cho bọn họ,
dù sao đều là đồng môn, nước Phù Sa không lưu ruộng người ngoài nha. Hứa Thuần Lương nói, có thể a, Hoa tỷ, một đoạn thời gian không thấy, người cái này cách cục. Ánh mắt hướng Hoa Trục Nguyệt trước ngực nhìn lướt qua, lại lớn a. Hoa Trục Nguyệt còn cho hắn một cái oán trách ánh mắt, tiểu tử này ánh mắt bên trong lộ ra không thành thật, bất quá Hoa Trục Nguyệt không có chút nào phản cảm, trải qua hắn như thế trêu chọc, cảm giác mình gần nhất giống như hoàn toàn chính xác lại phát dục nữa nha, đại khái là mùa xuân đến nguyên nhân. Nhân viên phục vụ đưa lên một chén whisky, Hoa Trục Nguyệt cho hắn điểm. Hứa Thuần Lương cùng Hoa Trục Nguyệt đụng đụng chén rượu, uống một hớp rượu nói, lúc đầu ta còn dự định hợp tác với ngươi đâu. Hợp làm cái gì, ngươi cũng nghĩ khui rượu à. Hứa Thuần Lương lúc này mới đem mình đã chính thức điều đi văn lữ cục sự tình nói, Hoa Trục Nguyệt nói, thật đúng là, quán ba hộp đêm thường ngày kinh doanh hoạt động đều thuộc về văn hóa cục quản. Hứa Thuần Lương nói, ngươi có phải hay không lo lắng ta làm khó dễ ngươi cho nên mới sớm rút lui trận rồi. Hoa Trục Nguyệt cười đến nhánh hoa run rẩy, ngươi bây giờ chính là cái phó khoa cấp có thể lớn bao nhiêu quyền lực, bất quá a, chúng ta vẫn là có cơ hội hợp tác, làm tinh về sau hội chủ công truyền hình điện ảnh nghiệp. Hứa Thuần Lương nói, điện ảnh kiếm tiền sao? Ta nghe nói đều là dùng để rửa tiền. Hoa Trục Nguyệt lườm hắn một cái, ngươi cái nào nghe được những tin tức này? Hứa Thuần Lương nói, cả ngày đều nhìn thấy minh tinh lật xe tin tức, truyền hình điện ảnh vòng so hộp đêm còn loạn đâu. Có nữ minh tinh còn không bằng hộp đêm tiểu thư. Hoa Trục Nguyệt nói hưu nói vượn cái nào trong vòng đều có người tốt, cái nào trong vòng cũng không thiếu người xấu, ta cũng đã gặp không ít giữ mình trong sạch, người một cái ngoài nghề cũng đừng đi theo nói lung tung. Hứa Thuần Lương cười nói, được, ta không nói, về sau có thích hợp nhân vật cũng lưu cho ta một cái, ta gần nhất phát hiện mình đang biểu diễn trên còn có chút thiên phú, ta còn hiểu công phu, có thể đập hí, tình yêu hí cũng chịu đựng. Mấu chốt là cùng ta diễn đối thủ hí nữ diễn viên nhất định phải xinh đẹp. Hoa Trục Nguyệt nói, có cái vai trò rất thích hợp ngươi. Hứa Thuần Lương thân thể hướng về phía trước nghiêng một chút. Tây Môn Khánh. Hứa Thuần Lương cười nói, ngươi nếu là diễn Phan Kim Liên, ta không ngại cùng ngươi dựng một dựng. Hoa Trục Nguyệt nói, ta cũng không có biểu diễn thiên phú. Hứa Thuần Lương nói, phim cấp 3 không yêu cầu diễn kỹ, chỉ yêu cầu tướng mạo cùng dáng người. Hoa Trục Nguyệt nói, Hứa Thuần Lương, người bành trướng a. Cái này đều bị ngươi đã nhìn ra. Hứa đại giáo chủ có chút chột dạ thanh chân bắt chéo vểnh lên, thật có chút bành trướng đâu. Sáng sớm Hứa Thuần Lương liền bị Lục Kỳ điện thoại đánh thức, nhìn đồng hồ, rạng sáng 5 giờ. Hứa Thuần Lương biết hắn sớm như vậy gọi điện thoại tới khẳng định có việc gấp. Lục Kỳ nói cho hắn biết Đường Thiên Nhất tối hôm qua lại bị đánh, cùng hắn cùng nhau bằng hữu Hàn Văn Thắng cũng bị đánh. Hai người lần này bị thương đều thật nặng, đều được đưa vào Trường Hưng bệnh viện. Hứa Thuần Lương có chút cười trên nỗi đau của người khác, kia hai tiểu tử bị đánh cũng là đáng đời, ta nói ngươi gọi điện thoại cho ta làm gì? Bọn hắn bị đánh cùng ta có quan hệ sao? Lục Kỳ nói, ngươi không là đã đi qua đánh qua bọn hắn sao? Xin nhờ, ta đều đánh hắn hai trở về, quá tam ba bận, hắn hiện tại lại không đắc tội ta đánh hắn làm gì? Lục Kỳ nói, thật không có. Hứa Thuần Lương nói, người cái này không nói nhảm nha, ta một đường đường chính chính cán bộ quốc gia đáng giá cùng hai người gặp người ngại nhị thế tổ chấp nhặt, ta có không ở tại chỗ chứng minh. Lục Kỳ vững tin không có quan hệ gì với hắn, lúc này mới yên lòng lại. Hứa Thuần Lương vừa mới cúp điện thoại, Hoa Trục Nguyệt lại đánh tới, cảnh sát cũng tìm nàng, bởi vì là quá khứ bọn hắn tại Nam Giang liên thủ đánh qua Đường Thiên Nhất cùng Hàn Văn Thắng. Cho nên cái này hai hàng tại cung cấp người hiểm nghi thời điểm, đầu tiên liền đem bọn hắn cho báo cáo. Hoa Trục Nguyệt cũng không biết Đường Thiên Nhất người tại Đông Châu, hiện tại cảnh sát để nàng đi phân cục phối hợp điều tra, Hoa Trục Nguyệt sớm cùng Hứa Thuần Lương lên tiếng kêu gọi, để hắn cũng có chuẩn bị tâm lý. Hứa Thuần Lương chủ động đưa ra theo nàng cùng đi, Hoa Trục Nguyệt biểu thị không cần, cục cảnh sát cũng không phải địa phương tốt gì, nàng đi thanh sự tình nói rõ ràng là được rồi, đã người ta không có để Hứa Thuần Lương đi qua. Cũng đừng chủ động đi tìm phiền toái. Nam Giang trời u ám, Đường Kinh Vĩ ngồi tại trong hoa viên sắc mặt tái xanh, hắn vừa mới hiểu qua thương thế của con trai, chân trái bị người thọc ba cái lỗ máu, xương mũi cũng bị người cắt đứt, Hàn Văn Thắng thảm hại hơn đùi phải gãy xương, vừa mới hắn lão tử Hàn Thái tức giận đến tìm Đường Kinh Vĩ muốn thuyết pháp. Đổi thành đi qua Hàn Thái là không dám dạng này, Đường Kinh Vĩ vẫn luôn là hắn ngưỡng vọng tồn tại. Đường Kinh Vĩ không khỏi nghĩ đến, cái này hoàn toàn là bởi vì Hoa Niên tao ngộ nợ nần nguy cơ, tại trong mắt của rất nhiều người, Hoa Niên không được,
liền liền Hàn Thái loại này nhà giàu mới nổi cũng dám tìm mình lấy muốn thuyết pháp, thật đúng là hổ rơi đồng bằng bị chó bắt nạt. Bất quá ai hài tử không phải hài tử, cân nhắc đến Hàn Thái nhi tử bảo bối bởi vì đi theo Đường Thiên Nhất bên người hai lần bị đánh, Đường Kinh Vĩ cũng có chút đối lý, hướng Hàn Thái cam đoan lần này mình nhất định sẽ truy cứu tới cùng, mà lại hai đứa bé tiền thuốc men hắn đến phụ trách, sẽ cho bọn hắn an bài tốt nhất chữa bệnh tài nguyên, dù sao hắn là Trường Hưng bệnh viện đại lão bản. Đường Kinh Luân lúc tiến vào, Đường Kinh Vĩ vừa mới phủ lên Hàn Thái điện thoại, nhìn về phía Đường Kinh Luân ánh mắt lộ ra lạnh lùng. Đường Kinh Luân cảm thấy bất đắc dĩ, để Đường Thiên Nhất đi Đông Châu là Đường Kinh Vĩ chủ ý, hắn điểm xuất phát đơn giản là muốn giám thị mình, thuận tiện lịch luyện một chút hắn bất tranh khí nhi tử, chỉ là không nghĩ tới lại phát sinh ý bên ngoài. Đường Thiên Nhất bị đánh cùng mình không có có bất kỳ quan hệ gì, nhìn đại ca bộ dáng này, rõ ràng là thanh trách nhiệm quy tội đến trên đầu mình. Đường Kinh Luân nói, đại ca, Thiên Nhất tình huống thế nào? Đường Kinh Vĩ có chút nghĩ mà sợ nói, kém một chút liền thương tổn tới cổ động mạch. Đường Kinh Luân trước khi tới đây kỳ thật đã hỏi chất tử thương thế, đại ca, ta cái này về Đông Châu, tự mình xử lý chuyện này. Đường Kinh Vĩ nói, nếu như Thiên Nhất cùng ngươi cùng một chỗ về Nam Giang liền sẽ không gặp phải cái này khởi tai họa rồi. Đường Kinh Luân nghe được đại ca nói bóng gió, để Đường Thiên Nhất tiếp tục lưu lại Đông Châu là chủ ý của hắn. Hắn lúc đầu có ý tứ là để Đường Thiên Nhất lưu thêm mấy ngày, chờ đến Nguy Sơn đảo bệnh viện chuyển nhượng chương trình đi đến thời điểm hắn có thể đem cái này một công trạng tính tại chất tử trên đầu. Đường Kinh Luân bản ý là lấy hảo đại ca, thật không nghĩ đến sự tình biến thành bộ dạng này, nhìn đại ca thái độ rõ ràng hoài nghi hắn có khác sắp tâm. Đường Kinh Luân nói, chuyện này ai cũng không nghĩ tới, Thiên Nhất có phải hay không đắc tội người nào. Đường Kinh Vĩ nhìn hắn một cái, nhi tử có lẽ không có đắc tội người nào. Đắc tội với người chính là mình, hắn chậm rãi nói, hẳn là có người chê ta cản hắn đường, cho nên thông qua loại này thủ đoạn hèn hạ đến đánh kích ta trả thù ta. Đường Kinh Luân làm sao có thể không biết hắn chỉ là ai, nhưng bây giờ giải thích cũng là vô dụng, thở dài nói, đại ca, ta cái này đi Đông Châu, nhất định thanh chuyện này xử lý tốt, ngài có muốn cùng đi hay không? Đường Kinh Vĩ lắc đầu, nhắm mắt lại nói, mẹ ta không biết, ngươi ngàn vạn không thể nói đi miệng, nàng gần đây thân thể không tốt. Không chịu nổi kinh hãi. Anh em nhà họ Đường vô luận bên ngoài như thế nào, đối đãi mẫu thân đều là cực kỳ hiếu thuận, điểm này đáng giá ca ngợi. Đường Kinh Luân nói, đại ca, ngài yên tâm, lần này coi như ta thanh Đông Châu lật cái đáy chỉ lên trời, cũng muốn tướng tổn thương Thiên Nhất hung thủ tìm ra. Đường Kinh Vĩ nói, người tại Đông Châu quan hệ chưa hẳn dễ dùng, ta để Triệu Phi Dương ra mặt giải quyết chuyện này. Câu nói này rõ ràng đối Đường Kinh Luân không tín nhiệm. Thanh Đông Châu lật cái đáy chỉ lên trời. Hắn nào có cái kia bản sự tình. Đường Kinh Luân đối tình cảnh của mình càng phát ra thanh tỉnh, vô luận Đường Thiên Nhất bị đánh có hay không phát sinh, đại ca cũng sẽ không tha thứ mình, hắn chỉ là trở ngại thế cục mới tạm thời bảo lưu lại chức vị của mình, chờ hắn giải quyết nợ nần trọng tổ sự tình, khẳng định sẽ rảnh tay đối phó chính mình. Bùi Lâm ngồi ở trong phòng làm việc, nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh mưa, nghe được tiếng đập cửa, nàng lấy lại tinh thần tiến đến. Phú Pháp Quân từ bên ngoài đi tới, mang trên mặt cười. Bùi Lâm nói, sự tình gì vui vẻ như vậy? Phú Pháp Quân tại nàng đối diện ngồi xuống, Hứa Thuần Lương cùng Hoa Trục Nguyệt đều bị cảnh sát gọi đến hỏi bảo. Bùi Lâm nói, người cùng bọn hắn có thù à? Phú Pháp Quân nói, ta. Hắn lắc đầu, nhìn qua Bùi Lâm, nữ nhân này thật sự là đủ hung ác, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, Đường Thiên Nhất chuyện này là nàng tìm mình giúp làm. Phú Pháp Quân vốn cho rằng nàng phải giá họa tại Hứa Thuần Lương, bất quá hắn rất nhanh liền hiểu Bùi Lâm hẳn là từ Hoa Niên gần đây tình trạng đã nhận ra cảm giác nguy cơ, cho nên nàng lấy phương thức như vậy đến nhiễu loạn Đường Kinh Vĩ tâm cảnh, đồng thời bốc lên Đường gia huynh đệ mâu thuẫn. Hoa Niên tập đoàn càng loạn đối Bùi Lâm liền càng có chỗ tốt, bởi vì cái gọi là đục nước béo cò. Cao thủ so chiêu, đầu tiên lựa chọn nhược điểm của đối phương, Đường gia yếu nhất khâu không thể nghi ngờ chính là Đường Thiên Nhất. Cái này bất tranh khí hoàn khố tử cũng không có ít cho hắn cha gây phiền toái. Phú Pháp Quân cam tâm bị nàng lợi dụng cũng là có nguyên nhân, hắn vừa dễ dàng lợi dụng chuyện này tướng đầu mâu chỉ hướng đặc biệt mục tiêu. Bùi Lâm nói, ta vẫn luôn không rõ, ngươi vì cái gì như thế hận Hứa Thuần Lương. Phú Pháp Quân nói, hiếu kỳ hại chết mèo, một nữ nhân lòng hiếu kỳ quá nặng không là chuyện tốt. Bùi Lâm nở nụ cười, nàng kéo ra ngăn kéo, từ đó xuất ra một cái túi. Bên trong là 10 vạn khối tiền mặt, đây là đã nói xong vất vả phí. Phú Pháp Quân không khách khí chút nào nhận lấy, hắn không quan tâm tiền,
nhưng là động thủ người cần. Bùi Lâm nói, sẽ không lưu lại sơ hở a. Vũ Pháp Quân lắc đầu, người yên tâm, ta tìm người đều là chuyên nghiệp, Đường Thiên Nhất tên ngu xuẩn kia, cho rằng còn có thể là Hứa Thuần Lương thọc hắn, dù sao trước đó Hứa Thuần Lương làm như vậy qua. Bùi Lâm nói, cái kia Hoa Trục Nguyệt tình huống như thế nào? Nàng đối Hoa Trục Nguyệt không có chút nào hiểu rõ. Vũ Pháp Quân nói, Hoa Trục Nguyệt là Lam Tinh tập đoàn phó tổng giám đốc, Đường Thiên Nhất lần thứ nhất bị đâm chính là tại Lam Tinh dưới cờ quán 3SEVENSTAA. Nói ra cái tên này thời điểm, Vũ Pháp Quân cố ý nhìn Bùi Lâm một chút, nàng đối nơi này hẳn là hết sức quen thuộc đi, lúc trước nàng chính là ở nơi đó độc chết Dương Mộ Phong. Bùi Lâm trên mặt biểu lộ phong ba không sợ hãi, nàng sớm đã nghĩ đến xấu nhất một bước, nàng cũng đã càng lún càng sâu, càng là như thế nàng ngược lại càng là bình tĩnh. Vũ Pháp Quân nói, lần này bị đánh Đường Thiên Nhất cùng Hàn Văn Thắng tại Nam Giang thời điểm liền bị bọn hắn liên thủ đánh qua một lần. Bùi Lâm nói, như thế nói đến, cảnh sát hoài nghi bọn hắn cũng là chuyện đương nhiên. Vũ Pháp Quân nói, cũng chính là hoài nghi, chỉ muốn xuất ra không ở tại chỗ chứng cứ vấn đề liền giải quyết. Bùi Lâm nói, không ở tại chỗ chứng cứ nói rõ không được vấn đề, liền coi như bọn họ không làm, cũng có thể an bài những người khác đi làm. Vũ Pháp Quân ý vị thâm trường nhìn qua Bùi Lâm, thật sự là bội phục nữ nhân này cường đại tâm thái. Bùi Lâm nói, chờ một lúc, người đại biểu Hoa Niên lớn khỏe mạnh đi quan sát một chút bọn hắn. Vũ Pháp Quân nhẹ gật đầu, hắn cùng Bùi Lâm lợi dụng lẫn nhau theo như nhu cầu, chỉ ít trước mắt bọn hắn hợp tác coi như ăn ý. Hứa Thuần Lương quyết định đi quan sát hai cái này thằng xui xẻo, đến Trường Hưng mới biết được, hai người một cái ở tại khoa chỉnh hình, một cái ở tại phổ ngoại khoa, đều là VIP phòng bệnh. Hứa Thuần Lương cuối cùng lựa chọn đi phổ ngoại khoa phòng bệnh, theo lễ phép, hắn tự y tá đứng muốn một chùm những bệnh nhân khác để ở chỗ này hoa tươi, tại bệnh viện làm việc qua người đều biết, y tá đứng không thiếu cái đồ chơi này cũng không phải Hứa Thuần Lương chi không nổi tiền, mà là hắn cảm thấy tại Đường Thiên Nhất trên thân tốn một phân tiền đều là lãng phí. Đường Thiên Nhất bị đánh rất thảm, hắn cùng Hàn Văn Thắng uống rượu ra, bị người dùng bao tải che lại đầu, hung ác đánh một trận, trên đùi bị người liền đâm ba đao, nghe bác sĩ nói. May mắn cái này ba đao cắm vào phi thường chuyên nghiệp, nếu như có chút sai lầm đâm xuyên qua cổ động mạch, chỉ sợ hắn mạng nhỏ liền giữ không được. Đường Thiên Nhất đối đâm đùi chuyện này lòng còn sợ hãi, lần trước là bị Hứa Thuần Lương cho thọc, đâm đi vào còn vặn một vòng, lần này đâm đến càng sâu, đau hơn, loại này cảm giác đau đớn rất quen thuộc, cho nên cảnh sát đến điều tra thời điểm, Đường Thiên Nhất cung cấp đối tượng hiểm nghi chính là Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương đi vào phòng bệnh thời điểm, Triệu Phi Dương đang ở bên trong. Triệu Phi Dương nhìn thấy Hứa Thuần Lương có chút ngoài ý muốn, tiểu Hứa. Người cũng tới, hắn phi thường rõ ràng Hứa Thuần Lương cùng Đường Thiên Nhất thủ cũ, Hứa Thuần Lương qua tới thăm Đường Thiên Nhất cũng không phù hợp logic, giải thích hợp lý nhất là xem náo nhiệt tới. Hứa Thuần Lương cười nói, ta đại biểu Hồ Sơn Trấn Chính Phủ qua tới thăm một chút Đường Thiên Sinh, biểu thị một chút chúng ta đối với đầu tư thương thăm hỏi. Triệu Phi Dương trong lòng tự nhủ lý do này đường hoàng. Nhưng là không chịu nổi cân nhắc, hiện tại Hoa Niên tập đoàn đã rời khỏi khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện hạng mục, cùng Hồ Sơn Trấn cũng mất quan hệ. Hứa Thuần Lương thanh hoa tươi đưa cho Đường Thiên Nhất, Đường Thiên Nhất hai mắt nhắm lại giả ra phi thường thống khổ dáng vẻ, một bên chiếu cố hắn nam tử đưa tay tiếp tới. Hứa Thuần Lương nói, ngủ. Triệu Phi Dương nhìn Đường Thiên Nhất một chút, vừa rồi còn rất tốt, khẳng định không phải ngủ, là người ta không muốn phản ứng ngươi, Triệu Phi Dương nói, đã ngủ. Chúng ta liền đừng chậm trễ tiểu Đường tổng nghỉ ngơi. Hắn hướng Hứa Thuần Lương đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nhắc nhở hắn cần phải đi. Hứa Thuần Lương nhưng không có ý định dạng này liền đi, đưa tay vỗ vỗ Đường Thiên Nhất, tiểu Đường, đừng giả bộ, là ta. Đường Thiên Nhất nam tử bên người nói, xin ngươi không nên quấy rầy Đường tổng nghỉ ngơi. Hứa Thuần Lương vừa trừng mắt, lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện rồi. Đường Thiên Nhất ngươi chết vẫn là điếc. Đường Thiên Nhất mở hai mắt ra, cảm xúc kích động nói, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Có phải hay không không phải thanh ta hại chết mới cam tâm? Hứa Thuần Lương nói, làm sao nói đâu? Ngươi bị đánh cùng ta có quan hệ sao? Chó cắn Lữ Động Tân không biết nhân tâm tốt. Triệu Phi Dương tranh thủ thời gian ngăn lại Hứa Thuần Lương, nói hết lời đem hắn khuyên ra ngoài, đi vào hành lang bên trên. Triệu Phi Dương dở khóc dở cười nói, tiểu Hứa, ta nói ngươi tới đây lội làm gì? Hứa Thuần Lương nói, an ủi hỏi một chút. Thuận tiện cười trên nỗi đau của người khác. Triệu Phi Dương nói, không phải ta phê bình ngươi, cái này nhưng thì ngươi sai rồi, người ta nằm tại trên giường bệnh,
người có chút đồng tình tâm có được hay không? Hứa Thuần Lương nói, đừng nói hắn nằm tại trên giường bệnh, coi như nằm tại trong quan tài cũng không quan hệ với ta, cháu trai này hướng cảnh sát báo cáo ta, rõ ràng cùng ta không hề có một chút quan hệ, hắn không phải hướng trên người của ta vụ oan, đổi thành là ngươi cao hứng sao? Triệu Phi Dương nói, thanh giả tự thanh, ngươi cũng như thế cán bộ lớn, liền như thế điểm giác ngộ đều không có a. Hai người bên này đang nói đây, có ba người hướng bên này đi tới, ở giữa tên kia dáng người khôi ngô tráng kiện nam tử chính là Hàn Thái. Hàn Thái mới từ nhi tử bên kia ra, đến xem Đường Thiên Nhất, thuận tiện hỏi hỏi tình huống. Nhìn thấy Hứa Thuần Lương, hắn trực tiếp đi tới. Hứa Thuần Lương từ hắn khí thế hung hăng bộ dáng liền biết con hàng này kẻ đến không thiện. Hàn Thái đi vào Hứa Thuần Lương trước mặt chạm định, hung dữ nhìn qua hắn nói, ngươi chính là Hứa Thuần Lương a? Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Hàn Thái duỗi ngón tay chỉ lấy bộ ngực của hắn, lần trước ngươi đánh nhi tử ta còn không có tính sổ với ngươi, lần này lại tới, ngươi hỏi thăm một chút, ta Hàn Thái là ai? Hứa Thuần Lương nói, ngươi người nào mắc mớ gì tới ta? Nơi này là Trường Hưng bệnh viện không phải ngươi Dương Oai địa phương. Hàn Thái nói, năng lực a, lần trước ngươi đạp nhi tử ta một cước kia, kém chút để chúng ta Hàn gia đoạn tử tuyệt tôn, lần này thanh nhi tử ta đùi cho đánh gãy, ngươi nhưng quá độc ác. Hứa Thuần Lương nói, cảnh sát đều không có nói như vậy, ngươi dám nói hưu nói vượn, có tin ta hay không đem ngươi đưa vào đi thanh tỉnh một chút. Ngươi đưa một cái thử một chút, Hàn Thái lại đưa tay chọc lấy Hứa Thuần Lương ngực một chút. Hứa Thuần Lương lần này cũng không nuông chiều hắn, trở tay một phát bắt được ngón tay của hắn, không có ra sao dùng sức thuận kim đồng hồ vận động Hàn Thái đau đến phát ra tiếng kêu thảm thiết, không thể không ngồi xổm trên mặt đất. Hứa Thuần Lương ngón trỏ trái đâm Hàn Thái đầu, ngươi không là ưa thích đâm người sao? Dễ chịu không? Ta hỏi ngươi dễ chịu không? Buông ra, Hàn Thái thẹn quá hóa giận, bình thường không ai dám đối với hắn dạng này. Hắn hai tên thủ hạ xông lên nghĩ đối Hứa Thuần Lương động thủ. Hứa Thuần Lương chỉ vào Hàn Thái hai tên thủ hạ nói, ta xem ai dám tới, còn dám tiến về phía trước một bước, ta thanh ngón tay hắn đầu bẻ gãy. Hàn Thái cũng rất cường hãn. Nhịn đau kêu lên, người có gan liền bẻ gãy. Ta ngược lại muốn xem, ôi! Hứa Thuần Lương đương nhiên sẽ không coi là thật tướng Hàn Thái ngón tay cho bẻ gãy, đối loại người này hơi thi trừng trị cũng đã đầy đủ, thật bẻ gãy, đó chính là tổn thương tội, coi như làm thỏa mãn con hàng này tâm nguyện. Lúc này Vũ Pháp Quân bồi tiếp Đường Kinh Luân cũng đến đây, cùng Triệu Phi Dương cùng một chỗ, tướng xung đột song phương cho tách ra, Triệu Phi Dương ngăn lại Hứa Thuần Lương, tiểu tử này quá hiếu chiến. Bất kỳ cái gì địa phương đều có thể bị hắn biến thành chiến trường. Khiến cho khói lửa tràn ngập, còn tốt hiện tại đi văn lữ cục. Vũ Pháp Quân cùng Đường Kinh Luân thì ngăn lại Hàn Thái những người kia. Hàn Thái lùm cỏ xuất thân, tính tình nóng nảy, kêu gào nói, đừng cản ta không phải giết chết hắn không thể. Hứa Thuần Lương cười nói, ngươi tranh thủ thời gian đến giết chết ta, không giết chết ta, ngươi chính là cái thứ hèn nhát. Triệu Phi Dương nói hết lời khuyên Hứa Thuần Lương nên rời đi trước. Đường Kinh Luân khuyên nhủ, Hàn Tổng, người bất giận, mọi thứ đều có pháp luật, người gấp phát hỏa không giải quyết được vấn đề. Hàn Thái nổi giận đùng đùng nói, người đương nhiên đứng đấy nói chuyện không lưng đau, hiện tại chân gãy chính là nhi tử ta, nhà chúng ta văn thắng trêu ai ghẹo ai. Mỗi lần cùng cháu ngươi cùng một chỗ đều đi theo không may, các ngươi không ra mặt, ta còn không có thể vì chính mình nhi tử ra mặt. Đường Kinh Luân nói, Hàn Tổng, lời này của ngươi liền không có ý nghĩa, chúng ta làm sao không có ra mặt. Bọn hắn sau khi bị thương không phải chúng ta trước tiên đưa đến bệnh viện, an bài thầy thuốc giỏi nhất trị cho hắn. Hàn Thái nói, dẹp đi đi, liền các ngươi cái này Trường Hưng bệnh viện vạch nước bình, thầy thuốc giỏi nhất thì phải làm thế nào đây? Ta thành chuyện xấu nói trước, nếu như con ta tử chân rơi hạ bất kỳ tật xấu gì, ta không tha cho các ngươi. Đường Kinh Luân thấy hắn như thế phách lối cũng có chút nổi nóng, đi qua Hoa Niên tập đoàn phong quang thời điểm, người Hàn Thái gặp ta lần nào không phải điễn lấy cái mặt bồi cười, hiện tại Hoa Niên tập đoàn gặp chút vấn đề, liền loại này bạo phát hộ đều mẹ nó dám cùng ta nổ đâm. Đường Kinh Luân nói Thiên Nhất cũng bị thương sự tình cảnh sát còn đang điều tra bên trong, đến cùng là ai liên lụy ai còn chưa nhất định đâu. Hàn Thái nghe hắn nói như vậy càng phát hỏa, người có ý tứ gì? Nhi tử ta đi qua liền chưa từng tới Đông Châu. Hắn tại Đông Châu có thể đắc tội người nào? Rõ ràng là các ngươi đắc tội người, các ngươi có phải hay không mặc kệ? Tốt, các ngươi mặc kệ, ta quản. Lúc này một tiểu hộ sĩ đi tới, nhắc nhở bọn hắn nơi này là phòng bệnh, không phải bọn hắn lớn tiếng ồn ào địa phương,
để tránh ảnh hưởng bệnh nhân nghỉ ngơi. Hàn Thái Thanh trừng mắt, không có chút nào tố chất hét lớn, xéo đi. Ngươi có phải hay không mù à, không thấy ta cùng các ngươi già luôn nói đâu. Chọc giận ta, lập tức để hắn đem ngươi cho mở. Tiểu hộ sĩ vừa công việc không lâu, cái nào chịu được cái này ủy khuất, bị Hàn Thái mắng khóc. Đang kiểm tra hộ lý bộ chủ nhiệm Đường Minh Mị nghe hỏi chạy đến, nhìn thấy trước mắt một màn lập tức minh bạch, nàng cũng không nuông chiều loại người này, lạnh lùng nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, mời ngươi tôn trọng công việc của chúng ta, bọn ta bệnh viện y tá cũng không phải tùy ý ngươi nhục mạ. Đường Kinh Luân cũng có chút bất đắc dĩ, Phú Pháp Quân hướng Đường Minh Mị cười nói, Đường chủ nhiệm, người đi trước bận bịu, bên này giao cho ta. Đường Minh Mị nói, nơi này là bệnh viện có bệnh viện quy củ, cũng giống như các ngươi cái dạng này, chúng ta còn muốn hay không công việc. Đường Kinh Luân nói, Hàn Tổng, người bất giận, nếu không chúng ta vào xem thiên nhất. Hàn Thái nhếch miệng, Đường Tổng, cái này Trường Hưng bệnh viện không phải là các ngươi Hoa Niên tập đoàn sao? Làm sao một chút cũng không nể mặt ngươi, các ngươi Hoa Niên loại này quản lý phương thức không thể được a, người thân là Hoa Niên CEO liền cái tiểu hộ sĩ đều không quản được. Đường Minh Mị nói, vị tiên sinh này, chúng ta Trường Hưng bệnh viện phải làm thế nào quản lý không cần ngoại nhân đến khoa tay múa chân, hiện tại đã qua quan sát thời gian, xin các ngươi không muốn quấy nhiễu chúng ta bình thường chẩn đoán điều trị công việc, hiện tại lập tức rời đi, không phải ta gọi bảo vệ khoa. Không cần nàng gọi, Vũ Hướng Đông đã dẫn người tới, bảo vệ khoa hành động luôn luôn chậm hơn nửa nhịp, vừa rồi Triệu Phi Dương để bảo vệ khoa tới mục đích chủ yếu là ngăn cản Hứa Thuần Lương cùng Hàn Thái xung đột. Hiện tại đã biến thành Hàn Thái hòa Đường Minh Mị ở giữa xung đột. Đường Minh Mị nói, tại khoa trưởng, ngài đến rất đúng lúc, vị tiên sinh này tại phòng bệnh cãi lộn, hiện tại đã qua quan sát thời gian hỗ trợ mời hắn ra ngoài. Hàn Thái vừa mới tại Hứa Thuần Lương nơi đó bị một bụng tử khí, nghĩ không ra Trường Hưng bệnh viện y tá cũng không nể mặt hắn, không khỏi nổi giận, Đường Tổng, người tại Trường Hưng nói chuyện có tính không, lập tức đem này nương môn cho mở. Đường Kinh Luân hôm nay có chút tình thế khó xử. Hàn Thái mặt mũi nhiều ít muốn cho một điểm, huống chi con của hắn là bởi vì Đường Thiên Nhất ăn đòn, là bọn hắn thiếu người ta, nhưng là vì Hàn Thái một câu liền khai trừ y hộ nhân viên, giống như có chút nhỏ nói thành to, lại nói hắn hiện tại đã không còn phụ trách Trường Hưng bệnh viện. Đường Kinh Luân nói, Hàn Tổng, nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác uống trà. Hàn Thái nói, ta không muốn uống trà, ta hiện tại liền muốn đi thăm viếng Thiên Nhất, ta ngược lại muốn xem ai dám ngăn cản ta. Hắn nhanh chân hướng phía trước sông. Vu Hướng Đông đám kia bảo vệ khoa nhìn xem loại tràng diện này ai cũng không dám tùy tiện tiến lên ngăn cản. Đường Minh Mị ngăn lại Hàn Thái đường đi, người này làm sao không giảng đạo lý. Chúng ta Trường Hưng bệnh viện là có văn bản rõ ràng quy định, hiện tại đã qua quan sát thời gian. Đường Kinh Luân thầm than, cái này hộ lý bộ chủ nhiệm cũng quá không hiểu biến thông. Lăn đi, Hàn Thái thô bạo một tay lấy Đường Minh Mị đẩy ra. Đường Minh Mị chân đứng không vững tại mọi người tiếng kinh hô bên trong ngã rầm trên mặt đất, đầu không khéo cúi tại góc tường, đâm đến đầu rơi máu chảy. Hàn Thái cũng ngây ngẩn cả người, hắn cũng là lửa công tâm, tiện tay đẩy một cái, không nghĩ tới tạo thành dạng này ngoài ý muốn hậu quả. Nguyên bản sống chết mặc bây Vu Hướng Đông hiện tại không thể thở ơ, xông đi lên muốn tìm Hàn Thái muốn thuyết pháp, Đường Kinh Luân ngăn trở hắn, đều đừng kích động, tranh thủ thời gian gọi bác sĩ. Vu Hướng Đông mặc dù nổi nóng, nhưng Hoa Niên CEO lời cũng không thể không nghe. Một đám y tá xông lên tướng Đường Minh Mị đỡ lên, Đường Minh Mị đầu phá, lưu không ít máu. Những y tá kia mồm năm miệng 10 dự định báo cảnh. Phú Pháp Quân đạt được Đường Kinh Luân thụ ý, tuyệt đối đừng thanh sự tình làm lớn chuyện, để nhân viên y tế không nên khinh cử vọng động. Hàn Thái nhìn thấy khiến mọi người nổi giận, cũng không dám tiếp tục lưu lại, thừa dịp hỗn loạn mau chóng rời đi. Triệu Phi Dương vừa mới trở lại văn phòng không bao lâu, liền nghe nói ngoại khoa phòng bệnh phát sinh sự tình, hắn cuống quýt chạy tới, trên đường nhận được Đường Kinh Luân điện thoại, Đường Kinh Luân nhắc nhở hắn chuyện này phải khiêm tốn xử lý, tuyệt đối đừng làm lớn chuyện, Hàn Thái là chủ tịch bằng hữu, làm lớn không tiện bàn giao. Dù sao Đường Minh Mị cũng bị thương không nặng, thực sự không được bồi hai tiền được. Đường Kinh Luân đã đi, hiện trường chỉ để lại Vũ Pháp Quân xử lý vấn đề. Đường Minh Mị cái chán may một châm, trước mắt chưa báo cảnh. Vu Hướng Đông tướng tình huống hướng Triệu Phi Dương đơn giản báo cáo một lần, Triệu Phi Dương hiểu rõ một chút Đường Minh Mị thương thế, Hàn Thái hành vi cũng không có xúc phạm hình pháp, hắn cũng cho rằng chuyện này vẫn là chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có tốt.
Triệu Phi Dương cầm một bó hoa tươi thăm viếng Đường Minh Mị. Đường Minh Mị vừa mới xử lý tốt vết thương ngoại khoa y tá trưởng Bồi Tiếp, mới vừa rồi bị Hàn Thái tức miệng mắng to tiểu hộ sĩ cũng hầu ở bên người nàng, Đường Minh Mị là vị y tá ra mặt mới gặp phải dạng này thô bạo đối đãi. Nhìn thấy Triệu Phi Dương đến đây, Đường Minh Mị tranh thủ thời gian đứng dậy, Triệu viện trưởng. Triệu Phi Dương ra hiệu nàng tranh thủ thời gian ngồi xuống, thân thiết thăm hỏi một chút tình huống của nàng. Đường Minh Mị biểu thị mình không có việc lớn gì, kỳ thật những này nhân viên y tế đều đang đợi lấy Triệu Phi Dương thái độ, hy vọng Triệu Phi Dương có thể còn cho Đường Minh Mị một cái công đạo. Triệu Phi Dương ngay trước mấy người bột biểu thị nhất định sẽ là Đường Minh Mị đòi lại công đạo, chờ những người khác rời đi về sau, Triệu Phi Dương đơn độc trưng cầu một chút Đường Minh Mị ý kiến. Đường Minh Mị đã biết Hàn Thái thân phận, nhưng là nàng cho rằng Hàn Thái hành vi hôm nay là cực kỳ ngang ngược vô lễ. Nàng có thể không báo cảnh cũng có thể không cần bồi thường, nhưng là nàng yêu cầu Hàn Thái muốn công khai hướng mình cùng tên kia tiểu hộ sĩ xin lỗi, kỳ thật Đường Minh Mị yêu cầu cũng không quá phận. Triệu Phi Dương đầu tiên hướng Đường Minh Mị cam đoan nàng lần này tiền thuốc men sẽ từ bệnh viện phụ trách, còn có thể giúp nàng bắt đền. Đường Minh Mị kiên trì không phải vấn đề tiền, chuyện này cuối cùng là Hàn Thái không tôn trọng bọn hắn nhân viên y tế đưa tới, nhất định phải hắn công khai xin lỗi. Triệu Phi Dương từ Đường Minh Mị nơi đó ra, hắn liên hệ một chút Đường Kinh Luân, chuyển đạt Đường Minh Mị tố cầu. Hàn Thái một phương thái độ phi thường kiên quyết, hắn có thể gánh chịu Đường Minh Mị tiền chữa trị, cũng có thể cho nàng một bộ phận bồi thường, nhưng là hắn sẽ không xin lỗi, cùng lắm thì để Đường Minh Mị đi cáo hắn. Hứa Thuần Lương lúc này cũng không có rời đi bệnh viện, Đường Minh Mị cùng Hàn Thái phát sinh xung đột thời điểm, hắn ngay tại Cao Tân Hoa văn phòng đâu, Cao Tân Hoa biết hắn muốn đi kinh thành tập trung học tập. Để hắn cho phụ thân mang một ít in dấu bánh bao không nhân dưa muối đi qua. Hứa Thuần Lương cũng thuận tiện tìm hiểu một chút Đường Thiên Nhất cùng Hàn Văn Thắng hai người thụ thương tình huống, hai người chính trò chuyện đâu, Vu Hướng Đông gọi điện thoại tới báo cáo Đường Minh Mị bị Hàn Thái ngộ thương sự tình. Hứa Thuần Lương nghe xong liền phát hỏa, hướng về phía cha và Đường Minh Mị tình cũ, hắn cũng không thể ngồi yên không lý đến, hắn để Cao Tân Hoa chớ nóng vội ra mặt mình trước đi qua nhìn một chút tình huống. Cao Tân Hoa nhắc nhở hắn nhất định phải khống chế cảm xúc, hiện tại không đồng dạng, hắn đều là phó khoa cấp, nếu như xử lý sự tình còn như quá khứ như thế, rất dễ dàng bị người thượng cương thượng tuyến, mượn chuyện này làm mưu đồ lớn. Hứa Thuần Lương tâm lý nắm chắc, lúc đầu hắn không có ý định cùng Hàn Thái loại này nhà giàu mới nổi so đo, nhưng là người này làm được như thế quá phận liền trách không được tự mình ra tay. Hứa Thuần Lương đi trước thăm Đường Minh Mị. Đường Minh Mị gặp hắn đi mà quay lại. Liền biết hắn chuyên môn là chính mình sự tình tới, Hứa Thuần Lương tính tình, Đường Minh Mị là biết đến, nàng lo lắng Hứa Thuần Lương thanh sự tình làm lớn chuyện, tranh thủ thời gian biểu thị mình không có việc gì. Hứa Thuần Lương nhìn một chút, Đường Minh Mị hoàn toàn chính xác bị thương không nặng, hỏi, Đường tỷ, người tính chuyện này giải quyết như thế nào? Đường Minh Mị nói, người cũng đừng ra mặt, ta đã cùng Triệu viện phản ứng qua, yêu cầu cái kia Hàn Thái công khai xin lỗi, hắn quá không tôn trọng chúng ta nhân viên y tế. Hứa Thuần Lương nói, Triệu viện, đối Triệu Phi Dương hắn là không có gì trông cậy vào, Hàn Thái cùng Đường ra quan hệ không tầm thường, mà lại lần này Hàn Văn Thắng bởi vì Đường Thiên Nhất chịu đánh, đoán chừng Đường ra nghĩ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, Đường Kinh Vĩ chỉ cần làm ra quyết định, Triệu Phi Dương chỉ có phục tùng làm theo phần. Hứa Thuần Lương nói, đối phó Hàn Thái cái loại người này nhất định phải lấy ác chế ác, người cùng hắn giảng đạo lý hắn căn bản nghe không hiểu. Đường Minh Mị ít nhiều có chút nản lòng thoái chí, nếu như Triệu viện không cho chúng ta bản viện công nhân viên chức ra mặt, làm như vậy xuống dưới cũng không có ý gì. Kỳ thật vừa rồi chuyện xảy ra thời điểm nàng liền cảm thấy tâm lạnh, Vu Hướng Đông cái này chút bình thường ở chung không tệ đồng sự, gặp được sự tình cũng không dám tiến lên, còn không phải là bởi vì kiêng kỵ Đường Kinh Luân ở đây. Hai người chính trò chuyện đâu, Đường Minh Mị nhận được Triệu Phi Dương điện thoại, Triệu Phi Dương trong điện thoại nói cho nàng, Hàn Thái phi thường hối hận. Nguyện ý phụ trách nàng tiền thuốc men, cũng bồi thường 3 vạn đồng tiền cho nàng, về phần xin lỗi, có thể tự mình hướng nàng nói xin lỗi, nhưng là hy vọng không muốn công khai xin lỗi. Kỳ thật Hàn Thái cái này nhượng bộ cũng coi như không nhỏ, nhưng là Đường Minh Mị muốn không phải cái này, nàng muốn là Hàn Thái hướng mình cùng tên kia tiểu hộ sĩ công khai xin lỗi, có thể đăng báo, có thể trên mạng phát video, lùi một bước có thể làm lấy toàn khoa thất người nhân viên công tác trước mặt xin lỗi. Tuyệt không phải bồi ít tiền miệng xin lỗi liền xong rồi. Triệu Phi Dương lời nói đến mức rất rõ ràng, hắn cảm thấy chuyện này không thích hợp làm lớn chuyện, vừa đến, đối Hoa Niên tập đoàn bên kia không tiện bàn giao, thứ hai,
đối Trường Hưng tự thân cũng không có chỗ tốt, hắn biết Đường Minh Nghị tại chuyện này trên bị ủy khuất, tại Hàn Thái bồi thường trên cơ sở, bệnh viện có thể lại ban thưởng nàng 1 vạn khối tiền, dùng cái này đến đổi được Đường Minh Nghị dàn xếp ổn thỏa. Đường Minh Nghị một giọng nói minh bạch liền đã cúp điện thoại, Triệu Phi Dương thái độ làm nàng thật sâu thất vọng, nàng cho là mình vừa rồi hướng Triệu Phi Dương biểu đạt đến mức đã với minh xác, nàng quan tâm không phải tiền, mà là tôn nghiêm. Đường Minh Nghị minh bạch một sự kiện, tại thượng vị giả góc độ, bọn hắn những này nhân viên y tế tôn nghiêm là không đáng giá nhắc tới, bọn hắn cân nhắc vấn đề duy nhất tiêu chuẩn chính là tiền tài, cho rằng dùng tiền tài có thể giải quyết một cách. Hứa Thuần Lương lúc ra cửa gặp được Vu Hướng Đông, Phan Hoành Vĩ, Ngô Thụy Anh mấy cái qua tới thăm Đường Minh Nghị. Hứa Thuần Lương hướng bọn hắn nhẹ gật đầu không có dừng lại lâu, Vu Hướng Đông từ phía sau đuổi theo, tiểu Hứa, người đến nơi đâu? Hứa Thuần Lương dựa vào nét mặt của hắn liền biết hắn lo lắng cho mình lại sinh ra sự cố, cười nói, trở về a, ta đều không phải là Trường Hưng nhân viên, ý ở chỗ này cũng không ai cho ta phát tiền lương. Vu Hướng Đông nói, Đường chủ nhiệm sự tình đều đã giải quyết, họ Hàn đáp ứng nói xin lỗi, phụ trách tiền thuốc men cũng bồi thường 3 vạn khối tiền. Chẳng những là Triệu Phi Dương, đa số người nhận vì cái này bồi thường hạn mức đã nhưng lấy, về phần có phải hay không công khai xin lỗi bọn hắn đều cảm thấy không trọng yếu. Xin lỗi còn không phải trên miệng sự tình, nào có 3 vạn khối tới lợi ích thực tế. Hứa Thuần Lương nói, lúc ấy các người bảo vệ khoa nhiều người như vậy tại đều không thể ngăn cản chuyện này phát sinh. Vu Hướng Đông thở dài nói, lúc ấy sự tình phát sinh quá đột ngột, cái kia Hàn Thái lại là chủ tịch bằng hữu. Hứa Thuần Lương minh bạch cái sau mới là mấu chốt, Vu Hướng Đông tại hiện thực trước mặt cũng không thể không là năm đấu gạo khom lưng, hắn hỏi Vu Hướng Đông một vấn đề tôn nghiêm cùng tiền tài cái nào cái trọng yếu. Vu Hướng Đông nói, kẻ có tiền mới xứng đàm tôn nghiêm dân chúng bình thường nào có tôn nghiêm. Hứa Thuần Lương nói, người không quan tâm, nhưng là Đường tỷ quan tâm. Hứa Thuần Lương đi khoa chỉnh hình phòng bệnh, Hàn Thái lúc này không có ở bệnh viện, hắn cũng ý thức được tại Trường Hưng gây phiền toái, tạm thời ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió, hắn định cho nhi tử Hàn Văn Thắng làm chuyển viện, luôn cảm thấy tiếp tục ở chỗ này khả năng không an toàn. Hứa Thuần Lương đi vào Hàn Văn Thắng cửa phòng bệnh. Lập tức có 2 người đem hắn cản lại, 2 người này chính là vừa rồi đi theo Hàn Thái sau lưng đại hán, phát sinh nhiều chuyện như vậy về sau, Hàn Thái lo lắng nhi tử ăn thiệt thòi, cho nên để cho 2 người một tấc cũng không rời canh giữ ở cửa phòng bệnh, thiếp thân bảo hộ, phòng ngừa có người trả thù hắn nhi tử bảo bối. Hứa Thuần Lương nói, khẩn trương như vậy làm gì, ta tới thăm một chút Hàn Văn Thắng. Hàn Tổng bàn giao, xin miễn hết thảy quan sát. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, không nhìn liền không nhìn. Hắn đem trong tay một bó hoa đưa cho một người trong đó, Thanh Hoa giúp ta đưa vào đi tổng được rồi. 2 người kia liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lắc đầu. Lúc này Lý Trung cùng một tên khác cảnh sát đến đây, hắn hiện tại cùng Lục Kỳ tách ra, vừa vặn phụ trách Đường Thiên Nhất bản án, tới là muốn tìm Hàn Văn Thắng tìm hiểu một chút tối hôm qua tình huống. Lý Trung cùng Hứa Thuần Lương lên tiếng chào hỏi, đem hắn gọi vào một bên, Thuần Lương, người tới nơi này làm gì? Hắn thấy... Gặp được loại phiền toái này sự tình tránh cũng không kịp, thế mà còn đi lên góp, Hứa Thuần Lương con hàng này chính là chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Hứa Thuần Lương nói, cái này hay ngu xuẩn không phải ấn định ta có hiểm nghi nha, cho nên ta muốn làm bột hỏi một chút. Lý Trung dở khóc dở cười nói, người hiểm nghi không phải đã rửa sạch, tra án sự tình giao cho chúng ta cảnh sát, người cũng đừng đi theo làm loạn thêm. Hứa Thuần Lương biết nghe lời phải, nhẹ gật đầu, đáp ứng mình lập tức liền đi. Bất quá hắn có một điều kiện, để Lý Trung hỗ trợ tướng Hoa đưa vào đi, liền xem như đại biểu Hồ Sơn trấn chính phủ an ủi hỏi một chút Hàn Văn Thắng. Lý Trung tiếp nhận bó hoa kia, cũng không có phát hiện cái gì mau bệnh, thế là giúp hắn mang theo đi vào. Hàn Văn Thắng nằm ở trên giường, đùi phải nhếch lên lão cao, hắn cũng không rõ ràng chuyện xảy ra bên ngoài. Lý Trung đã sớm đi qua Đường Thiên Nhất bên kia, bởi vì Hàn Văn Thắng làm giải phẫu nguyên nhân, cho nên hiện tại mới tới. Lý Trung Thanh Hoa đặt ở Hàn Văn Thắng đầu giường, đối với hắn nói, hoa này là Hồ Sơn Trấn Hứa Trấn trưởng đưa cho ngươi. Hàn Văn Thắng nhìn thoáng qua hoa tươi, hắn là chồn chúc Tết gà không có ý tốt. Lý Trung cười cười nói, nghe ngươi đối với hắn ý kiến rất lớn a. Hàn Văn Thắng nói, cảnh sát đồng chí, ta hoài nghi hôm qua đánh ta cùng Đường Thiên Nhất người chính là Hứa Thuần Lương. Lý Trung để một bên đồng sự hỗ trợ ghi chép. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì tối hôm qua ta nghe được những người hành hung kia đối thoại, trong đó một cái người gọi Tiểu Lương.
Lý Trung cười nói, người ta dùng bao tải đem các ngươi đầu cho khoác lên đánh các ngươi, chính là lo lắng bị các ngươi biết phá thân phận, làm sao có thể ở trước mặt các ngươi thanh danh tự bạo lộ ra. Lại nói, trên thế giới gọi tiểu lương nhiều hơn, tiểu lương cũng không nhất định là Hứa Thuần Lương. Hàn Văn Thắng nói, ta biết hắn tại Đông Châu có chút quan hệ, các ngươi che chở hắn. Lý Trung nói, Hàn Văn Thắng ngươi nói chuyện tốt nhất cẩn thận chút, chửi bới cảnh sát là phải gánh vác trách. Hàn Văn Thắng nói, ngươi không cần làm ta sợ, Hứa Thuần Lương cùng Đường Thiên Nhất có thù, lúc trước hắn liền dùng đao chơi qua Đường Thiên Nhất đùi, lần này còn là thủ đoạn giống nhau. Ngươi có chứng cứ sao? Đây không phải rõ ràng sao? Hoa Niên Thanh Hứa Thuần Lương cho mở, hắn ghi hận trong lòng, cho nên chủ mưu trả thù, chúng ta tại Đông Châu cũng không đắc tội qua người nào. Lý Trung nói, ngươi không có đắc tội với người không có nghĩa là Đường Thiên Nhất cũng không đắc tội hơn người, theo ta được biết, đây là ngươi cùng Đường Thiên Nhất cùng một chỗ chịu lần thứ hai đánh. Hàn Văn Thắng thở dài một hơi, Đường Thiên Nhất thật là một cái sao chổi, nếu như biết sẽ có loại này chuyện xui xẻo, nói cái gì cũng không biết cùng hắn đến Đông Châu chơi, lần này tốt, Thanh Chân đều chơi đoạn mất. Lý Trung nói, Đường Thiên Nhất cũng hoài nghi Hứa Thuần Lương, nhưng là thông qua chúng ta điều tra, đã loại bỏ Hứa Thuần Lương hiểm nghi. Hắn có không ở tại chỗ chứng cứ? Hàn Văn Thắng nói, không ở tại chỗ không có nghĩa là hắn không có làm a, muốn không ở tại chỗ chứng cứ còn không dễ dàng, để cho người ta giả mạo chứng, hoặc là hắn thật không ở tại chỗ, nhưng là có thể tìm người khác làm a. Lý Trung nói, sáo lộ rất quen thuộc a, người đi qua có phải hay không làm qua chuyện như vậy? Hàn Văn Thắng nhìn qua Lý Trung, người có ý tứ gì? Lý Trung nói, không có ý gì, mọi thứ cũng phải nói chứng cứ. Không có chứng cứ sự tình chớ nói lung tung, như lời ngươi nói hết thảy đều là muốn ghi lại trong danh sách, cho nên ta khuyên ngươi phải cẩn thận, nói lung tung cũng là muốn gánh chịu pháp luật trách nhiệm. Hàn Văn Thắng nuốt nước miếng một cái nói, ta biết cứ như vậy nhiều, ta đối với chuyện này chính là cái vô tội người bị hại, ta hy nhìn các ngươi có thể mau chóng tra ra hung phạm. Lý Trung nói, chỉ cần ngươi tướng những gì mình biết tình huống tất cả đều như nói thật ra, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ phá được án này. Hai tên cảnh sát đứng dậy chuẩn bị rời đi, Hàn Văn Thắng kêu lên, uy, thanh bó hoa này mang cho ta đi. Lý Trung quay người lạnh lùng nhìn hắn một cái, có tiền công tử ca đều không lễ phép như vậy sao? Thật không muốn, liền ném trong thùng rác. Lý Trung kéo cửa phòng ra, rời đi thời điểm, một con ruồi xanh từ trong khe cửa bay vào. Hàn Văn Thắng gọi vào, có ai không? Con ruồi có người quản sao? Cái gì cầu thí bệnh viện a? Hoa Trục Nguyệt bận rộn dòng dã một buổi sáng, đi phân cục phối hợp điều tra về sau, lại đi ký T-Serven Star chuyển nhượng hợp đồng. Buổi trưa, nàng tiến về ẩn long dưới núi thức ăn chay quán cùng Hứa Thuần Lương hội hợp. Hứa Thuần Lương đã tới trước, sớm điểm tốt đồ ăn. Hoa Trục Nguyệt lật xem một lượt menu, có chút niềm vui ngoài ý muốn, đi qua ta cũng không biết Đông Châu còn có nhã trí như vậy địa phương. Hứa Thuần Lương nói, người hôm qua không phải la hét muốn giảm béo. Ta suy nghĩ cũng liền thức ăn chay quán thích hợp ngươi. Hoa Trục Nguyệt nói, cảnh sát không có tìm làm phiền ngươi a. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, tìm ta phiền toái gì? Ta tuân thủ luật pháp ái quốc yêu đảng, người ta đều không có hoài nghi ta. Hoa Trục Nguyệt nói, ta buổi sáng đi một chuyến phân cục, hiện tại cảnh sát hiệu suất làm việc thật là cao, liền thượng lệ quân sự kiện kia cũng đào ra được. Hứa Thuần Lương nói, còn không phải kia hai cháu trai báo cáo, bị đánh liền bị đánh. Không phải hướng trên người chúng ta lại, tối hôm qua bọn hắn bị đòn thời điểm rõ ràng hai ta uống rượu với nhau tới. Hoa Trục Nguyệt cười nói, để bạn gái của ngươi biết có thể hay không suy nghĩ nhiều. Hứa Thuần Lương nói, ta đi đến đang ngồi đến bưng, có cái gì thật là sợ. Hoa Trục Nguyệt nói, ta liền bội phục như ngươi loại này mỗi giờ mỗi khắc đều đem mình làm chính nhân quân tử tâm thái. Mắng ta! Nào dám, ngươi bây giờ đều là đại trấn trưởng. Ta một giới thảo dân sao dám chửi bới cán bộ quốc gia. Hứa Thuần Lương trưng cầu ý kiến của nàng, uống rượu vẫn là uống trà. Hoa Trục Nguyệt nhắc nhở Hứa Thuần Lương hôm nay là lần đầu tiên, chờ một lúc ăn cơm chưa dự định đi ẩn long núi Hưng Hóa Thiền Chùa đi dâng hương, rượu vẫn là không động vào. Hứa Thuần Lương dựa vào nàng, để phục vụ viên cho pha một bình long tỉnh. Lúc ăn cơm, hắn thanh Hàn Thái tại Trường Hưng Bệnh viện đã thương người sự tình nói. Hoa Trục Nguyệt khinh thường nói, Hàn Thái chính là cái nhà giàu mới nổi, quá khứ là chuyển hàng lởm xe gắn máy, xem như ăn vào thời đại tiền lãi, hiện tại đại lý mấy cái ô tô nhãn hiệu, mở mấy nhà 4S cửa hàng, cũng coi là kiếm ít tiền, liền cuồng đến không ai bì nổi.
Hứa Thuần Lương nói, trời cuồng có mưa, người cuồng có tai. Hoa Trục Nguyệt nói, bất quá chuyện này hẳn là Hàn Văn Thắng bị Đường Thiên Nhất liên lụy. Hứa Thuần Lương nói, cái này hai hàng làm sao lại một mực chắc chắn là chúng ta. Hoa Trục Nguyệt nói, cảnh sát nói, đánh bọn hắn đám người kia giống như có người kêu Tiểu Lương. Hứa Thuần Lương nhịn cười không được, không ai gọi ta như vậy, bình thường tới nói, hoặc là gọi ta Thuần Lương, hoặc là gọi ta Tiểu Thông. Hành lá trộn lẫn đậu hũ, Hứa Thuần Lương danh tự thế mà đâm trọt Hoa Trục Nguyệt cười điểm, nàng khanh khách nở nụ cười. Hứa Thuần Lương nhìn qua trên mặt bàn món ăn này, lung lay đầu nói, ta cũng không phải cái nào hành lá. Hoa Trục Nguyệt nói, ngươi là hành tây, rất lớn hành. Hứa Thuần Lương thở dài nói, Hoa tỷ, ngươi nghĩ đi nơi nào? Hoa Trục Nguyệt thật đúng là không có hướng địa phương khác nghĩ, bị Hứa Thuần Lương nói chuyện, gương mặt xinh đẹp nóng lên, ngươi liền sẽ hướng trong khe mang ta. Cái này cũng trách ta. Hoa Trục Nguyệt tranh thủ thời gian đổi chủ đề, ta cảm thấy chuyện này tựa như là có người cố ý đem lửa hướng trên người chúng ta dẫn. Hứa Thuần Lương nói, dẫn cũng vô dụng thôi, chúng ta có không ở tại chỗ chứng minh. Vẫn là phải nhiều một chút cẩn thận, Hàn Thái cái loại người này làm việc không có hạn cuối. Hứa Thuần Lương nói, mãng phu mà thôi, đối phó loại người này đều không cần phí đầu óc, người cảm thấy là ai hướng trên người chúng ta nhóm lửa đâu. Hoa Trục Nguyệt nhấp một ngụm trà nói, còn nhớ rõ bì môn vũ viên nghĩa sao? Hứa Thuần Lương gật đầu nói, đương nhiên nhớ kỹ. Lúc trước vì truy tra hãm hại ra ra hung phạm, lần theo hổ cốt manh mối tra thẳng đến thần nông thuốc đông y bồi dưỡng căn cứ, không nghĩ tới kia là vũ viên nghĩa bảy cái bẫy, hắn nghĩ trăm phương ngàn kế dẫn Hoa Trục Nguyệt vào cuộc, là nhi tử Vũ Thế Hiền báo thù, đáng tiếc báo thù chưa thỏa mãn, ngược lại bị Hứa Thuần Lương cùng Hoa Trục Nguyệt liên thủ tướng căn cứ phá hủy, kia chiến dịch, vũ viên nghĩa có thể nói là tổn thất nặng nề. Hoa Trục Nguyệt nói, người này tướng nhi tử tự sát kia món nợ tính tại trên người của ta. Hẳn là sẽ không dễ dàng buông tha báo thù. Hứa Thuần Lương thanh trước mấy ngày đi Nguy Sơn hồ trợ quỷ gặp được Hắc Yến kinh lịch nói ra. Hoa Trục Nguyệt nghe nói hắn gặp Hắc Yến, ân cần nói, loại này mạo hiểm sự tình ngươi về sau tốt nhất vẫn là rời xa, ngươi là thể chế bên trong người, một khi dính vào chuyện trong giang hồ liền sẽ phiền phức không ngừng, ảnh hưởng tiền đồ còn là chuyện nhỏ, vạn nhất bọn hắn lựa chọn thân nhân của ngươi ra tay chẳng phải là phiền phức. Hứa Thuần Lương nói, nhiều khi ngươi không muốn gây phiền toái, nhưng phiền phức hết lần này tới lần khác sẽ tìm tới ngươi. Hoa Trục Nguyệt thở dài nói, gặp được không dễ giải quyết sự tình ngươi giao cho ta đi, ta có biện pháp. Hứa Thuần Lương nhìn qua Hoa Trục Nguyệt, Hoa Trục Nguyệt thế mà bị hắn thấy có chút ngượng ngùng, nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua mỹ nữ. Dung mạo ngươi là thật đẹp, đối ta cũng là thật tốt. Hoa Trục Nguyệt nói, trên đời này có thể để cho ta người đối tốt với hắn cũng không nhiều. Cho nên người nào đó phải hiểu được chân quý. Hứa Thuần Lương vui mừng mà nói, nếu không ta giúp người bóp cái chân cảm tạ một chút. Hoa Trục Nguyệt nghe xong hắn nói như vậy, một đôi đùi ngọc không tự chủ được kẹp chặt, 10 cái ngón chân đều vụng trộm nắm lên, kia tiêu hồn thực cốt tư vị đến nay khó quên, người này thật là không phải cái thứ tốt, nên không phải bảo đảm ấm nghĩ cái kia, liếc hắn một cái nói, đã ăn no chưa? Ăn no rồi theo giúp ta đi dâng hương. Hàn Văn Thắng xế chiều hôm đó lên một thân đỏ trần, mời làn da khoa bác sĩ tới, nói hắn hẳn là dị ứng, đề nghị thanh trong phòng hoa tươi tất cả đều thanh lý ra ngoài. Hàn Văn Thắng trên thân ngứa lạ vô cùng, nghe bác sĩ nói như vậy, lập tức liên tưởng tới hôm nay Hứa Thuần Lương đưa tới bó hoa kia, mình không có nói sai, hắn chính là trồn chúc tết gà, không có ý tốt, bất quá hắn đi qua cũng không có hoa phấn dị ứng bệnh án. Hàn Văn Thắng thanh Hứa Thuần Lương tặng hoa sự tình nói cho phụ thân Hàn Thái. Hàn Thái cái này khí A, một chiếc điện thoại gọi cho Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương tại Hưng Hóa Thiền Chùa vừa mới lên xong hương, tiếp vào Hàn Thái cú điện thoại này không có chút nào ngạc nhiên. Hàn Thái giận dữ hét, Hứa Thuần Lương, người hại nhi tử ta còn chưa đủ. Thế mà thừa dịp ta không đang cho hắn hạ độc. Hứa Thuần Lương nói, Hàn Thái, ngươi còn dám ăn nói bừa bãi ta sẽ cáo ngươi, con của ngươi sống hay chết mắc mớ gì tới ta. Gặp được sự tình đừng hướng trên người của ta vu oan. Là chính ngươi tác nghiệt quá nhiều, báo ứng đến ngươi trên người con trai. Hứa Thuần Lương, ngươi chờ đó cho ta. Hứa Thuần Lương cười nói, ta còn thực sự không sợ ngươi uy hiếp, ta tại ẩn long núi Hưng Hoa tự chờ ngươi, ngươi có gan tới tìm ta à. Ngươi chờ. Cho ngươi 30 phút, không đến ngươi là thứ hèn nhát. Hứa Thuần Lương cúp điện thoại, một bên Hoa Trục Nguyệt có chút không nói nhìn qua hắn, vừa rồi con hàng này miệng phun hương thơm,
không có chút nào cố kỵ còn tại trong tự viện bột. Hoa Trục Nguyệt nói, tình huống như thế nào? Hứa Thuần Lương thanh hàn thái tìm chính mình sự tình nói. Hoa Trục Nguyệt nói, người thật tính toán đợi lấy hắn. Hứa Thuần Lương nói, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chúng ta tiếp tục thắp hương. Ta ngược lại muốn xem cháu trai này có dám tới hay không. Hàn Thái quả nhiên tại trong nửa giờ đuổi đến lúc đó, hắn lần này mang theo 6 tên giúp đỡ, một đám người khí thế hung hăng, khách hành hương nhóm nhìn thấy đám người này chiến trận, nhao nhao né tránh. Hứa Thuần Lương cùng Hoa Trục Nguyệt mới từ trong Đại Hùng Bảo Điện ra, Hứa Thuần Lương chủ động hướng Hàn Thái đi tới, cười nói, tới a. Hàn Thái mặc dù trong lòng cực hận Hứa Thuần Lương, nhưng hắn cũng không dám tại trong tự viện ra tay đánh nhau. Hướng Hứa Thuần Lương oán hận gật đầu nói, chuyển sang nơi khác nói chuyện. Hứa Thuần Lương nói, đổi liền đổi, sợ ngươi cắn ta a. Hoa Trục Nguyệt không nói một lời, nàng biết Hứa Thuần Lương khẳng định có biện pháp đối phó Hàn Thái, dứt khoát giữ yên lặng, hầu ở Hứa Thuần Lương bên người chính là tốt nhất ủng hộ. Một đám người ra khỏi chùa, đi vào trong rừng tùng, Hàn Thái nhìn thấy bốn bề vắng lặng, đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cùng hắn tới đám kia đại hán thanh Hứa Thuần Lương hai người bọn họ cho vây lên. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, hắn cũng không tin Hàn Thái dám ở chỗ này động thủ với hắn, khom người xuống từ dưới đất nhặt lên một khối dẹp dài tảng đá, trái tay nắm chặt, tay phải như thiểm điện đánh xuống, tảng đá bị hắn từ đó chém thành hai nửa. Hàn Thái đám người kia giật mình kêu lên, ngọa tào, con hàng này là cao thủ a. Sáu tên đi theo Hàn Thái tới tay chân nhao nhao nhìn về phía Hàn Thái, ý tứ hết sức rõ ràng, cái này xương cốt không tốt gặm, đến thêm tiền. Hứa Thuần Lương tướng còn lại hòn đá chộp trong tay, ngón tay phát lực hòn đá bởi vì không chịu nổi bàn tay hắn áp lực, vỡ vụn thành cặn bã, từng khỏa hòn đá nhỏ từ Hứa Thuần Lương trong tay rơi xuống. Sáu tên đại hán nhao nhao xuất mồ hôi chán, một người trong đó hoài nghi có phải hay không có trá, khom người nhặt lên một viên hòn đá nhỏ, muốn tự mình nghiệm chứng một chút, ngón tay dùng sức bóp. Cấn đến thịt đau. Kia hàng cái gì đều không nói, ôm bụng, Hàn Tổng, ta đi trước nhà cầu. Ta cũng đi. Chờ một chút ta. Thoáng qua ở giữa sáu tên đại hán đi sạch sẽ, Hàn Thái bỗng nhiên ý thức được trước thực lực tuyệt đối, nhiều tiền hơn nữa cũng khó có thể đánh động nhân tâm. Hứa Thuần Lương vẫn là cười híp mắt, không qua nụ cười của hắn tại Hàn Thái trong mắt lại có vẻ phá lệ kinh khủng. Đắc đạo người giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả trợ. Nói ngươi cũng không hiểu ngươi chẳng những không học thức còn thiếu đức. Hàn Thái mới vừa rồi còn phách lối khí diễm lập tức thấp một nửa, người đối ta có cái gì bất mãn, một mực xông ta tới, dựa vào cái gì hại nhi tử ta. Hứa Thuần Lương nói, hai chúng ta cùng con của ngươi chuyện bị đánh không quan hệ, cảnh sát đã chứng minh trong sạch của chúng ta, nếu như ta ra tay, con của ngươi liền sẽ không bị thương nhẹ như vậy. Hàn Thái nuốt nước miếng một cái, nhìn một chút trên mặt đất vỡ vụn thành cặn bã hòn đá, quá mẹ nó dọa người, tảng đá đều có thể bóp nát. Nếu như là xương cốt, kia không được bị vỡ nát gãy xương a. Hàn Thái nói, bác sĩ đều nói, nhi tử ta dị ứng cùng ngươi tặng hoa có quan hệ. Cái nào bác sĩ nói, cho con của ngươi tặng hoa chỉ có một mình ta sao? Ta nói ngươi sinh ý đến cùng làm thế nào lớn như vậy, có đầu óc hay không? Ta tặng hoa độc con của ngươi, làm sao những người khác không có việc gì, vẻn vẹn liền con của ngươi có việc. Hoa Trục Nguyệt nói, đúng đấy, đều không hợp logic. Hàn Thái nói, ta đã để cho người ta tướng hoa cầm đi xét nghiệm, nếu như chứng minh có độc. Hứa Thuần Lương nói, chứng minh không được, có độc cũng làm cho con của ngươi cho hút dọn sạch. Hàn Thái trợn mắt hốc mồm, con hàng này có ý tứ gì? Thừa nhận hạ độc sao? Quay người nhìn phía sau, kia sáu cái sợ hàng đến bây giờ đều không có cái bóng người. Hứa Thuần Lương lời nói xoay chuyển, bất quá, ta ngược lại thật ra có biện pháp làm dịu con trai ngươi ốm đau. Chúng ta hồi xuân đường thuốc cao kia là nổi danh linh nghiệp, đáng tiếc a, ngươi không có ngày đầu tiên tìm tới ta, nếu như ta ra tay, trong vòng một tháng đảm bảo con trai ngươi chân khôi phục như lúc ban đầu. Hàn Thái trong lòng tự nhủ ngươi liền thổi như bước đi, nhi tử ta là xương đùi gãy xương, thép tấm đều đánh lên, không có 3 tháng khôi phục không được. Hoa Trục Nguyệt cố ý nhắc nhở Hứa Thuần Lương, người ta Hàn Tổng không nói chân sự tình, nói là con của hắn dị ứng đều là ngươi cho làm hại. Hứa Thuần Lương nói, có chứng cứ liền đi cáo ta, không có chứng cứ đừng mù bức bức, Hàn Thái, chúng ta lão Hứa ra thế hệ làm nghề y, chúng ta chỉ làm chuyện cứu người, độc nhân hại người sự tình chúng ta khinh thường vì đó. Hoa Trục Nguyệt có chút muốn cười hắn giống như cũng làm không ít, bên cạnh chính là chùa chiền, cũng không sợ Phật Tổ nghe được trò cười.
Hàn Thái nói, ta sẽ tra rõ ràng, ta nhất định sẽ tra rõ ràng. Chớ nhìn hắn ngoài miệng không phục, nhưng là đáy lòng đã bắt đầu sợ hãi, Hứa Thuần Lương quá khó đối phó, khó trách nhi tử hai lần đều tại dưới tay hắn ăn thiệt thòi, coi như mình cũng không đối phó được hắn. Hứa Thuần Lương nói, ngươi có thể chậm rãi tra, nhưng con của ngươi tình huống hiện tại giống như không ổn đi. Hàn Thái vẻ mặt cầu xin, nhớ tới nhi tử ngứa lạ khó nhịn dáng vẻ, thay hắn nhận qua tâm đều có. Vừa rồi khí thế hùng hổ mà đến, hận không thể thanh Hứa Thuần Lương đánh cho như đòn, có thể thấy Hứa Thuần Lương tay không liệt thạch, hắn bên này tay chân tan tác như chim muông, đều mẹ nó người nào. Một điểm đạo đức nghề nghiệp đều không có. Hàn Thái phi thường rõ ràng mình không đối phó được Hứa Thuần Lương, đánh cũng đánh không lại, nói cũng nói không lại, sáng suốt nói hẳn là lựa chọn rời đi, trước tiên đem nhi tử trị hết bệnh lại nói, lưu đến Thanh Sơn tại không sợ không có củi đốt, ta Hàn Thái là có tiền, về sau ta dùng tiền đập chết ngươi. Hàn Thái xoay người rời đi đi chưa được hai bước, Hứa Thuần Lương nói, nhìn ngươi cũng thật đáng thương, con trai ngươi bệnh mặc dù không phải nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nhưng là ta có biện pháp trị. Hắn hướng Hoa Trục Nguyệt quay mặt đi, thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ a, con người của ta lớn nhất mau bệnh chính là mềm lòng. Hoa Trục Nguyệt cố nén cười, người này rất có thể trang. Hàn Thái vốn không muốn phản ứng hắn, nhưng là nhớ tới nhi tử thảm trạng bước chân lại không thể không ngừng lại. Hứa Thuần Lương nói, chúng ta hồi xuân đường bí chế thanh lương cao đối phó ngứa có hiệu quả, bay sượt liền linh, hiệu quả nhanh chóng. Hàn Thái dùng sức cắn răng, người nghĩ muốn bao nhiêu tiền. Hắn còn tính là có giác ngộ, biết Hứa Thuần Lương không có khả năng cho không hắn giải dược, nếu như có thể giải trừ nhi tử ốm đau, hắn không ngại dùng tiền. Hứa Thuần Lương nói, người hôm nay nhục mạ Trường Hưng bệnh viện y tá, đã thương hộ lý bộ đường chủ nhiệm, người thiếu hai người bọn họ một cái công khai xin lỗi. Hàn Thái nói, mơ tưởng, hắn bước nhanh rời đi, bất quá là rũ cục lấy đầu đi. Hoa Trục Nguyệt nhìn qua Hàn Thái bóng lưng nói, thật đúng là vừa thúi vừa cứng. Hứa Thuần Lương nói, yên tâm đi, không bao lâu hắn sẽ còn cầu ta. Cất giọng nói, nếu như hối hận, ngay tại trên bình đài phát cái công khai nói xin lỗi video. Hứa Thuần Lương nói không sai, Hàn Thái quật cường không có chống nổi ba giờ, Hàn Văn Thắng ngứa đến chết đi sống lại, Trường Hưng bệnh viện làn da khoa bác sĩ phương pháp gì đều dùng, vẫn là không thấy tốt hơn, liền làn da khoa chủ nhiệm đều đề nghị, hắn tìm Hồi Xuân Đường thử một chút, Hồi Xuân Đường có khoản thanh lương cao đặc biệt linh nghiệm. Hàn Thái lúc này mới nhớ tới Hứa Thuần Lương buổi chiều kia lời nói, hắn kiên trì lại cho Hứa Thuần Lương gọi điện thoại, Hứa Thuần Lương căn bản không để ý hắn. Hàn Thái tại không có biện pháp điều kiện tiên quyết, rốt cục quyết định ghi chép một cái xin lỗi video phát đến trên mạng, công khai hướng Đường Minh Mị cùng vị kia tiểu hộ sĩ xin lỗi. Hàn Thái xin lỗi video công bố không lâu về sau, Hứa Thuần Lương để cho người ta tướng thanh lương cao cho đưa đến Hàn Văn Thắng phòng bệnh. Hàn Văn Thắng ôm thái độ muốn thử một chút bôi lên thanh lương cao, quả nhiên tựa như Hứa Thuần Lương nói đến như thế, bay sượt liền linh. Hai người vui mừng sau khi cũng nghĩ đến nguyên nhân, liền làn da khoa chuyên gia đều không giải quyết được chứng bệnh, Hứa Thuần Lương đưa tới mấy hộp thanh lương cao tất cả đều giải quyết, không phải Hứa Thuần Lương cao minh, chỉ có thể chứng minh trước đây Hàn Văn Thắng ngứa triệu chứng chính là con hàng này tạo thành. Hàn Văn Thắng nghiến răng nghiến lợi nói, chính là hắn cho ta hạ độc, ta phải cáo hắn. Hàn Thái lúc này ngược lại khôi phục một chút lý trí, thở dài nói, chớ suy nghĩ lung tung, trước dưỡng thương tốt lại nói. Ngoan thoại người nào đều sẽ nói, nhưng chân chính dám nói dám làm không có mấy cái, Hứa Thuần Lương không thể nghi ngờ chính là như vậy một kẻ hung ác. Hàn Thái nhìn qua kia mấy hộp liền nhãn hiệu đều không có thanh lương cao, rất nhanh liền làm ra một cái quyết định, hắn muốn cho nhi tử chuyển viện, Đường Thiên Nhất chính là cái chẳng lành người nếu như không phải dính vào hắn. Nhi tử cũng không sẽ tao ngộ tai họa bất ngờ. Hứa Thuần Lương người này không dễ chọc, hắn cùng Hoa Niên tập đoàn ở giữa ân oán cùng bọn hắn hai người không quan hệ, bọn hắn vẫn là ít lẫn vào vi diệu. Đường Minh Mị mặc dù đạt được Hàn Thái công khai xin lỗi, nhưng là nàng lại thông qua chuyện này đối với Trường Hưng bệnh viện triệt để tâm lạnh, Đường Minh Mị làm ra một cái để tất cả người không tưởng tượng được quyết định, nàng xin ngừng củi giữ chức 2 năm. Cái này mang ý nghĩa nàng chủ động từ hộ lý bộ chủ nhiệm trên cương vị lui xuống dưới. Triệu Phi Dương thu được nàng xin, lập tức minh bạch Đường Minh Mị làm ra quyết định này nguyên nhân, hắn vẫn là làm ra giữ lại, phải biết tại ngừng củi giữ chức trong lúc đó, không thể chướng củi, không thể hưởng thụ bất luận cái gì phúc lợi đãi ngộ ngừng củi giữ chức trong lúc đó không thể tính toán đến về sau tuổi nghề bên trong, mà lại Đường Minh Mị hiện tại là Trường Hưng bệnh viện hộ lý bộ chủ nhiệm,
nàng lui ra đến cá nhân tổn thất rất lớn. Đường Minh Mị lạnh nhạt cười nói, Triệu Việt, ngài nói những này ta đều đã cân nhắc qua, ta làm ra quyết định này là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, bằng vào ta trước mắt năng lực thực sự khó mà đảm nhiệm Trường Hưng bệnh viện công việc, vẫn là để có năng giả cư chi. Triệu Phi Dương nói, có phải hay không có khác bệnh viện muốn đào ngươi đi qua? Đường Minh Mị cũng không phải dựa vào sắc đẹp thượng vị, nàng là thật là có bản lĩnh, phóng nhãn toàn bộ Đông Châu hệ thống vệ sinh, nghiệp vụ năng lực hơn được nàng cũng không có mấy cái. Đường Minh Mị lắc đầu nói, ta nghĩ nghỉ một chút. Có thể mời ngày lễ nha. Đường Minh Mị nói, Triệu Viện, ta không dối gạt ngài, chuyện lần này lưu lại cho ta bóng ma tâm lý, ta cần một đoạn thời gian rất dài tiến hành điều chỉnh. Ngài nếu là không phê chuẩn, ta khả năng chỉ còn lại từ chức. Con đường này sở dĩ không có từ chức, là cảm thấy công việc lâu như vậy, sa thải có chút đáng tiếc, đối Trường Hưng vẫn còn có chút tình cảm. Triệu Phi Dương nhẹ gật đầu, Đường Minh Mị đã quyết định đi, hắn cũng không còn giữ lại. Hắn phi thường rõ ràng, Đường Minh Mị sở dĩ rời đi, cùng hắn tại cái này khởi tranh chấp xử lý có quan hệ, Triệu Phi Dương mặc dù cũng rất đáng ghét Hàn Thái nhưng là hắn nhất định phải cân nhắc các phe lợi ích. Hắn không thể chống lại Đường Kinh Vĩ chỉ thị. Triệu Phi Dương tại Đường Minh Mị ngừng củi giữ chức trên báo cáo ký tên, mỉm cười nói, vậy liền chúc ngươi thuận lợi, ngươi chừng nào thì đi làm lại đều có thể. Hắn không có hứa hẹn là Đường Minh Mị giữ lại chức vị, hộ lý bộ chủ nhiệm không có khả năng trường kỳ chống chỗ, Trường Hưng bệnh viện nhìn chằm chằm cái này chức quan béo bở y tá trưởng không muốn quá nhiều, Đường Minh Mị mình không hiểu được chân quý a. Đường Minh Mị từ hắn nơi này ký xong chữ về sau, lại đi Cao Tân Hoa nơi đó lên tiếng chào hỏi. Cao Tân Hoa đồng dạng không giải, Hàn Thái sự tình đều đã giải quyết, Đường Minh Mị vì cái gì còn muốn rời khỏi. Mấu chốt là nếu như nàng ngừng củi giữ chức, cá nhân tổn thất quá lớn, chờ nàng 2 năm sau trở về, hết thảy đều biến bộ dáng, hộ lý bộ chủ nhiệm chức vị không thể là vì nàng bảo lưu lấy. Tiểu Đường, có phải hay không có khác bệnh viện đào ngươi a? Cao Tân Hoa ý nghĩ cùng Triệu Phi Dương đồng dạng. Đường Minh Mị cười nói, không có sự tình, Triệu Viện cũng nói như vậy, ta chỉ là nghĩ nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian, ta không thích công việc bây giờ không khí. Cao Tân Hoa nhẹ gật đầu, đề nghị, đúng rồi, ngươi nếu là không có nghĩ kỹ đi chỗ nào ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi đề cử cái chỗ. Đường Minh Mị nói, được rồi, ta nghĩ kỹ tốt nghỉ ngơi một chút. Ngươi trước nghe ta nói nha, Cao Tân Hoa thành Hứa Thuần Lương Cố Hậu Nghĩa bọn hắn hợp mở bệnh viện sự tình nói, chủ yếu là Cố Hậu Nghĩa trước mắt ngay tại nhận người. Còn để Cao Tân Hoa giúp hắn tìm kiếm một vị cao cấp hộ lý nhân tài, trước mắt đây không phải có sẵn. Đường Minh Mị nói, ta đều không có nghe Tiểu Hứa nói qua. Cao Tân Hoa cười nói, hắn đương nhiên khó mà nói, nếu như hắn ra mặt, người khác sẽ cảm thấy hắn đào Trường Hưng góc tường đâu. Đường Minh Mị nói, ta đi thích hợp sao? Phù hợp làm sao không thích hợp, ta cùng Cố Viện nói một tiếng, hắn khẳng định cao hứng. Đường Minh Mị nói, nếu không để ta suy nghĩ cân nhắc. Cân nhắc cái gì, trẻ măng đừng lãng phí thời gian quý báu, đi đáng tin cậy địa phương làm chút sự nghiệp, ta nói cho ngươi, liền bọn hắn cái này hậu môn trực tràng bệnh viện tuyệt đối rất có tiền đồ. Cao Tân Hoa chi như vậy ra sức, là bởi vì Cố Hậu Nghĩa tại thông báo tuyển dụng hộ lý nhân viên thời điểm cũng không thuận lợi, cũng không phải bởi vì bọn hắn là bệnh viện tư nhân, mà là rất nhiều y tá nghe được hậu môn trực tràng chuyên khoa bệnh viện lập tức liền đánh chống lui quân. Cảm giác công việc này vừa bẩn vừa mệt mỏi, nói ra cũng không tốt nghe. Nghe nói Đường Minh Mị làm ngừng củi giữ chức thủ tục, Cố Hậu Nghĩa lập tức chủ động gọi điện thoại cho nàng, để nàng tới trước bệnh viện nhìn xem, hắn quá cần một cái kinh nghiệm phong phú hộ lý bộ chủ nhiệm đến giúp đỡ chia sẻ. Cao Tân Hoa cực lực đề cử Cố Hậu Nghĩa lại là nhiệt tình như vậy, ngại tại mặt mũi của bọn hắn, Đường Minh Mị cũng không thể không đi một chuyến. Đợi nàng đến lúc đó. Phát hiện tòa này bệnh viện so chính mình tưởng tượng bên trong điều kiện phải tốt hơn nhiều, chỉ riêng trùng tu tiêu chuẩn tới nói đã vượt ra khỏi Đông Châu thị đa số bệnh viện. Cố Hậu Nghĩa tự mình mang theo nàng đi thăm một vòng, trở lại văn phòng, Đường Minh Mị nhỏ giọng hỏi, Cố viện trưởng, bệnh viện này đại cổ đông là? Cố Hậu Nghĩa nói, hồi xuân Đường Hứa lão gia tử. Đường Minh Mị nói, ta đều không có nghe Tiểu Hứa nói qua. Cố Hậu Nghĩa cười nói, ta đoán chừng hắn không đề cập với ngươi chuyện này có 2 nguyên nhân, một là bởi vì trước mắt hắn là công chức thân phận, 2 là bởi vì hắn vừa cho ngươi giúp một chút, không hy vọng sử dụng nhân tình bắt cóc ngươi, nếu như không là Cao Tân Hoa nói cho ta ngươi làm ngừng củi giữ chức thủ tục, ta cũng không sẽ chủ động cho ngươi gọi cú điện thoại này, dù sao ta cũng không muốn người khác nói ta đào Trường Hưng góc tường.
Đường Minh Mị nói, bệnh viện các ngươi nhân viên thông báo tuyển dụng tiến hành đến thế nào? Cố Hậu Nghĩa nói, bác sĩ còn dễ nói, hộ lý bên này tiến hành đến không thuận lợi, phổ biến đối hậu môn trực tràng chuyên khoa bệnh viện có thành kiến, cho rằng về sau công việc vừa bẩn vừa mệt mỏi, mà lại nói ra ngoài cũng không tốt nghe. Đường Minh Mị nở nụ cười, hộ lý công việc nào có nhiều như vậy lo lắng, như vậy đi, ta qua đến đem cho các ngươi hỗ trợ, phương diện này ta có tài nguyên. Cố Hậu Nghĩa nói, không thể giúp không bận bịu a, người tới trước bệnh viện chúng ta đương hộ lý bộ chủ nhiệm, tiền lương phương diện ngươi có yêu cầu gì, không cần cố kỵ, ăn ngay nói thật. Đường Minh Mị suy nghĩ một chút nói, tiền lương phương diện ta không có yêu cầu gì, ta chỉ hy vọng có thể có tôn nghiêm công việc. Cố Hậu Nghĩa ngây ngẩn cả người, một lát sau, hắn nặng nặng gật đầu nói, ta có thể cam đoan Trường Thiện bệnh viện mỗi một cái nhân viên y tế đều có được tôn nghiêm của mình. Lúc này Trịnh Bồi An gọi điện thoại tới, hắn nói cho Cố Hậu Nghĩa ngày mai không cần đặt trước vé xe, lúc đầu bọn hắn muốn đi kinh thành tham gia một cái chữa bệnh khí giới hội chợ, chủ yếu là cho bệnh viện đặt trước chữa bệnh thiết bị, vừa mới Hứa Thuần Lương thông chi Trịnh Bồi An, ngày mai có thể dựng đi nhờ xe đi kinh thành. Cố Hậu Nghĩa hỏi vừa xuống xe trước tình huống, biểu thị còn phải nhiều mang một người, Trường Thiện bệnh viện mới tới hộ lý bộ chủ nhiệm. Trịnh Bồi An phi thường tò mò, còn chưa thấy qua Cố Hậu Nghĩa vừa mới mời chào nhân tài. Hứa Thuần Lương lần này là ngồi hoa trục nguyệt Alpha tiến về kinh thành, dù sao trên xe có không ít không vị, dứt khoát đem tất cả đều mang lên, theo một ý nghĩa nào đó cũng tiết kiệm bọn hắn bệnh viện chi phí. Cố Hậu Nghĩa tướng Đường Minh Mị bí mật một mực bảo trì đến ngày thứ hai lên xe, liền Hứa Thuần Lương cũng không biết Đường Minh Mị đã đồng ý đến bọn hắn bệnh viện hỗ trợ. Hoa trục nguyệt để lái xe giúp đỡ mấy người tướng hành lý cất kỹ. Hứa Thuần Lương vui tươi hớn hở đi hướng Đường Minh Mị tiếp nhận hành lý của nàng Dương, Đường tỷ, ngài lúc nào bỏ gian tà theo chính nghĩa, ta cũng không biết. Đường Minh Mị có chút ngượng ngùng cười cười nói, Cao Bí Thư đề cử ta qua đến giúp đỡ Cố Viện trưởng thịnh tình mời, ta chính là qua đến giúp đỡ. Hỗ trợ không thể được Cố Viện, mau để cho Đường chủ nhiệm Thanh Văn tự bán mình ký, tới liền không thể đi. Mấy người đều nở nụ cười. Trịnh Bồi An nói, Đường chủ nhiệm. Ngươi làm sao lại có thể làm hạ ngừng củi giữ chức, ta phí hết nhiều kình đều không thể làm được. Đường Minh Mị nói, ngươi là chuyên gia, ta là y tá, chúng ta giá trị không phải một dạng. Kỳ thật ngừng củi giữ chức chính sách nắm chặt vẫn là Cố Hậu Nghĩa trước khi đi quyết định, lâm sàng bác sĩ nghiêm cấm làm ngừng củi giữ chức thủ tục, nhưng là đối hộ lý nhân viên cùng hành chính nhân viên hậu cần có thể mở một mặt lưới, đương nhiên giới hạn tại có biên chế nhân viên, hợp đồng chế căn bản lại không tồn tại ngừng củi giữ chức khái niệm. Trịnh Bồi An nói, ta đều không biết mình có cái gì giá trị. Hoa Trục Nguyệt tới cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi, chủ động đưa ra muốn đi bọn hắn trong bệnh viện đi dạo. Hứa Thuần Lương mang theo nàng cưỡi ngựa xem hoa xem một vòng, Hoa Trục Nguyệt nói, có thể a, hồi xuân đường làm lớn. Hứa Thuần Lương nói, đây cũng không phải là hồi xuân đường, là Trường Thiện hậu môn trực tràng chuyên khoa bệnh viện. Hoa Trục Nguyệt nói, cần muốn giúp đỡ nói một tiếng. Hứa Thuần Lương nói, cũng không có gì cần phải giúp một tay. Hoa Trục Nguyệt nói, có muốn hay không ta giúp các ngươi tại trên Internet mở rộng một chút. Hứa Thuần Lương lúc này mới ý thức được Lam Tinh tập đoàn trước mắt chủ công kinh doanh phương hướng có thay đổi, gật đầu nói, chờ có cần ta lại tìm ngươi. Hoa Trục Nguyệt để lái xe tướng Hứa Thuần Lương bọn hắn đưa đến Đông Châu chú kinh bản, mặc dù Phó Quốc Dân đã trở về Đông Châu công việc. Nhưng là Hứa Thuần Lương ở chỗ này vẫn là có thể hưởng thụ được khách quý đãi ngộ cùng nội bộ giá cả. Khách sạn quản lý Lý Tú Mai đặc biệt tới nghênh đón Hứa Thuần Lương, cười cùng hắn nắm tay nói, hoan nghênh Hứa trấn trưởng đại giá quang lâm. Hứa Thuần Lương nói, ngài đừng gọi ta như vậy, để cho người ta nghe thấy ta thẹn đến hoảng. Tại Nguy Sơn đảo trưởng trấn coi như nhân vật, nhưng cầm quan hàm này ở kinh thành nói sự tình, hắn sợ bị người cười đến rụng răng. Lý Tú Mai cười nói, chú kinh bạn bình thường tới trưởng trấn thật không nhiều, chúng ta phó chủ nhiệm hai ngày trước trở về thời điểm tổng sách ngươi, nói ngươi bây giờ cũng đi văn lữ cục. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, xem ra Phó Quốc Dân cùng Lý Tú Mai giao tình không tầm thường a. Hai người lúc nói chuyện chú kinh bạn mới tới phó chủ nhiệm Tần Tân Lập từ một bên trải qua, Lý Tú Mai chào hỏi một tiếng, Tần Tân Lập nét mặt âm lại ừ một tiếng, vội vàng đi tới. Hứa Thuần Lương đi qua chưa thấy qua vị này trước du lịch cục trưởng, nghe Lý Tú Mai nói một lần thân phận của hắn, lập tức lý giải Tần Tân Lập sụ mặt nguyên nhân, đổi thành ai tâm tình cũng không có khả năng tốt. Lý Tú Mai chủ động đưa ra ban đêm an bài cho hắn đón tiếp, Hứa Thuần Lương biểu thị không cần,
Cố Hậu Nghĩa bọn hắn là tới tham gia chữa bệnh hội chợ, làm xong sự tình liền đi, mình ngược lại là đến ngốc thêm mấy ngày, ăn cơm không vội tại nhất thời. Hứa Thuần Lương vừa tiến gian phòng, Phổ Kiến liền gọi điện thoại đến đây, hắn mấy ngày nay đều ở kinh thành xử lý một chút kinh doanh trên sự tình, cũng không biết hắn từ cái kia con đường biết được Hứa Thuần Lương đến kinh tin tức. Hứa Thuần Lương, tiểu tử ngươi không có suy nghĩ à, đến kinh thành đều không nhắc trước cùng ta lên tiếng kêu gọi. Hứa Thuần Lương cười nói, Phổ ca, hai ta cả ngày gặp, tại Nguy Sơn đảo còn nhìn không đủ. Kia không phải một dạng à, tại Nguy Sơn đảo ngươi là địa chủ, kinh thành ta là địa chủ, ban đêm ca cho ngươi đón tiếp. Hứa Thuần Lương nói, để nói sau đi, ta đáp ứng Cao Bí Thư giúp hắn đưa ít đồ cho phụ thân hắn. Phổ Kiến nói, ta đi chung với ngươi. Hắn hạ giọng nói, Trần Thiên Phàm ở ta nơi này chút đấy. Hứa Thuần Lương nói, hắn tìm ngươi làm gì? Phổ Kiến nói cho Hứa Thuần Lương Trần Thiên Phàm tìm hắn mua chút đồ cổ tặng lễ, trước mắt còn không có thanh Hứa Thuần Lương đến kinh tin tức nói cho hắn biết, chủ yếu là cảm thấy tại nhà máy rượu suối nước nóng sự tình bên trên, giữa hai người có thể có chút không vui. Hứa Thuần Lương vui vẻ lên, bao lớn chút chuyện, hắn cùng Trần Thiên Phàm đều là chạy tập trung học tập tới, tại kinh trong lúc đó khẳng định phải chạm mặt, không cần thiết tận lực né tránh, mà lại Trần Thiên Phàm người này cách cục cũng không có nhỏ như vậy. Phổ Kiến trò chuyện liền không dứt, Hứa Thuần Lương lấy cớ muốn tắm rửa trước cúp điện thoại. Chính tắm rửa, điện thoại lại vang lên, là hắn là Mai Như Tuyết thiết trí đặc biệt tiếng chuông, Hứa Thuần Lương vội vàng xoa xoa thân thể, ra điện thoại tới đã treo, hắn lập tức gọi trở về. Mai Như Tuyết gọi điện thoại tới là sớm cùng hắn lên tiếng kêu gọi, quay đầu nàng đại ca Kiều Như Long sẽ cùng Hứa Thuần Lương liên hệ. Hứa Thuần Lương cảm thấy Kiều Như Long có chút nhỏ nói thành to, lại không phải là không có liên hệ phương thức của mình, trực tiếp gọi điện thoại chính là, khả năng đây chính là người ta cái gọi là phong độ thân sĩ. Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết nói chuyện phiếm vài câu, Mai Như Tuyết căn dặn hắn đừng quên dành thời gian đi xem một chút Gia Gia, mặc dù Gia Gia không phản đối nữa hai người bọn họ lui tới, nhưng là cũng không có minh xác biểu thị ủng hộ, Hứa Thuần Lương như thế thông minh, muốn nắm lấy cơ hội nhiều lấy lão gia tử niềm vui. Mai Như Tuyết cú điện thoại này đại khái qua nửa giờ, Kiều Như Long gọi điện thoại tới, xác nhận một chút hắn địa chỉ, biểu thị muốn theo hắn gặp mặt, lập tức an bài lái xe đi đón hắn. Hứa Thuần Lương tại sứ quán khu một nhà vốn riêng quán cơm gặp được Kiều Như Long, so với trên lần gặp gỡ, cảm giác Kiều Như Long mặc bảo thủ rất nhiều, nhìn qua càng thêm trầm ổn. Hứa Thuần Lương cảm giác Kiều Như Long cũng là nhân vật lợi hại, trong thời gian ngắn như vậy liền hoàn thành từ thương nhân đến bên trong thể chế quan viên nhân vật chuyển đổi. Kiều Như Long cùng hắn nắm tay, cười nói, Tiểu Tuyết dặn đi dặn lại, để cho ta nhất định phải hảo hảo chào hỏi ngươi. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ là chính ngươi tìm ta mới đúng, cái này tương lai đại cữu tử xáo lộ nhiều lắm. Hai người ngồi xuống uống trà, Hứa Thuần Lương lưu ý đến treo trên tường Diệp Thanh Nhã họa tác. Kiều Như Long lần theo ánh mắt của hắn nhìn lại, cười nói, Thanh Nhã tác phẩm, nhà này hội sở, là bằng hữu ta mở, mời ngươi tới nơi này chủ yếu là thanh tĩnh, cũng thuận tiện nói chuyện phiếm. Hứa Thuần Lương phẩm miệng nhục quế, từ lá trà đến dụng cụ khắp nơi lộ ra tinh xảo. Ta vốn định hai ngày này bớt thời gian đi tiếp Kiều lão đâu. Kiều Như Long nói, hắn hai ngày này đều tại bệnh viện. Cái gì? Kiều Như Long cười nói, ngươi không cần lo lắng, hàng năm thông lệ một lần kiểm tra sức khỏe, hậu thiên ta đón hắn về nhà, người hậu thiên có rảnh rỗi, ta để cho người ta tiếp ngươi tới nhà gặp hắn. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, vậy liền làm phiền ngài. Kiều Như Long nói, chúng ta sớm tối đều là người một nhà không cần khách khí như thế. Nghe Kiều Như Long nói như vậy, Hứa Thuần Lương ngược lại có chút ngượng ngùng, đây có phải hay không là mang ý nghĩa Kiều Như Long đã tiếp nạp chính mình cái này tương lai muội phu. Kiều Như Long nói, ta nghe nói người tại Nguy Sơn đảo làm rất tốt. Nghe Tiểu Tuyết nói, còn có thể là ai, ta cũng không thể phái người đặc địa đi giám thị ngươi. Hai người đều nở nụ cười. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ chuyện như vậy ngươi cũng không phải làm không được, đi qua chẳng phải phái Trương Nhất Bản đi giám thị Mai Như Tuyết, hắn đặt chén trà xuống nói ta hiện tại đã đi Đông Châu Văn Lữ Cục. Văn Lữ Cục không tệ, hiện tại quốc gia phương diện trên đối văn hóa du lịch đều rất xem trọng, lĩnh vực này sẽ có đại phát triển, chúng ta Hoa Đầu gần nhất cũng ở trong nước ném không ít văn lữ hạng mục. Hứa Thuần Lương nói, ngươi tìm ta có phải hay không dự định tại Đông Châu đầu tư? Kiều Như Long nói, ngươi nếu là có tốt hạng mục có thể a. Hắn cầm lấy ấm trà cho Hứa Thuần Lương tục chén trà.
Hứa Thuần Lương phát hiện Kiều Như Long hôm nay đối với mình phá lệ khách khí, hẳn là muốn cầu cạnh mình. Kiều Như Long không nói, hắn cũng không vội mà hỏi. Kiều Như Long tuyệt đối bảo trì bình thản, chỉ là nói chuyện tình hình gần đây tâm sự công việc, căn bản không có bại lộ hắn tìm Hứa Thuần Lương mục đích. Nhìn đến thời gian không sai biệt lắm, Kiều Như Long để phục vụ viên đi đồ ăn, mở một bình Mao Đài 50 năm. Uống hai chén rượu về sau, Kiều Như Long nói, đúng rồi, đưa ngươi một vật. Hắn từ trong bọc xuất ra mấy quyển giấy chứng nhận cho Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương tiếp đi tới nhìn một chút, là bằng cấp bác sĩ cùng y sư giấy hành nghề, mở ra về sau phát hiện ảnh chụp là mình, phía trên kẹp lấy dấu chạm nổi mang theo số hiệu, mặc dù là bác sĩ bệnh viện nhưng cũng là y sư. Hứa Thuần Lương nói, ngươi lại không thiếu tiền, chừng nào thì bắt đầu làm cái này nghiệp vụ. Kiều Như Long cười lên ha hả, ngươi cảm thấy là cái kiêm chức làm chứng giả a? Hứa Thuần Lương kỳ thật thứ liếc mắt liền nhìn ra tới này giấy chứng nhận đều là thật, lấy Kiều Như Long đẳng cấp, hắn mới khinh thường ở lại làm loại này thấp kỹ thuật hàm lượng công việc. Kiều Như Long nói, không chứng làm nghề y là cái tai họa ngầm, mặc dù ngươi trị bệnh cứu người, nhưng là nếu như bị người có dụng tâm khác nắm được cán. Đối với chuyện này chế tạo văn chương, sợ rằng sẽ gây nên phiền toái rất lớn. Hứa Thuần Lương cũng cân nhắc đến vấn đề này, cho nên mấy lần làm nghề y đều để Trịnh Bồi An đưa cho hắn đánh yểm trợ, không phải là không có nghĩ tới thi cái chứng nhận bác sĩ, nhưng quá trình phức tạp thủ tục phiền phức, chủ yếu hơn là đến tiêu hao đại lượng thời gian, cho nên hắn cũng chính là ngẫm lại liền bỏ đi phương diện này suy nghĩ. Có thể nói Kiều Như Long giúp hắn giải quyết một cái đại phiền toái. Chỉ là cái này Kiều Như Long đến tột cùng là yêu ai yêu cả đường đi, vẫn là có khác tính toán. Hứa Thuần Lương cho rằng khẳng định là cái sau. Hứa Thuần Lương nói, Tiểu Tuyết biết không? Kiều Như Long lắc đầu, ý vị thâm trường nói, nam nhân ở giữa sự tình không cần thiết để nữ nhân biết, mà lại loại chuyện này mặc dù hợp lý nhưng là cũng không hợp quy, nhưng vô luận như thế nào, phòng ngừa chu đáo luôn luôn tốt sự tình. Hứa Thuần Lương tướng giấy chứng nhận cất kỹ, kính Kiều Như Long một chén. Từ Kiều Như Long trên thân hắn nhìn ra chính trị gen truyền thừa, Kiều Như Long mặc dù tuổi trẻ, có thể kiểm tra lo sự tình phi thường chu đáo, tựa như là một cái kinh nghiệm phong dầu kỳ thủ, mỗi một bước đều lưu tốt hậu chiêu, tận khả năng ngăn chặn tai họa ngầm. Phòng ngừa chu đáo bốn chữ nói dễ, làm rất khó, một người vị trí độ cao quyết định tầm mắt của hắn, Khổng Tử trèo lên Đông Sơn mà tiểu lỗ, trèo lên Thái Sơn mà tiểu thiên dưới, có ít người sinh ra liền đứng tại Thái Sơn chi đỉnh. Cách cục là người bình thường cố gắng cả đời cũng khó có thể với tới. Hứa Thuần Lương biết rõ lễ hạ tại người tất có sở cầu đạo lý, Kiều Như Long chủ động giúp tự mình giải quyết hai chứng vấn đề, tuyệt không phải là bởi vì xem ở Mai Như Tuyết trên mặt mũi yêu ai yêu cả đường đi, hắn hẳn là sẽ không bạch uổng phí. Thức ăn hôm nay lệch thanh đạm một chút Hứa Thuần Lương nói, người bình thường ăn cơm rất chú ý dinh dưỡng cân đối, trách không được hình thể bảo trì đến tốt như vậy. Kiều Như Long nở nụ cười, đồ ăn không hợp khẩu vị. Có chút thanh đạm rồi. Hứa Thuần Lương thầm khen, quả nhiên người thông minh, một điểm liền rõ ràng, cùng dạng này người ở chung tiết kiệm được rất nhiều khí lực. Kiều Như Long gọi tới phục vụ viên, lại thêm hai món ăn, một đạo xuyên sông Úc Rồng, một đạo rau xào hoàng ngưu thịt. Kiều Như Long giải thích nói, ta dạ dày không tốt, cho nên bình thường rất ít ăn cay độc, bởi vì cái gọi là trong lòng không muốn đừng đẩy cho người, nhưng bây giờ ta bỗng nhiên ý thức được. Câu nói này duy chỉ có đang dùng cơm phương diện không thích hợp. Hứa Thuần Lương nói, dùng đang dùng cơm bên trên, kia liền hẳn là cà rốt cải trắng đều có chỗ yêu. Hai người đồng thời nở nụ cười, Kiều Như Long nói, còn nhớ rõ nhạc phụ ta sao? Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, lần trước đến kinh thời điểm, Chu thư ký dẫn hắn đi Diệp gia cho Diệp Sương Nguyên trị liệu mặt đơ di chứng, cũng là bởi vì sự kiện kia, hắn cùng Chu thư ký leo lên giao tình. Kiều Như Long nói, ngươi cùng Chu thư ký cùng đi qua nhà hắn, nhạc phụ ta đối ngươi ấn tượng rất tốt. Hứa Thuần Lương cười nói, ta đương nhiên nhớ kỹ, lần trước ta còn cùng Diệp lão cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận ngũ cầm hí đâu. Hắn cũng là về sau mới biết được, Đông Châu tàu điện ngầm hai kỳ công trình sở dĩ có thể thuận lợi trả lời, may mắn mà có Diệp Sương Nguyên tại phát cải ủy từ đó xuất lực, Chu thư ký từ đầu đến cuối đều không nhắc tới khởi để hắn giúp Diệp Sương Nguyên chữa bệnh nguyên nhân. Kiều Như Long nói, Thanh Nhã Gia Gia, cũng chính là Diệp lão gần nhất bị bệnh. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ngươi nói sớm đi, lượn lớn như vậy một vòng, cuối cùng vẫn là để cho ta hỗ trợ chữa bệnh, kỳ thật liền hướng về phía Mai Như Tuyết mặt mũi, không cần mời ăn cơm cũng phải hỗ trợ. Kinh thành chữa bệnh điều kiện tốt như vậy, lấy Diệp lão thân phận có thể hưởng thụ được tốt nhất chữa bệnh tài nguyên A.
Hứa Thuần Lương đoán được Diệp lão bệnh tình khẳng định không thể lạc quan, phổ thông tật bệnh Kiều Như Long cũng sẽ không muốn đến mình, khẳng định là lớn chuyên gia của bệnh viện cũng không bỏ ra nổi biện pháp tốt. Kiều Như Long nói, trong đầu của hắn lớn một viên u, chuyên gia nói tính mạng của hắn chỉ còn lại 2 tháng. Hứa Thuần Lương nói, 2 tháng. Kiều Như Long gật đầu nói, 1 tháng trước phát hiện, khối u vẫn chưa tới 1 cm, hiện tại đã tăng lớn đến 2 cm, ở vào chán lá. Hứa Thuần Lương nói, không thể lái đao sao? Khai đao phong hiểm rất lớn, chuyên gia nói, coi như thành công cắt bỏ khối u, lão gia tử đại não cũng lại bởi vậy chịu ảnh hưởng, không bài trừ đánh mất ký ức, trí lực hạ thấp khả năng, kết quả như vậy hắn khẳng định là không pháp tiếp nhận. Hứa Thuần Lương nói, xem ra ngươi coi ta là thành không gì làm không được thần y. Kiều Như Long nói, là Thanh Nhã để cho ta tìm ngươi thử một chút. Kiều Như Long mặc dù biết Hứa Thuần Lương có chút bản sự, nhưng là hắn cũng không cho rằng Hứa Thuần Lương là tay đến bệnh trừ thần y, nếu như không phải Diệp Thanh Nhã kiên trì, hắn cũng không sẽ chủ động tìm đến Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ, đó chính là lấy ngựa chết làm ngựa sống, xem ra lần này Diệp lão bệnh thật rất nghiêm trọng. Diệp gia tại Diệp lão phương án trị liệu trên phát sinh khác nhau, lấy Diệp Sương Nguyên cầm đầu đa số người cho là nên giải phẫu mặc dù không có thể bảo chứng lão gia tử khôi phục như lúc ban đầu, nhưng chỉ ít có thể cam đoan tính mạng hắn không ngại chỉ cần lão gia tử còn sống, Diệp gia địa vị liền sẽ không phát sinh thay đổi quá lớn. Diệp lão mình không muốn làm giải phẫu, mặc dù người nhà tướng bệnh tình nói đến không nghiêm trọng lắm, nhưng là hắn thấy não bộ giải phẫu khẳng định sẽ đối với đầu óc của hắn tạo thành ảnh hưởng. Vạn nhất hủy đi trí nhớ của hắn, thậm chí đem hắn biến thành một cái kẻ ngu, như vậy hắn còn sống còn có ý nghĩa gì? Toàn bộ Diệp gia đồng ý Diệp lão ý nghĩ chỉ có Diệp Thanh Nhã, cũng là nàng nghĩ đến Hứa Thuần Lương, để trượng phu Kiều Như Long ra mặt mời Hứa Thuần Lương đến cho gia gia trần bệnh. Kiều gia cùng Diệp gia mặc dù là quan hệ thông gia quan hệ, nhưng là hai nhà không hề giống mặt ngoài như thế hòa thuận, Kiều Như Long cũng không có tại trong chính trị đạt được Diệp gia trợ lực. Đối Diệp gia mà nói, hắn cái này làm con rể thủy chung là cái ngoại nhân, nếu như nhúng tay Diệp ra sự tình, chữa khỏi Diệp lão coi như bỏ qua, vạn nhất xảy ra sai lầm, hậu quả là cực kỳ nghiêm trọng. Kiều Như Long thậm chí không dám xin chỉ thị Gia Gia, hắn biết Gia Gia sẽ không đồng ý loại này không nắm chắc chút nào sự tình. Hứa Thuần Lương hiện tại cuối cùng minh bạch Kiều Như Long cho mình xử lý đủ 2 chứng nguyên nhân, hắn coi như lại hoang đường, cũng không có khả năng mang theo mình đi cho Diệp lão không chứng làm nghề y. Từ một điểm này nhìn lại Kiều Như Long làm việc so Tuần Bí Thư càng thêm cẩn thận, lấy Kiều Như Long niên kỷ, tương lai đều có thể. Kiều Như Long nhìn qua trong trầm tư Hứa Thuần Lương nói, đương nhiên, người cũng có thể cự tuyệt, ta có thể lý giải. Hứa Thuần Lương nói, nếu như ta tại trị liệu bên trong xảy ra sai sót, sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi hai nhà quan hệ. Vấn đề này vừa vặn trúng đích mấu chốt, Kiều Như Long cười khổ nói, ta cũng có chút xoắn xuýt, nếu như ta không đáp ứng. Thanh Nhã sẽ đích thân tìm ngươi, việc này ta không có nói cho bất luận kẻ nào, bao quát Tiểu Tuyết, cho nên ta hy vọng vô luận ngươi đáp ứng cùng không, đều có thể bảo thủ bí mật. Hứa Thuần Lương đem chén rượu buông xuống, đi, mang ta đi nhìn xem. Kiều Như Long ngạc nhiên nói, hiện tại. Hứa Thuần Lương nói, ngươi vừa không phải nói kia khối u sinh trưởng tốc độ cực nhanh, một ngày một cái biến hóa, đây chính là thê tử ngươi ông nội, cứu người quan trọng. Hứa Thuần Lương đã là lần thứ 2 đến Diệp gia, lần trước là cho Diệp Sương Nguyên trị liệu mặt đơ di chứng, nhưng Diệp lão tình trạng muốn so Diệp Sương Nguyên nghiêm nặng hơn nhiều, nếu như chị không hết Diệp Sương Nguyên, cùng lắm thì miệng của hắn tiếp tục lệch ra xuống dưới, đơn giản là ảnh hưởng bề ngoài hình tượng, mà Diệp lão lần này là sống còn đại sự. Diệp Thanh Nhã tiếp vào Kiều Như Long điện thoại về sau, liền trong nhà chờ lấy, nhìn thấy Kiều Như Long cùng Hứa Thuần Lương cùng lúc xuất hiện, nàng cảm thấy nội tâm an tâm một chút. Tại biết bệnh của Gia Gia tình về sau, nàng nghĩ tới người đầu tiên chính là Hứa Thuần Lương, nàng đã từng tận mắt chứng kiến Hứa Thuần Lương dùng thần kỳ châm pháp tuần tự chữa khỏi phụ thân cùng Adele, chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Diệp lão ngồi tại dưới đèn lật nhìn sang tập ảnh, 2 ngày này hắn thường xuyên dạng này, mặc dù trong nhà đối với hắn tận lực che giấu bệnh tình, nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy, lão gia tử đã đoán được mình được bệnh nặng, cái này nửa cái nguyệt, hắn thường xuyên đau đầu. Phát sinh mấy lần không có chút nào nguyên nhân nôn mửa, chiều hôm qua còn xuất hiện ngắn ngủi mù. Chuyên gia nói đây cũng là bởi vì đại não khối u áp bách não tổ chức sinh ra triệu chứng, căn cứ kết quả kiểm tra biểu hiện, người bệnh càng sớm làm giải phẫu, tỷ lệ sinh tồn lại càng lớn, nhưng là bọn hắn không cách nào cam đoan thuật hậu có thể khang lại như sơ.
Diệp Thanh Nhã nói, ra ra, ngài xem ai tới. Diệp lão không có ngẩng đầu, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm tập ảnh nói, ta không phải đã nói với ngươi không nên quấy rầy ta sao. Diệp Thanh Nhã hướng Hứa Thuần Lương lộ ra tràn ngập áy náy thiếu dung. Hứa Thuần Lương nói, ngài gần nhất ngũ cầm hí luyện được ra sao. Diệp lão khép lại tập ảnh, tiểu Hứa, lão gia tử trí nhớ vẫn rất tốt, chỉ bằng thanh âm liền đánh giá ra thân phận của người đến. Quay đầu nhìn một chút Hứa Thuần Lương lập tức minh lường hắn tới mục đích, lạnh nhạt nói, các ngươi vợ chồng trẻ mời hắn tới giúp ta chữa bệnh sao. Diệp Thanh Nhã nói, ngài chẳng lẽ không nhớ rõ tiểu Hứa giúp ta cha chữa bệnh sự tình. Diệp lão thở dài nói, cha ngươi là da mặt trên mau bệnh, ta là trong đầu mau bệnh, hoàn toàn không giống a. Ta nhưng chưa nghe nói qua có người cho đại não làm châm cứu. Hứa Thuần Lương nói, khác nghề như cách núi, ngài chưa nghe nói qua không có nghĩa là không có, Trung Hoa y học Bác Đại tinh thâm, cũng không chỉ châm cứu cái môn này phương pháp. Diệp Thanh Nhã mời hắn ngồi xuống, kiều như long tướng Diệp lão hình ảnh báo cáo đưa cho Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương nhưng xem không hiểu cái đồ chơi này, cầm lấy CT phiến tử đối đèn làm bộ nhìn trong chốc lát. Liền Diệp Thanh Nhã cái này ngoài nghề đều nhìn ra hắn thanh phiến tử cầm điên đảo, hảo tâm nhắc nhở hắn một câu. Hứa Thuần Lương mạnh miệng nói, ta thích nhìn như vậy. Kiều Như Long thầm than, con hàng này sẽ không phải liền CT phiến tử cũng sẽ không xem đi. Hắn là trung y trị liệu mặt đơ không có vấn đề, nhưng đối phó trong đại não nhọt vẫn là não ngoại khoa đáng tin cậy, thật không rõ thê tử làm sao lại như thế mê tín y thuật của hắn. Diệp Thanh Nhã đưa tay chỉ não bộ viên kia u. Nàng đều sẽ nhìn. Hứa Thuần Lương nói, tẩu tử, ngài có thể đừng quấy nhiễu ta sao? Diệp Thanh Nhã triệt để im lặng, Kiều Như Long cười cười, để nàng đi cho Hứa Thuần Lương rót chén trà. Diệp Thanh Nhã châm trà thời điểm Kiều Như Long đi theo ra ngoài, thấp giọng nói, ta nhìn thôi được rồi, hôm nay ta lại hỏi qua mấy người chuyên gia, bọn hắn nói ra ra loại tình huống này cũng có thể cân nhắc gamma đao. Diệp Thanh Nhã nói, các loại phương pháp trị liệu ta đều có hiểu qua. Ai cũng không thể cam đoan triệt để chữa trị ra ra, đều nói sẽ có khác biệt trình độ đại não tổn thương di chứng. Kiều Như Long nói, cũng không phải không có cơ hội khôi phục. Diệp Thanh Nhã nói, trước mắt phương án tốt nhất chính là giải phẫu, căn cứ hình ảnh phán đoán, chuyên gia cho rằng u ác tính khả năng rất lớn, bệnh lý xác nhận sau còn cần phối hợp thả trị bệnh bằng hóa chất, nếu như ác tính trình độ rất cao. Coi như giải phẫu thành công, sinh tồn thời gian cũng sẽ không vượt qua một năm. Đến tiếp sau tiến hành điện trường trị liệu, có khả năng tướng sinh tồn kỳ đề cao đến 3 năm. Kiều Như Long nói, gia gia năm nay 77 tuổi, nếu như có thể sinh tồn 3 năm liền 80 tuổi. Hắn thấy 80 tuổi cũng miễn cưỡng được cho thọ hết chết già. Diệp Thanh Nhã lắc đầu nói, căn cứ thủ thuật của bọn hắn phương án, sẽ tiến hành chán lá bệnh biến cắt thuật, chán lá là nhân loại tình cảm cùng trí lực trung su, thuật hậu khẳng định xuất hiện trạng thái tinh thần cải biến cùng tính cách cải biến. Biểu hiện ra cảm xúc, nhận biết cùng tự chủ các phương diện chướng ngại. Hứa Thuần Lương đem trong tay phiến tử buông xuống, hướng Diệp lão cười cười. Diệp lão nói, ngũ cầm hí không có tác dụng gì a, nên nhiễm bệnh vẫn là nhiễm bệnh, đáng chết vẫn là phải chết. Hứa Thuần Lương nói, ta nghe Long ca nói, ngài hàng năm đều sẽ làm 2 lần kiểm tra sức khỏe. Diệp lão nói, lần trước kiểm tra sức khỏe tại 3 tháng trước, lúc ấy thân thể ta còn êm đẹp. Làm sao đột nhiên trong đầu liền có thêm một viên u, người nói ta cuối cùng là vừa mọc ra, hay là một mực liền có, bệnh viện không có điều tra ra. Hứa Thuần Lương nói, làm sao, ngài muốn truy cứu bệnh viện để lọt xem bệnh trách nhiệm. Diệp lão nở nụ cười, kia ngược lại không đến nỗi, ta chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, đi qua vẫn luôn hảo hảo, bọn hắn gạt ta nói đây là một viên bướu lành, nhưng là biểu hiện của bọn hắn đã bại lộ, tình huống của ta không thể lạc quan. Hứa Thuần Lương nói, tốt cùng ác tính cũng chính là Tây y thích phân chia như vậy, tại quá khứ trung y trong phạm vi không có cái gì tốt ác tính phân chia, đồng dạng tật bệnh tại khác biệt trên thân thể người sẽ có khác biệt biểu hiện tốt tật bệnh dưới điều kiện nhất định sẽ chuyển thành ác tính chứng bệnh dưới điều kiện nhất định cũng lại biến thành tốt. Diệp lão nói, nghe người kiểu nói này còn có mấy phần đạo lý đâu, trung y xem bệnh cũng giảng cứu biện chứng. Hứa Thuần Lương cười nói, trung y cùng Tây y khác biệt lớn nhất chính là cách cục. Tây y chú ý tật bệnh bản thân, mà trung y càng ưa thích từ toàn cục đến nhìn vấn đề. Chúng ta đánh cái so sánh, nếu như một người hoàn cảnh chung quanh phát sinh biến hóa, thân thể của hắn liền sẽ sinh ra khác biệt phản ứng, trời nóng cởi quần áo, trời lạnh thêm quần áo, những này phổ thông không thể lại phổ thông hành vi, kỳ thật đều là nhân thể đối tự thân bảo hộ,
đương ngoại giới biến hóa vượt ra khỏi ngươi có thể phòng hộ phạm trù, như vậy kết quả chính là tử vong, Diệp lão thấp giọng nói. Hứa Thuần Lương cười nói, ta muốn nói là bệnh nặng một trận. Diệp lão nói, bệnh của ta cùng ngoại giới không quan hệ, ta là nơi này. Hắn chỉ đầu của mình. Hứa Thuần Lương nói, dựa theo cái này lý luận, bệnh của ngài bởi vì trong đầu viên này u gây nên, nó cấp tốc sinh trưởng đè xuống ngài đại não không gian, đưa đến một loạt triệu chứng, nếu như viên này u ngã bệnh kia. Diệp lão nói, u làm sao lại sinh bệnh, bọn hắn đề nghị ta cắt đứt, mặc dù bọn hắn cả đám đều nói không có việc gì, nhưng ta biết, giải phẫu về sau, ta đại khái suất sẽ trí thông minh hạ thấp biến thành một cái kẻ ngu. Hứa Thuần Lương nói, lấy ngài trí tuệ, coi như hạ thấp cũng so với chúng ta những phàm nhân này mạnh lên vô số lần. Diệp lão khóe môi lộ ra vẻ mỉm cười, người cái này mông ngựa vỗ không phải lúc. Hứa Thuần Lương nói, ta có thể sờ sờ ngài đầu sao? Diệp lão nói, ta không phát sốt, bất quá hắn vẫn là phối hợp đem đầu đưa tới. Hứa Thuần Lương đưa tay phải ra dán tại Diệp lão trên trán, nhắm hai mắt, trong quá trình điều chỉnh hơi thở, nếm thử cùng Diệp lão trong kinh mạch hơi thở tuần hoàn bảo trì nhất trí. Hứa Thuần Lương khi lấy được Hoàng đế nội kinh thiên dưỡng thiên, nửa bộ phận trên về sau, đã nắm giữ thông kinh sinh tụy ảo diệu, ở đây trên cơ sở khôi phục bộ phận công lực. Đoạn thời gian gần nhất, hắn bắt đầu trùng tu thông thiên bảo điển hết thảy ba quyển cửu trọng, vẫn là ngũ độc giáo chủ thời điểm, hắn tu luyện đến ba trọng cảnh giới, liền đã đưa thân thiên hạ 10 đại cao thủ chi liệt. Hiện tại cơ hồ là hết thảy từ đầu tới qua, bất quá thông thiên bảo điển, đệ nhất trọng cảnh giới chính là tu luyện năng lực nhận biết, cũng dễ dàng nhất luyện thành. Nhất là Hứa Thuần Lương nắm giữ thông kinh sinh tủy năng lực về sau, không trở ngại chút nào hoàn thành đệ nhất trọng cảnh giới, thông cảm. Thông cảm trong đó một cái trọng yếu nhất năng lực liền là thông qua thân thể tiếp xúc cảm giác thân thể đối phương biến hóa, đơn giản tới nói, chính là có thể tại tự thân cùng mục tiêu kinh lạc ở giữa thành lập liên lạc. Hứa Thuần Lương lòng bàn tay dán tại Diệp lão cái trán, ngón giữa tay phải rơi vào hắn huyệt thần đình bên trên. Huyệt thần đình, biệt danh mép tóc. Thần đình là túc thái dương bàng quang kinh, túc dương minh vị kinh, đốc mạch giao nhau huyệt, tại đầu, trước mắt mép tóc chính giữa thẳng lên nửa tấc. Tả hữu trán cơ chi chỗ giao giới, phụ cận có trán động tĩnh mạch chi nhánh, cùng trán thần kinh chi nhánh. Một sợi chân khí thông qua Hứa Thuần Lương đầu ngón tay trải qua huyệt thần đình chậm rãi rót vào Diệp lão trong đầu. Hứa Thuần Lương không hiểu Tây y, nhưng là hắn có thể thông qua nhân thể kinh lạc để phán đoán thân thể biến hóa rất nhỏ. Lợi dụng thông cảm cùng Diệp lão kinh lạc tương thông về sau, liền có thể giống cảm giác tự thân một dạng thấy rõ Diệp lão thân thể dị thường. Diệp lão cảm giác cái trán tê dần, thân thể không khỏi khẩn trương lên, cái này thuộc về bình thường phản ứng sinh lý, đương một người thân thể cảm nhận được ngoại lai xâm nhập thời điểm, sẽ khởi động tự thân phòng ngự cơ chế. Hứa Thuần Lương nói, ngài không cần khẩn trương, tận lực buông lỏng, hô hấp tiết tấu phải tất yếu nhẹ nhàng, đi theo ta hô hấp tiết tấu, hơi thở. Hấp khí, rất tốt. Nếu như đối diện chính là một cái tu luyện người, Hứa Thuần Lương rất dễ dàng thực hiện thông cảm, nhưng là Diệp lão không biết võ công, đời này tu luyện qua lợi hại nhất công phu cũng chính là ngũ cầm hí. Cho nên Hứa Thuần Lương phải dùng cơ bản nhất phương pháp dẫn đạo Diệp lão, mang theo hắn điều chỉnh hô hấp tiết tấu, ổn định nhịp tim. Diệp lão dù sao trải qua sóng gió, cấp tốc bình tĩnh lại, hô hấp của hắn cùng nhịp tim cực kỳ bình ổn. Hứa Thuần Lương phát hiện đảm nhiệm tu vi thế nào đều là trăm sông đổ về một biển, tại bất luận lĩnh vực gì có thể một mình đảm đương một phía nhân vật phong vân đều có được vượt qua người ta một bậc cách cục cùng tâm tính. Kiều Như Long cùng Diệp Thanh Nhã tiến đến, nhìn thấy trước mắt chàng diện, biết điều giữ yên lặng, Diệp Thanh Nhã làm thủ thế, ra hiệu hắn lưu trong phòng, mình thì đi bên ngoài trông coi, đề phòng những nhà khác người quấy rầy. Bình thường tới nói loại thời điểm này, có rất ít người qua tới quấy rầy ra ra, nhưng là tổng sợ vạn nhất. Diệp Thanh Nhã nghe ra đến bên ngoài ô tô âm thanh, phụ thân trở về. Diệp Thanh Nhã tiến ra đón, tiếp nhận trong tay phụ thân cặp công văn. Diệp Sương Nguyên nói, Như Long tới. Hắn tại nhà để xe thấy được Kiều Như Long xe. Diệp Thanh Nhã gật đầu nói, Tiểu Hứa cùng hắn cùng một chỗ. Cái nào Tiểu Hứa? Giúp ngươi châm cứu cái kia. Diệp Sương Nguyên sửng sốt một chút, lập tức ý thức được là Hứa Thuần Lương. Mặc dù Hứa Thuần Lương chữa khỏi mặt của hắn có quắp di chứng, nhưng là hắn cũng không cho rằng Hứa Thuần Lương y thuật có thể chữa trị bướu não. Diệp Sương Nguyên giải khai áo khoác, Diệp Thanh Nhã tiếp tới. Mẹ ngươi đâu? Diệp Thanh Nhã nói, bà ngoại thân thể có chút không tốt, nàng đi qua nhìn một chút, đêm nay không trở lại.
Diệp Sương Nguyên nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua thư phòng phương hướng, Diệp Thanh Nhã nhỏ giọng nói cho hắn biết Hứa Thuần Lương ngay tại là gia gia chẩn bệnh, lúc này tận lực đừng đi quấy rầy. Diệp Sương Nguyên tiếp nhận nữ nhi đưa tới hồng trà, uống hai ngụm nói, mấy vị chuyên gia đều cho rằng nên khai đao, căn cứ khối u sinh trưởng tốc độ phán đoán hẳn là ác tính, giải phẫu càng sớm tiến hành càng tốt. Diệp Thanh Nhã nói cha, ngài có hay không trưng cầu qua gia gia ý kiến? Diệp Sương Nguyên nói, không thể nói cho hắn biết tình hình thực tế, nếu như hắn biết chỉ sợ sẽ không đồng ý khai đao. Diệp Thanh Nhã nói, người nếu biết hắn sẽ không đồng ý, tại sao phải gạt hắn? Thuật hậu gia gia khả năng cái gì đều không nhớ rõ, hắn hẳn là có cảm kích quyền. Diệp Sương Nguyên mím môi nói, giải phẫu mặc dù không thể đem hắn triệt để chữa trị, nhưng là chỉ ít có thể cam đoan hắn còn sống. Mất đi bản thân ý thức, như là cái xác không hồn còn sống còn có ý nghĩa gì? Diệp Sương Nguyên không nói chuyện, nhưng là hắn không có lựa chọn. Diệp Thanh Nhã nói, nếu như chuyện này xảy ra ở trên người ta, ta tình nguyện đi chết. Im ngay, Diệp Sương Nguyên gầm nhẹ một tiếng, hắn rất ít tại ái nữ trước mặt biểu hiện được như thế thần sắc nghiêm nghị, sau đó lại thở dài nói, không phải ta không muốn nói cho hắn biết tình hình thực tế, mà là ta lo lắng hắn không cách nào bột đối chân tướng. Diệp Thanh Nhã nói, ra ra sóng gió gì không có trải qua, lại có chuyện gì không thể đối diện, ta nhìn không thể đối diện hiện thực chính là ngươi, sinh mệnh là ra ra mình, ngươi không có quyền thay hắn làm ra lựa chọn. Diệp Sương Nguyên nhìn qua nữ nhi, nàng mặc dù nhưng đã thành gia, nhưng còn chưa đủ thành thục, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn sinh hoạt tại nhà ấm bên trong, nàng không biết lão gia tử đối cái nhà này ý vị như thế nào. Nếu như không lấy gia thuật, phụ thân sinh mệnh khả năng chỉ còn lại 2 tháng. Phụ thân rời đi thời điểm cùng lúc mang đi Diệp gia tất cả vinh quang. Diệp Sương Nguyên mặc dù thân cư yếu chức nhưng là hắn đang đứng ở sự nghiệp mấu chốt giai đoạn, lại tiến nửa bước, mới có thể gối cao không lo, mà cái này nửa bước, nhất định phải xây dựng ở phụ thân còn sống điều kiện tiên quyết, nếu như phụ thân đi, kia đường thăng thiên của hắn tướng đến đây kết thúc. Người tại cùng không tại hoàn toàn là hai loại khác biệt cảnh ngộ, Diệp Sương Nguyên tại thể chế bên trong nhiều năm như vậy, sớm đã nhìn thấu nhân tính, nửa năm. Chỉ cần vì phụ thân thắng được nửa năm, hắn liền có thể hoàn thành bố cục, làm tốt một cát, chỉ ít trước mắt, hắn còn cũng không đủ năng lực chống đỡ Diệp gia tất cả. Mà hết thảy này, hắn không có khả năng trước bất kỳ ai nói, bao quát nữ nhi bảo bối của mình, hắn phi thường minh bạch, cha con ở giữa khác nhau nguyên nhân ở chỗ, hắn chỉ muốn phụ thân còn sống, mà nữ nhi nghĩ là để lão gia tử có tôn nghiêm còn sống. Trong thư phòng rất yên tĩnh, Kiều Như Long nghe được Diệp lão chậm chạp thô trọng hô hấp. Nếu như hắn cẩn thận nghe, hẳn là có thể nghe ra nhưng thật ra là hai người hô hấp hỗn tạp cùng một chỗ, hiện tại đã hoàn toàn đồng bộ, chẳng những là hô hấp còn có nhịp tim. Hứa Thuần Lương thông qua điều chỉnh, đã thành công tiến vào thông cảm cảnh giới. Nội tức tại hai người kinh lạc bên trong lưu động, Hứa Thuần Lương cảm giác nội tức chảy xuôi mỗi một đầu đường tắt, từng đầu đường tắt tại trong đầu của mình trùng kiến ra một cái 3 chiều mạch lạc đồ. Thông qua trong đầu trùng kiến mạch lạc đồ. Hắn có thể rõ ràng phân biệt Diệp lão toàn thân kinh lạc, tướng tinh lực tập trung ở Diệp lão não bộ. 2. Theo Hứa Thuần Lương nội tức rót vào, Diệp lão não bộ mạch lạc trở nên càng ngày càng rõ ràng. CT biểu hiện khối u, tại Hứa Thuần Lương trong đầu có được cụ thể hình dáng, Hứa Thuần Lương thậm chí cảm nhận được khối u bề ngoài bao màng, cùng bao màng bên trong viên kia khỏa, từng hạt. Hứa Thuần Lương bỗng nhiên mở ra hai mắt, không đúng, đây không phải cái gì khối u. Hắn từ đó cảm giác được yếu ớt sinh mệnh khí tức, hàng trăm hàng ngàn trứng trùng, mỗi một quả trứng trùng đều đang không ngừng khuếch trương, bên trong là một chỉ không ngừng hấp thu chất dinh dưỡng chuẩn bị phá trứng mà ra ấu trùng. Tuyệt không phải phổ thông não bộ ký sinh trùng, mà là người vì hạ độc cắm vào. Khó trách Diệp lão tại 3 tháng trước kiểm tra sức khỏe hết thảy bình thường, nhưng 1 tháng trước đột nhiên phát hiện não bộ rành chỗ, cái này não bộ rành chỗ cũng không phải là khối u. Mà là mấy trăm con trứng trùng dành dụm mà thành loại khối u kết cấu. Hứa Thuần Lương phán đoán, Diệp lão hẳn là ăn vào tam âm phệ não đan loại hình độc dược. Loại này độc dược bình thường từ 2 bộ phận tạo thành, bên trong là một viên cầu nhỏ bên trong có dấu ẩn núp độc trùng, lấy thi trùng làm chủ, bên ngoài là một tầng thuốc xác thuốc trong vỏ chứa khắc chế độc trùng dược vật, có bảo hộ cùng cô lập tác dụng. Loại độc dược này âm hiểm đến cực điểm, phi thường lợi hại. Sau khi phục dụng không ngay lập tức sẽ phát tác thời gian cùng sát ngoài dược vật hàm lượng có quan hệ, dược tính thoáng qua một cái, độc trùng liền thoát nằm mà ra, một tia nhập não, liền có thể khiến người làm việc cuồng vọng điên đảo, đánh mất lý trí, trở thành cái xác không hồn.
Hứa Thuần Lương thầm nghĩ, hẳn là độc kinh vẫn truyền thừa đến nay, loại này âm hiểm độc dược liền xem như mình cũng sẽ không dễ dàng sử dụng, đến cùng là ai nắm giữ phương pháp chế luyện, lại dùng tại đức cao vọng trọng Diệp lão trên thân. Hứa Thuần Lương chậm rãi thu hồi nội tức, Diệp lão cũng cảm giác đầu não chợt nhẹ, thẳng đến nghe được Hứa Thuần Lương nói chuyện, mới mở ra hai mắt. Hứa Thuần Lương nói, Diệp lão, ngài trước nghỉ ngơi một hồi. Diệp lão nhẹ gật đầu, cảm giác đầu mê man, thân thể có chút mỏi mệt. Hứa Thuần Lương hướng Kiều Như Long đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người cùng đi đến ngoài cửa, Kiều Như Long thế mới biết nhạc phụ trở về, hô cha, ngài trở về. Diệp Sương Nguyên nói, vừa tới không bao lâu, hắn hướng Hứa Thuần Lương cười cười, tiểu Hứa tới. Hứa Thuần Lương hiện tại là hàng thật giá thật thầy thuốc, Diệp thúc thúc tốt. Diệp Sương Nguyên cũng không hỏi thăm bệnh tình của phụ thân, đi trước thư phòng thăm viếng phụ thân tình trạng. Hứa Thuần Lương hướng Diệp Thanh Nhã nói, có hay không thuận tiện chỗ nói chuyện. Diệp Thanh Nhã tướng hai người bọn họ dẫn tới gian phòng của mình, đóng cửa phòng, Diệp Thanh Nhã không kịp chờ đợi nói, như thế nào. Hứa Thuần Lương nói, không phải bướu não, là trứng trùng. Trứng trùng, Kiều Như Long cùng Diệp Thanh Nhã chăm miệng một lời. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Kiều Như Long nói, ta nghe nói qua, có não bộ ký sinh trùng loại bệnh này. Diệp Thanh Nhã nói, trong nhà của chúng ta từ trước đến nay rất giảng cứu vệ sinh, làm sao lại nhiễm lên loại bệnh này. Hứa Thuần Lương thấp giọng nói, hẳn là có người ác ý đầu độc. Kiều Như Long vợ chồng đều kinh trụ, đầu độc loại chuyện này làm sao có thể phát sinh ở nhà bọn hắn. Vô luận Hứa Thuần Lương phỏng đoán có phải hay không sự thật, hiện tại cũng không phải truy tra căn nguyên thời điểm, Kiều Như Long nói, người có không có cách nào chữa khỏi hắn. Căn cứ phán đoán của ta. Những cái kia côn trùng khoảng cách ấp mà ra nhiều nhất còn có 3 ngày, cho nên càng sớm càng tốt. Diệp Thanh Nhã nói, việc này không nên chậm trễ, hiện tại có thể chứ. Hứa Thuần Lương nói, giờ tí là bọn chúng ngủ đông thời điểm, muốn vào lúc đó bắt đầu trị liệu, có chuyện ta cần tuyên bố một chút, thế sự khó liệu, kết quả như thế nào còn phải xem Diệp lão tự thân nghị lực cùng tạo hóa. Kiều Như Long nói, nếu là trứng trùng có phải hay không giải phẫu xác suất thành công cao hơn một chút. Hứa Thuần Lương nói, những này trứng trùng bên trong đều là từng cái độc lập sinh mệnh, bọn chúng đối nguy hiểm có nhạy cảm cảm thấy lực, giải phẫu bất kỳ một cái nào khâu hơi không cẩn thận, liền sẽ bị bọn chúng cảm giác được, vì trốn tránh nguy hiểm, bọn chúng liền sẽ sớm phá trứng mà ra, một khi xuất hiện loại kia tình trạng, coi như thần tiên cũng khó cứu được. Diệp Thanh Nhã nói, việc này ta cần cùng ra ra bọn hắn thương lượng một chút. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, giúp ta tìm một chỗ nghỉ ngơi. Ta cần phải thật tốt yên lặng một chút. Kiều Như Long dẫn hắn đi khách phòng, chủ yếu là muốn theo hắn đơn độc tâm sự, đóng cửa phòng, Kiều Như Long thấp giọng nói, Thuần Lương, người đến cùng có mấy phần chắc chắn. Hứa Thuần Lương duỗi ra một đầu ngón tay. Kiều Như Long hít vào một ngụm khí lạnh, đây chẳng phải là cửu tử nhất sinh. Hắn có chút hối hận, vạn nhất trị liệu bên trong xảy ra ngoài ý muốn, Diệp lão chết chẳng phải là muốn tính tại trên đầu của bọn hắn. Coi như Diệp Thanh Nhã không trách bọn họ, Diệp gia cũng sẽ buông xuôi bỏ mặc, mình cũng muốn nhận gánh trách nhiệm. Hứa Thuần Lương nhìn ra hắn có chút hối hận, vỗ vỗ đầu vai của hắn nói, ta trước nghỉ ngơi một hồi, các ngươi trước thương lượng xong lại nói, đúng, nếu như quyết định để trị liệu, để Diệp lão sớm đem đầu tóc cạo sạch sẽ. Diệp Sương Nguyên nói cho phụ thân đã vì hắn làm xong nhập viện thủ tục, chỉ cần tình trạng cơ thể cho phép, tùy thời đều có thể tiến hành giải phẫu. Diệp lão nói, Sương Nguyên, ta không muốn làm giải phẫu. Diệp Sương Nguyên nói, cha, tiểu phẫu mà thôi, ngài không cần lo lắng nhiều. Sọ não đều mở ra còn nói là tiểu phẫu. Diệp Sương Nguyên cười nói, hiện tại não ngoại khoa giải phẫu phi thường thành thục, chỉ là mở ra xương sọ tướng khối u bộ phận cắt bỏ, sẽ không ảnh hưởng đến cái gì. Diệp lão nói, vạn nhất xảy ra sai lầm ta chẳng phải là muốn biến thành một cái kẻ ngu. Nào có nghiêm trọng như vậy? Ta trưng cầu ý kiến qua thật nhiều vị chuyên gia, bọn hắn đều nói giải phẫu xác suất thành công rất cao, cho ngài làm giải phẫu chính là đỉnh tiêm não khoa chuyên gia Lâm Khiếu Phong tiến sĩ. Hắn tại trên quốc tế đều được hưởng nổi danh, như quả ngài không khai đao, mặc cho khối u sinh trưởng, khối u sau khi lớn lên sẽ áp bách ngài bình thường não tổ chức, sinh ra một hệ liệt nghiêm trọng triệu chứng. Diệp lão nói, tiểu Hứa nói thế nào? Diệp Sương Nguyên sửng sốt một chút, vừa rồi hắn quên hỏi Hứa Thuần Lương ý kiến. Hắn mặc dù thừa nhận Hứa Thuần Lương có chút bản sự, nhưng là phụ thân là trong đầu khối u, biện pháp tốt nhất chính là giải phẫu trị liệu, trung y đối trong đầu xương u hẳn là bất lực. Diệp Sương Nguyên nói, cha,
trung y không giải quyết được vấn đề của ngươi. Diệp lão thở dài, cầm lấy trên bàn thuốc lá, Diệp Sương Nguyên mau chóng tới vì phụ thân đốt, lão gia tử cai thuốc 10 năm, mấy ngày nay lại bắt đầu rút, chứng minh nội tâm của hắn bên trong cũng không yên tĩnh. Diệp lão hít một hơi thuốc lá nói, Sương Nguyên a, bệnh của ta có phải hay không rất nặng? Diệp Sương Nguyên lắc đầu, không tính nghiêm trọng, chính là khối u sinh trưởng tốc độ có chút nhanh, chỉ phải kịp thời cắt bỏ là được rồi. Diệp lão nói, ta mấy ngày nay có loại dự cảm bất tường, cửa này sợ là rất khó chịu nổi. Diệp Sương Nguyên cười nói, cha, ngài chớ tự mình dọa mình, hiện đại y học như thế phát đạt, trong đầu bướu lành chỉ là một cái tiểu phẫu thôi, cơ hồ không có bất kỳ cái gì phong hiểm. Diệp lão hai mắt sâu tập trung vào Diệp Sương Nguyên, Diệp Sương Nguyên cảm thấy một trận hoảng hốt, từ nhỏ đến lớn, hắn từ đầu đến cuối đối phụ thân tràn đầy kính sợ, tại trước mặt phụ thân rất khó giấu giếm cái gì. Diệp lão nói, ta không sợ chết, ta chỉ sợ không có tôn nghiêm chết. Diệp Sương Nguyên mím môi, muốn nói cái gì, lại rốt cục vẫn là chưa hề nói. Diệp lão vỗ vỗ đầu vai của hắn nói, biết con không khác ngoài cha, ta biết ngươi lo lắng mất đi ta, nhưng trên đời này ai cũng không thể tránh khỏi cái chết, ngươi sớm muộn cũng sẽ có đối diện ta rời đi ngày đó. Cha! Diệp Thanh Nhã gõ cửa đi đến, đánh gãy cha con bọn họ ở giữa nói chuyện. Diệp lão nhìn thấy tôn nữ nhanh lên đem chưa hút xong một nửa khói dập tắt, Diệp Thanh Nhã chừng phụ thân một chút, hiển nhiên đem ra ra giúp chuyện thuốc lá quy tội hắn dung túng. Diệp lão nói, Thanh Nhã, tiểu hứa bác sĩ nói thế nào? Diệp Thanh Nhã nói đầu óc người bên trong không phải khối u, mà là trứng trùng tụ tập mà thành bao khối. Cái gì? Diệp Sương Nguyên ngạc nhiên, cái này Hứa Thuần Lương quả thực là nói hưu nói vượt, trứng trùng làm sao có thể chạy đến trong đầu đi. Diệp lão nói, cùng ta mơ tới giống nhau như đúc. Lần này đến phiên Diệp Thanh Nhã ngạc nhiên. Diệp lão nói, ta mấy ngày nay thường xuyên làm đồng dạng mộng, mộng thấy từng đầu tiểu côn trùng tại ta trong đầu chui tới chui lui. Diệp Sương Nguyên nói, CT phiến tử ở chỗ này, trong nước đỉnh tiêm chuyên gia đều sẽ xem bệnh qua, bọn hắn đều nói là bướu lành, ta không tin bọn họ nhìn không ra là trứng trùng. Hứa Thuần Lương sờ lên ngài cái trán liền đánh giá ra là trứng trùng. Có phải hay không có chút thiên phương dạ đàm? Diệp Thanh Nhã nhịn không được nhắc nhở phụ thân, ngài đừng quên, ngài mặt đơ di chứng chính là người ta giúp ngươi chữa khỏi. Diệp Sương Nguyên nói, không phải một dạng A, trung y châm cứu đối diện có quắp hữu hiệu, nhưng là trong đầu khối u trung y không có có gì tốt biện pháp giải quyết. Diệp lão phản bác, ai nói không có. Đi qua Tào Tháo bệnh nhức đầu, Hoa Đà liền nói dùng búa bổ ra, chứng minh quốc gia chúng ta tại Tam Quốc thời điểm liền đã có não ngoại khoa giải phẫu. Diệp Sương Nguyên nói, Tào Tháo cuối cùng vẫn là không có đồng ý Hoa Đà giúp hắn mổ sọ, kết quả đem hắn giết. Diệp lão nói, ta cũng không đồng ý mổ sọ, ta xem ai dám mở cho ta sọ. Diệp Thanh Nhã nói, Hứa Thuần Lương nói chỉ cần tướng ngài trong đầu trứng trùng cho giết chết, bệnh của ngài là có thể trị tốt. Diệp Sương Nguyên nói, coi như thật có trứng trùng, như thế nào đưa chúng nó giết chết. Phương án tốt nhất vẫn là giải phẫu mổ sọ. Diệp lão có chút không vui, người có phải hay không không đem ta đầu cho bổ ra thể không bỏ qua a? Ta làm sao sinh ra ngươi như thế một cái bạch nhãn lang? Diệp Sương Nguyên dở khóc dở cười nói, cha, ta đây không phải là ngài tốt. Tốt với ta liền phải đem ta đầu cho bổ ra. Trên đời này nào có đạo lý như vậy, Thanh Nhã, ngươi đem tiểu hứa gọi tới, ta muốn làm bột hỏi một chút hắn. Diệp Thanh Nhã nói, hắn đi khách phòng nghỉ ngơi, chờ 12 giờ lại tới. Nói muốn thanh trừ ngài trong đầu trứng trùng, lựa chọn tốt nhất giờ tí, đoạn thời gian đó là côn trùng sinh động độ thấp nhất thời điểm. Diệp Sương Nguyên nói, côn trùng cũng sẽ đi ngủ à. Diệp lão trừng mắt liếc hắn một cái, người nói ít ngồi châm chọc, ta dù sao cảm thấy cái này tiểu hứa rất đáng tin cậy. Lúc này Kiều Như Long cũng đến đây, hắn tình nguyện người Diệp ra cuối cùng thương lượng kết quả là cự tuyệt để Hứa Thuần Lương xuất thủ, bất quá hắn rất nhanh liền hiểu người Diệp ra ai cũng chi phối không được Diệp lão. Hắn quyết định để Hứa Thuần Lương thử một chút.